không sợ mọi chuyện đều phải nghe theo, ít nhất muốn làm một số việc chân chính, bớt đi một ít công trình hao tiền của nhân dân lao động, giống như bộ đường sắt làm mười mấy năm mà chẳng có kết quả tốt đẹp nào. Hạ Tưởng thì cho rằng lần đầu làm, từ việc lớn đến nhỏ, điều tra kỹ lưỡng cho tốt. Không nói tàu hỏa và đường sắt cao tốc có an toàn và nhanh chóng hay không, dù sao tạo ra vô số những tham quan, còn có vô số những người nhân cơ hội phất lên. Đương nhiên các chuyên gia nói, đi tàu hỏa và đường sắt cao tốc đều tuyệt đối an toàn, còn anh tin hay không tin là do anh, Hạ Tưởng dù sao cũng không tin. Chấm, trên cơ bản chuyến đi tới thủ đô thu được hiệu quả như mong đợi. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng lại gặp Tống Chiêu Độ và Tống Nhất Phàm. Tống Chiêu Độ ở phía sau tác động nhiều hay ít, gặp những ai, Hạ Tưởng cũng không tiện hỏi. Hắn cũng biết cách đối nhân xử thế của Tống Chiêu Độ, mọi việc giấu ở trong lòng, để anh tự lĩnh hội ý đồ của ông ta. Lĩnh hội được để phối hợp ăn ý với ông ta sẽ trọng dụng anh, đề bạt anh, cũng sẽ ủng hộ anh hết mình. Nếu ngược lại, thì xin lỗi, không lọt vào mắt ông ta. Tống Nhất Phàm ở trước mặt Tống Chiêu Độ thường giả vờ rất nho nhã, tuy nhiên luôn nhân lúc không ai để ý tới thì làm mặt quỷ với Hạ Tưởng, thiếu chút nữa cười đùa với hắn, khiến cho Hạ Tưởng âm thầm nghĩ ngợi, cô bé thật sự là một cô công chúa nhỏ vui tươi, hồn nhiên thuần khiết như ngọc. Mới đó đã đến ngày mùng 7, Hạ Tưởng quay về Tần Đường, việc của năm sau chắc chắn rất nhiều, hắn phải nhanh chóng nắm được tình hình, bởi vì, nói không chừng sẽ có một trận đánh quyết liệt. Vốn dĩ cho rằng tin tức truyền đến sớm nhất năm sau là việc thay đổi nhân sự của tỉnh ủy, không ngờ, Tần Đường lại xảy ra một sự việc trọng đại ngoài dự đoán của mọi người, lại một lần nữa khiến cho ba người Hạ Tưởng và Trương Quốc Vĩ, Lưu Kiệt Huy đụng độ mạnh lần thứ hai. Sang năm mới, mấy ngày ở thủ đô, Hạ Tưởng lại đảo lại mấy mối quan hệ, tuy nhiên không gặp Cổ Thu Thật và Trịnh Thịnh, bận quá, không sắp xếp được thời gian, cũng đành thôi. Nhưng có đến gặp Mai Hiểu Lâm, lại chơi với Mai Đình nửa ngày. Tuy nhiên bây giờ Mai Đình vô cùng xa lạ với Hạ Tưởng, cũng khiến trong lòng hắn suy nghĩ, dù sao cũng không có cách nào phân thân được, không thể đem lại nhiều tình yêu thương của cha cho Mai Đình. Tính cách của Mai Đình rất giống Mai Hiểu Lâm, cố chấp mà kiên cường, nửa ngày cũng không nói chuyện với Hạ Tưởng. Bất kể Hạ Tưởng dụ dỗ như thế nào, đùa như thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn, bàn tay nhỏ bé, dáng vẻ hổn hển đáng yêu mà khiến người ta đau lòng. Hạ Tưởng lén tỏ vẻ xin lỗi với Mai Hiểu Lâm, hổ thẹn về việc không thể đem lại nhiều tình thương yêu của cha cho Mai Đình. Mai Hiểu Lâm khẽ lắc đầu. Không trách gì anh, con bé không có một người cha bình thường, biết làm sao bây giờ. Rất nhiều người đều ngưỡng mộ con nhà quan, kỳ thực không biết ba mẹ đều làm quan, con cái từ nhỏ sẽ không có tuổi thơ. Con bé có thể có mặt trên đời, có thể trở thành con gái em đã mãn nguyện rồi. Bây giờ em không có bất kỳ yêu cầu nào đối với anh. Trước kia luôn cảm thấy anh nợ em thứ gì đó, bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi, kỳ thực anh đã cho em một đứa con gái, em nên cảm ơn anh mới đúng. Con người không thể không thỏa mãn thì sẽ đau khổ. Cảm ơn anh, Hạ Tưởng, thật lòng cảm ơn anh. Sau này mẹ con chúng em coi như là hồi ức tốt đẹp của anh. Bất cứ khi nào anh nhớ đến, bất cứ khi nào anh mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, em và Đình Nhi lúc nào cũng chào đón. Mai Hiểu Lâm không biết đã bị điều gì làm cho xúc động, nói một mạch, cuối cùng còn rơi nước mắt. Trong ấn tượng, Mai Hiểu Lâm rất ít rơi lệ, ý chí và sự kiên cường của cô, bao gồm cả sự đấu tranh bất khuất trước số mệnh, không cam lòng với Hạ Tưởng. Có lẽ là cô yêu Hạ Tưởng, có lẽ là cầu mong mà không được càng khiến cô thêm khát khao, nhưng trong cuộc đời luôn có quá nhiều những điều không theo ý muốn. Lăn lộn ở quan trường mấy năm, có lẽ cô đã nhìn thấu được sự việc, không, nói một cách chính xác, là thấy rõ được tình yêu. Hoặc có thể nói là không ôm ấp hy vọng đối với tình yêu. Bởi vì, trong suốt cuộc đời, cô sẽ không lại yêu người nào khác, cũng không thể lấy người nào khác, chỉ có thể mang theo sự tiếc nuối về Hạ Tưởng. Một mình dẫn theo Mai Đình, tôi luyện trong cuộc sống, rèn luyện trong quan trường. Hạ Tưởng biết trong lòng Mai Hiểu Lâm có nỗi khổ. Giữa hắn và Mai Hiểu Lâm, bắt đầu từ sai lầm, lại kết thúc cũng bằng sai lầm, là một lần trắc trở hiếm thấy. Đối với Mai Hiểu Lâm, hắn chỉ có thể thông cảm cộng với sự thương hại, hoặc là cũng có yếu tố tình cảm bên trong, nhưng tuyệt đối không gọi là thích và yêu. Giữa người với người, có nhiều sự việc không thể miễn cưỡng, giống như hắn và Phó Tiên Phong ngồi cùng nhau bàn chuyện lợi ích, bàn chuyện trao đổi, thậm chí còn có thể giả vờ nói chuyện vui đùa, nhưng giữa hai người mãi mãi tồn tại một lỗ hổng.
một ngày nào đó sẽ nhắc lại chuyện xưa, thậm chí trở mặt thành thù. Hắn và Mai Hiểu Lâm không thể có kết thúc có hậu. Trước khi đi, Hạ Tưởng ôm Mai Hiểu Lâm vào lòng, còn hơi ghì mạnh một chút, có lẽ là lần đầu tiên hắn chủ động ôm cô mà nói. Có Mai Đình làm bạn với em, chính là niềm hạnh phúc lớn, em phải biết quý trọng hạnh phúc ấy. Rất lâu sau khi Hạ Tưởng đi, Mai Hiểu Lâm vẫn không ngừng rơi lệ. Còn Mai Đình thì nép vào trong lòng mẹ, thay cô lau nước mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự kiên cường. Mẹ đừng khóc, sau này lớn lên, con sẽ bảo vệ mẹ không để đàn ông ức hiếp mẹ, con cũng sẽ là một người kiên cường, không để một người đàn ông nào bắt nạt con. Còn về phần Trần Phong, Tào Vĩnh Quốc ở sau lưng làm những việc gì, lại gặp những ai, Hạ Tưởng không biết rõ, cũng không có người nói cho hắn. Có một số việc trong lòng biết là được, Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc không nói, là không muốn hắn phân tâm nhiều, bởi vì phân tâm cũng không có ích gì, cũng không muốn hắn biết ơn họ. Chỉ cần khiến hắn vĩnh viễn tôn kính một người lãnh đạo và một người than là được rồi. Tống Chiêu Độ càng không cần nói, có lẽ còn hao tổn sức lực hơn cả Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc, nhưng ông ta tránh không nhắc đến việc đó, bởi vì giữa ông ta và Hạ Tưởng đã đạt tới mức có thể cảm nhận được tấm lòng của đối phương. Tuy nhiên khi gặp mặt, Tống Chiêu Độ lại nói một câu đầy thâm ý. Hạ Tưởng, tôi không can thiệp vào sự lựa chọn của cậu, cũng sẽ không phản đối, tin rằng cậu có thể dễ dàng đi trên con đường của mình. Nhưng có một điều, nhất định phải nhớ rõ, sau này cậu phải là một chính trị gia, mà không phải là một chính khách. Quyền lực là con dao hai lưỡi, cậu phải vận dụng cho tốt. Hạ Tưởng tự nhiên hiểu ra ẩn ý của Tống Chiêu Độ, là bảo hắn trên con đường sau này kiên trì với chủ định, công và tâm. Hạ Tưởng cũng biết Tống Chiêu Độ tin tưởng hắn, cho nên cho dù hắn ở phe cánh nào, đều sẽ hết lòng ủng hộ hắn, quen biết Tống Chiêu Độ, là một bắt đầu may mắn của cuộc đời hắn. Trong lúc này còn gặp mặt với Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong. Hướng đi của Mai Thái Bình đã định rồi, sẽ không có thay đổi, chính là vào bộ máy của Trần Phong, làm trợ thủ của Trần Phong. Cuối cùng cũng bước vào được cấp bộ trưởng, khiến ông ta vui sướng trong lòng, cả cuộc đời. Vì danh vì lợi vì quyền, gia tộc lại lớn mạnh, chỉ có sau khi chính mình đứng ở một địa vị cao mới có được danh vọng. Mai Thái Bình rõ ràng tỏ vẻ ủng hộ đối với việc Hạ Tưởng làm ủy viên thường vụ cấp cao. Khâu Tự Phong chuyển lời hỏi thăm ân cần của Khâu Nhân Lễ tới Hạ Tưởng. Thời gian trước đó bởi vì việc chỉnh hợp sắt thép nên giữa Khâu Nhân Lễ và Hạ Tưởng gián tiếp có chút không thoải mái, nhưng các nhân vật chính trị chính là các nhân vật chính trị, biết là khi ở trong môi trường lớn. Lập trường của một người nhất định phải tuân theo đại cục, chính là làm việc theo sự việc chứ không theo con người. Chủ yếu là Khâu Nhân Lễ có ấn tượng quá tốt với Hạ Tưởng, từng có mâu thuẫn cũng đã từng oán hận Hạ Tưởng, đương nhiên là do hiện tại mâu thuẫn đã được hóa giải rồi, lập trường lại thống nhất. Nhà họ Khâu lại tiến thêm một bước lớn trong quan hệ với Hạ Tưởng, cũng vẫn là lập trường ủng hộ. Cuộc gặp mặt với Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong nói chuyện rất vui. Sự tiếc nuối lớn nhất khi ở thủ đô chính là không gặp được lão cổ. Chẳng những không gặp được lão cổ, ngay cả điện thoại của hắn lão cổ cũng không nghe, còn có cổ ngọc, cũng ngắt máy thẳng thừng, khiến cho Hạ Tưởng khó tránh khỏi buồn bực. Tính tình của lão cổ thẳng thắn, nói không để ý tới ai là không để ý tới, không hề có chút phản hồi. Cổ ngọc cũng vậy, lão cổ không để ý là được rồi, sao cô cũng làm theo. Cô trước giờ không quan tâm đến chính trị. Hà tất để cho lập trường chính trị ảnh hưởng đến con người cô. Chẳng lẽ cổ ngọc thật sự nghe lời của lão cổ đi cùng với Trần Quan Hoa rồi? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong lòng Hạ Tưởng, cổ ngọc rất đơn thuần, nhưng cô cũng có chủ kiến, không phải tùy ý để người khác sắp đặt. Chấm, tổng hợp phân tích tình hình ở nhiều phương diện, Hạ Tưởng đại khái đã đưa ra kết luận, chuyện ủy viên thường vụ cấp cao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lực cản lớn nhất là ở thủ tướng. Từ những biểu hiện của lão cổ có thể phỏng đoán được phần nào, chỉ sợ thủ tướng có ý kiến mạnh với hắn. Điều mà Hạ Tưởng không ngờ là, trong cuộc họp hội nghị của Bộ Chính trị, không chỉ có thủ tướng phản đối đề xuất hắn, ngoài ra còn có một lực lượng lớn cũng đưa ra ý kiến phản đối, hơn nữa thái độ vô cùng kiên quyết. Tết âm lịch cuối cùng đã trôi qua, khẩn trương mà bận rộn, cũng có những thứ không thu hoạch được, đương nhiên cũng có chỗ không như ý muốn. Hạ Tưởng dọn sạch tâm trí. Sau khi trở lại Tần Đường thì lập tức lao vào làm việc, chuẩn bị đón nhận một loạt những biến cố lớn sắp ập tới. Nhân sự của Tần Đường sẽ có thay đổi, nhân sự trong tỉnh cũng sẽ có sự điều chỉnh, từ góc độ chính trị mà nói, hắn cũng đã trải qua nhiều lần rồi,
sớm đã có khả năng chấp nhận nhất định. Thay đổi lớn nhất nằm ở việc hắn có thể trở thành ủy viên thường vụ cao cấp hay không, không có gì kích động hơn là việc chính hắn từ cấp giám đốc sở bước lên cấp phó bộ trưởng. Người trong quan trường, lên chức là điều thiết yếu nhất, cũng chính là sinh mạng. Hạ Tưởng đang suy nghĩ việc kiêm nhiệm chức chủ tịch hội đồng nhân dân, hẳn là sẽ có manh mối rồi, dù sao hắn cũng âm thầm bố trí quân cờ, hơn nữa thêm sự trợ giúp của Phạm Tiến, Phạm Duệ Hằng có đủ lý do ra tay mà không nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra đầu tiên ở Tần Đường. Chính là chuyện đại sự. Lương Thu Duệ vội vàng gõ cửa bước vào, vừa bước vào thì sắc mặt hoảng sợ. Bí thư Hạ xảy ra chuyện rồi, có chuyện lớn rồi. Hạ Tưởng lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng kích động của Lương Thu Duệ, liền hỏi. Làm sao thế, nói từ từ. Thẩm Quan Tây chết rồi. Thẩm Quan Tây là ai? Trong sự sửng sốt, Hạ Tưởng không nhớ nổi Thẩm Quan Tây là nhân vật nào. Là chủ tịch quận Bắc Lộ. Đúng rồi, quả thật là chủ tịch quận, Hạ Tưởng nghĩ một lát thì nghĩ ra. Cũng là gần đây bận quá, cho dù nhớ không hết nhân vật số 1 số 2 ở cấp dưới huyệt, nhưng chủ tịch quận trong thành phố thì nhớ rõ, dù sao cách rất gần. Thẩm Quan Tây 45 tuổi, tuổi không lớn, khuôn mặt dài ốm, dáng vẻ khi cười hơi xấu, có người tặng cho anh ta một biệt danh là Hoại Thiếu Tây, là nói anh ta cười không có hồn, người xấu đến tận xương tủy, là người ăn thịt không nhổ bỏ xương. Qua mấy lần Thẩm Quan Tây báo cáo công tác, để lại ấn tượng bình thường đối với Hạ Tưởng. Anh ta là người mà Trương Quốc Vĩ một tay đề bạt, nghe nói có quan hệ rất mật thiết với Trương Quốc Vĩ, là bạn học của Trương Quốc Vĩ, là kiểu quan hệ bạn bè cùng nhau vượt cửa sổ, cùng nhau khiêng súng, cùng nhau trèo tường, cùng nhau trải qua 4 giai đoạn của đời người. Dường như Trương Quốc Vĩ còn có ý muốn để Thẩm Quan Tây đảm nhiệm chức bí thư quận ủy, làm sao mà dễ dàng chết như vậy được. Việc này nếu truyền ra ngoài chính là một vụ tai tiếng lớn, Tần Đường sẽ nổi tiếng cả nước. Lương Thu Duệ chán đầy mồ hôi nói. Thẩm Quan Tây chết trong nhà của Quách Lệ, khi chết, người trần truồng chết ở trên giường. Quách Lệ là... Hạ Tưởng đã đoán được 8-9 phần. Là người tình của Thẩm Quan Tây. Lương Thu Duệ cũng không kiêng dè, nói thẳng ra. Nếu hiện trường chỉ có một người thì thôi, nhưng còn có thêm một người phụ nữ ở đó nữa. Cô ta tên là Hồng Mỹ, là bạn học của Quách Lệ. Quách Lệ và Hồng Mỹ là sinh viên ở thủ đô. Hay lắm, Đường Đường là một chủ tịch quận lại chết ở trong nhà tình nhân, chết trần truồng cũng không có gì, chết trên bụng của phụ nữ miễn cưỡng cũng chấp nhận được, còn chết trên bụng của hai người phụ nữ, thì sau khi sự việc truyền ra, chẳng phải là một vụ tai tiếng lớn sao, chẳng phải là chuyện dân chúng thích nghe ngóng đó sao? Nói tiếp đi. Trong lòng Hạ Tưởng nổi cơn giận. Biết là sự việc còn có ẩn khúc khác. Theo bác sĩ nói, Thẩm Quan Tây chết do vận động quá nhanh dẫn đến tắc nghẽn cơ tim, ở hiện trường đã phát hiện rất nhiều những viên thuốc màu xanh. Quách Lệ và Hồng Mỹ sợ đến ngơ ngẩn, không nghĩ nhiều liền báo cảnh sát, kết quả là sự việc truyền đi cả khu rồi. Lương Thu Duệ còn chưa báo cáo xong, Trương Quốc Vĩ liền vội vàng gõ cửa bước vào rồi nói. Bí thư Hạ, tôi đề nghị lập tức mời họp bàn việc, thảo luận về cái chết quang vinh. Chết do công tác lao lực của đồng chí Thẩm Quan Tây. Chết vì lao lực khi đang làm việc sao? Hạ Tưởng cười giận dữ, hay cho một Trương Quốc Vĩ, hay cho một tay che đậy những người biết chuyện để đổi trắng thay đen. Hắn cũng không có dự định công khai sự việc, dù sao không phải việc gì cũng làm sáng rõ được, vậy mà Trương Quốc Vĩ đã nghĩ xong xuôi chuyện sao? Hạ Tưởng cười thầm, hắn mới là một nhân vật số một. Đồng chí Thẩm Quan Tây thật sự là chết vì lao lực trong khi làm việc sao? Hạ Tưởng đã biết rõ còn hỏi lại, để xem Trương Quốc Vĩ trả lời như thế nào. Trương Quốc Vĩ liếc mắt nhìn Lương Thu Duệ bên cạnh, tốc độ báo cáo thật nhanh, tuy nhiên gã vẫn mạnh miệng. Đương nhiên là chết do lao lực trong khi làm việc. Đồng chí Thẩm Quan Tây không nghĩ lễ mừng năm mới, không trở về nhà, cẩn trọng, chịu khó, luôn phấn đấu ở tuyến đầu, cúc cung tận tụy đến chết. Là một cán bộ tốt của đảng và đất nước. Mắt của Trương Quốc Vĩ có quầng đỏ, chắc hẳn không phải do diễn kịch mà là đỏ thật, dù sao Thẩm Quan Tây cũng là bạn học cũ của gã, có quan hệ rất tốt. Đây là lời nói của ai vậy? Hạ Tưởng lặng lẽ hỏi. Là kết quả do tôi điều tra ra, sao vậy, bí thư Hạ không tin tôi sao? Trương Quốc Vĩ có chút phẫn nộ, trên mặt lộ ra vẻ muốn nổi cáu. Bí thư Hạ, anh không hiểu tình hình cụ thể của Tần Đường. Hầu hết các cán bộ đảng viên đều là những đồng chí tốt, không phải tự dưng hoài nghi bọn họ,
còn anh tin hay không tin, do anh, tôi thì tin. Hay, câu nói cửa miệng của Phó Tiên Phong, làm sao mà Trương Quốc Vĩ cũng biết nói vậy? Được, Thu Duệ, lập tức thông báo cho ba đồng chí Phạm Tiến, Thường Công chỉ còn có Nhâm Hải Phong, lập tức mời họp. Hạ Tưởng thấy thời cơ đến liền cử người đi, vẫn phải nể mặt Trương Quốc Vĩ vài phần, nhưng khúc dạo đầu như thế nào vẫn chưa định, mà còn nói thêm đôi câu. Thu Duệ chuẩn bị tài liệu báo cáo kể lại tỉ mỉ toàn bộ sự việc đã xảy ra. Trương Quốc Vĩ theo bản năng liếc nhìn Lương Thu Duệ một cái, dường như là muốn khiến cho Lương Thu Duệ báo cáo theo nguyên tắc công bằng. Nếu là trước kia, Lương Thu Duệ chắc chắn phải nhìn sắc mặt của gã, nhưng hiện tại Lương Thu Duệ chỉ gật đầu với Hạ Tưởng, rồi xoay người bước đi, giống như là có nhìn gã, mà cũng như không nhìn, tóm lại biểu hiện giống như vốn dĩ không hề để ý đến gã. Trương Quốc Vĩ gần như sắp nổi giận. Cái chết của Thẩm Quan Tây, quá ngoài dự liệu của gã. Cụ thể về nguyên nhân tử vong gã đương nhiên biết rõ, chính là quá sức mà chết. Mọi người thường nói, hoa mẫu đơn chết, thành ma cũng phong lưu, nói cũng chỉ là nói, nhưng thật sự, chết trên bụng của phụ nữ, đúng là một chuyện mất mặt, huống hồ Thẩm Quan Tây còn là một chủ tịch quận. Huống hồ còn là bạn học của gã thị trưởng Trương, hơn nữa mối quan hệ này ở cả Tần Đường dường như không ai không biết, không ai không hiểu. Cũng do Quách Lệ và Hồng Mỹ không biết xử lý sự việc, trong sự hoảng loạn lại lập tức gọi điện cho cảnh sát, không gọi cấp cứu, kết quả là khi cảnh sát đến, thấy được người thì đã chết rồi, cũng không cứu giúp được gì, chỉ kiểm tra nguyên nhân tử vong. Lúc đó, thì người xem không hiểu rõ chân tướng đã vây đầy xung quanh. Chương 1177, sự việc đột nhiên phát sinh. Bắt đầu cạnh tranh. Nơi phát sinh ra sự việc là khu đô thị Đồng Triệt, là ký túc xá của các công nhân viên chức đường sắt, ở đó đều là các cán bộ lão thành đã nghỉ hưu của cục đường sắt. Các cán bộ lão thành nghỉ hưu rồi, tràn đầy tinh lực, lại không việc để làm, nghe nói có người trúng gió mà chết, lập tức hai mắt sáng lên, gọi bạn bè, tụm năm tụm ba đầy khắp trong ngoài ba tầng lầu, chật như nêm cối. Hình tượng trói lọi của chủ tịch Thẩm và dáng vẻ bề trên hoàn toàn khác với bộ dạng trần như nhộng nằm trên giường, cơ thể cứng ngắc, miệng sủi bọt mép, dĩ nhiên tắc khí mà chết. Sẽ không nhắc đến hình tượng béo tròn béo trục của chủ tịch Thẩm khiến nhiều người phải buồn nôn, nhưng hai cô gái Quách Lệ và Hồng Mỹ xinh đẹp, như hoa như ngọc, bởi vì khẩn trương và kích động, nên chỉ mặc một chiếc áo, phía dưới lộ ra cái đùi trắng như tuyết, mặc dù cứng lại vì lạnh, nhưng ngược lại toát lên vẻ đẹp rung động lòng người, chỉ tạo điều kiện cho đôi mắt đục tinh thể của các cán bộ lão thành đường sắt hoa cả lên. Sau đó cảnh sát cũng đến rồi. Cảnh sát vừa thấy người đã chết, cho rằng không phải việc của họ. Bảo người ta đưa thẳng đến nhà xác, nên hảo táng thì hỏa táng, mà chôn thì chôn, muốn làm phân bón thì làm phân bón, bởi vì bên cứu thương đã đưa ra kết luận rồi, không phải ông ta bị giết mà là tự sát. Tuy nhiên cũng có hiểm nghi là hai người đẹp dùng thân thể của họ làm hung khí, nhưng phân tích ra thì phụ nữ khó có thể sử dụng cơ thể tốt như vậy, dù sao người chết là bên dùng lực, phụ nữ là bên chịu lực. Cảnh sát 110 còn mắng thầm, mẹ nó. Hai bắp cải trắng ngon mọng nước mà lại để cho một thằng đầu lợn ăn, mặc dù lợn đã chết rồi, nhưng rau cải cũng là lợn ăn thừa, cũng thối rồi. Cho dù cơ thể của hai người đẹp nhìn bên ngoài đẹp động lòng người, tỏa ra vẻ mê người, nhưng không biết thì thôi, còn nghĩ đến các cô đã từng nằm trên giường cùng một đống thịt chết, thì khiến người ghê tởm chết đi được. Cảnh sát không nhận ra đống thịt chết trên giường đã từng là chủ tịch Thẩm uy phong lừng lẫy. Đang xử lý vụ án theo thông thường là thông báo cho cảnh sát hình sự và pháp y đến xử lý, xác nhận là không có vấn đề gì thì sẽ lôi thi thể đi. Bỗng nhiên, một cán bộ lão thành đã nghỉ hưu đang nhìn chằm chằm vào đùi của Quách Lệ và Hồng Mỹ, vỗ đùi, bộp, một tiếng, hô lên. Cán bộ giỏi, đảng và quốc gia đã bồi dưỡng được một vị cán bộ thật là tốt, một chủ tịch quận tốt của nhân dân, quan phụ mẫu của dân chúng. Cảnh sát vừa nghe thấy không đúng, nghĩ là cán bộ lão thành đang châm chọc. Bọn họ vội quay đầu lại hỏi Quách Lệ và Hồng Mỹ. Quách Lệ và Hồng Mỹ vốn định giấu giếm, cũng biết giấu không nổi, mới nói. Ông ta là Thẩm Quan Tây. Hai người cũng không có đầu óc chính trị, nói một câu là được rồi, lại còn sợ cảnh sát không biết Thẩm Quan Tây là ai hay sao, mà còn bổ sung một câu. Là chủ tịch quận Bắc Lộ. Hơn nữa nói cũng không nhỏ. Cán bộ lão thành mới vỗ đùi xong, lại vỗ một cái nữa vào đùi. Thật đúng là Thẩm Quan Tây, không mặc quần áo, mất cả nửa ngày mới nhận ra. Hay thật, thoáng cái đám người đã làm ầm ĩ lên.
Ông chủ tịch quận Trần chuồng chết trên giường của hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, đây là tin tức mang tính chấn động mạnh. Các cán bộ lão thành vốn đã nhàn rỗi ngồi tán phét với nhau bỗng nhiên giống như là phát hiện ra một châu lục mới vậy. Lão nào cũng hoa đôi mắt đục tinh thể sáng lên, mặt mày hớn hở, châu đầu ghé tai, không đầy 10 phút, một truyền 10, 10 truyền 100, toàn bộ khu đô thị Động Triệt đều đã biết Thẩm Quan Tây Thượng Mã Phong, chủ tịch quận chết trên người của người đẹp. May mà cảnh sát 110 ít nhiều có chút đầu óc chính trị, vội vàng báo cáo với cấp trên, qua nhiều lần báo lên, cuối cùng khi truyền đến tai của Trương Quốc Vĩ và Lương Thu Duệ, sự việc đã trôi qua hơn 2 giờ đồng hồ rồi. Hai tiếng, e rằng không dưới mấy trăm người đã biết chân tướng rồi. Hơn nữa các cán bộ lão thành thích nhất là truyền đi truyền lại, có trời mới biết sẽ truyền thành kiểu gì nữa. Trương Quốc Vĩ giận tím mặt, yêu cầu lập tức phong tỏa hiện trường, phong tỏa tin tức. Lập tức thống nhất cách nói là chủ tịch Thẩm hy sinh vì nhiệm vụ, ai dám bịa đặt lung tung thì bị cắt chức ngay tại chỗ. Lệnh giữ miệng của Trương Quốc Vĩ có tác dụng nhất định, ít nhất phòng ngừa sự việc lan rộng, khống chế trong phạm vi của khu đô thị Động Triệt. Tuy nhiên vẫn có tai họa ngầm, các cán bộ lão thành của khu đô thị Động Triệt đều là các cán bộ đường sắt, không thuộc địa phương quản lý, làm cán bộ đường sắt nhiều năm rồi, sớm đã dưỡng thành bệnh tự cao tự đại, nghe lời của địa phương nói mới là lạ. Nhất định phải nói nhẹ, không thể nói cứng rắn. Trương Quốc Vĩ vừa khổ tâm vừa nổi giận, điều khổ tâm là cái chết bất ngờ của Thẩm Quan Tây, tự mắng trong lòng 100 lần, hận vì rèn sắt không thành thép được, chết trên bụng của phụ nữ, con mẹ nó thật mất mặt. Điều khiến gã nổi giận là sự việc lan truyền ra ngoài, không chỉ người chết, còn thân bại danh liệt, rất uất ức. Trước tình hình sự việc lan rộng, thành ủy phải định tính lại sự việc, thống nhất với cách nhìn nhận vấn đề. Cũng sợ nếu chẳng may truyền đến tỉnh ủy hỏi đến, cũng dễ ăn nói với phía chính phủ. Nhưng bây giờ còn gặp phải một vấn đề nan giải là trưởng ban tuyên giáo Phó Hiểu Bân còn chưa chính thức nhậm chức, công tác tuyên truyền tạm thời do Phó trưởng ban An Bằng Hữu chủ trì. Trương Quốc Vĩ còn lo lắng đợi đến sau khi Phó Hiểu Bân nhậm chức, sẽ là một lỗ hổng và tai họa ngầm trên phương diện tuyên truyền. Phiền phức, thật là quá phiền phức, khiến người ta đau đầu. Vừa mới hết năm, thì đã có một đống việc phiền não rồi, gã tức giận đến nỗi muốn mắng chửi người. Tuy nhiên bây giờ lại không phải lúc mắng người, vẫn phải bình tĩnh, sự việc này xử lý không tốt, đối với gã sẽ là một lần tấn công không nhỏ. Gã phải bảo vệ danh tiếng của Thẩm Quan Tây, nếu không rất có lỗi với vợ con y, tuy nhiên bản thân Thẩm Quan Tây đã rất có lỗi vợ con y rồi. Cuộc họp nhanh chóng được mở ra, do đích thân Trương Quốc Vĩ báo cáo tình hình, gã sợ người khác thuyết minh không rõ. Không thể cất cao lên hình tượng chói lọi của Thẩm Quan Tây nên tự mình ra trận. Chấm, trong thời gian Tết âm lịch, khi mọi gia đình đều đoàn tụ thì đồng chí Thẩm Quan Tây không nghỉ ngơi một ngày, nghiên cứu tìm tòi để thu hút đầu tư từ thủ đô. Buổi sáng ngày hôm qua, anh ấy đã chịu đựng cơn đau bụng, trên giường bệnh khởi thảo bản fax gửi cho một công ty của Pháp. Đến tối cảm thấy đau bụng không chịu nổi, nhưng vẫn chịu đựng. Khi tiếng đốt pháo Tết từ bên ngoài truyền vào, đồng chí Thẩm Quan Tây lại nhớ đến người nhà, nhưng vừa nghĩ đến công việc vẫn chưa làm xong thì lại ngồi vào bàn, vùi đầu vào làm việc. Anh ấy đã làm việc suốt một đêm không chợp mắt, khát thì uống sữa, đói thì ăn một miếng thịt. Vì đang bị bệnh, cả người anh ấy toát đầy mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng kiên trì tiếp, bởi vì trong lòng anh ấy có một niềm tin, không để quần chúng nhân dân coi thường cán bộ đảng viên, muốn để cho quần chúng biết cán bộ đảng viên không chỉ chịu khổ, chịu bỏ hết công sức. Mà một người có khả năng làm hai việc, hơn nữa còn có thể không biết mệt mỏi, giống như lên đủ dây cót motor. Đồng chí Thẩm Quan Tây cuối cùng cũng tận tâm đến thiêu đốt hết sinh mạng của bản thân mệt mà chết trong khi làm việc. Trong phòng làm việc của anh ấy, còn rơi lại một vỉ thuốc, là thuốc giảm đau màu xanh. Cuộc đời đồng chí Thẩm Quan Tây khi còn sống thật là huy hoàng, chúng ta cần học tập sự nghiệp chung với đảng của anh, tận tụy hiến thân, học tập thái độ kiên quyết cải cách của anh ấy. Một người gánh hai trọng trách. Giọng nói của Trương Quốc Vĩ truyền cảm mà cuốn hút, cũng không biết ai viết bản tổng kết, khiến cho báo cáo của gã giống như đọc ở lễ truy điệu vậy. Đặc biệt là gã miêu tả tình cảnh Thẩm Quan Tây đêm khuya mang bệnh vẫn làm việc rất sinh động. Nghe như thế nào cũng tưởng tượng được là chuyện tốt, cũng không biết là văn bản do ai viết, thật có trình độ. Tất cả mọi người đang ngồi đây nghe xong thì thấy, vốn dĩ là một việc rất nghiêm túc, nhưng càng nghe càng buồn cười. Tuy nhiên hiện tại không phải lúc để cười, nên đều đang cố nhịn cười. Nhâm Hải Phong làm khá tốt, cố gắng xa sầm mặt mày.
Vẻ mặt của Phạm Tiến còn hơi chút khoa trương, dấu chấm tròn thỉnh thoảng lại biến hóa, nhanh chóng trở thành dấu chấm than. Trương Quốc Vĩ thật vất vả nói hết một cách dài dòng sự thích anh hùng đồng chí Thẩm Quan Tây chết vì lao lực khi đang làm việc xong liền nhìn về phía Hạ Tường. Mời bí thư Hạ đưa ra chỉ thị. Hiện tại sắp gặp phải một loạt điều chỉnh nhân sự, nếu sự việc của Thẩm Quan Tây thành lớn chuyện, cũng không có lợi cho hình tượng đối ngoại của Tần Đường, trong lòng Hạ Tường có so đo. Trước tiên cần phải thống nhất nhận thức tư tưởng, phải khống chế sự việc trong phạm vi Tần Đường, không cho phép giới truyền thông phỏng vấn, tất cả các cán bộ đảng viên, không ai được nhận phỏng vấn riêng với phóng viên. Trước tiên sắp xếp như vậy đã, Hạ Tường lại chuyển đề tài, nói một giọng nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, tôi nghe được có cách nói khác về nguyên nhân cái chết của đồng chí Thẩm Quan Tây. Tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn vào Hạ Tường. Chương 1178, không biết xấu hổ, sẵn sàng ra tay. Bí thư Hạ, người đã chết rồi. Trương Quốc Vĩ không để ý đến việc này, thấy Hạ Tường không muốn bỏ qua việc này, bên ngoài thống nhất cách giải quyết, bên trong là không muốn để cho Thẩm Quan Tây an nghỉ. Y có chút ưu tư nói. Bồi dưỡng một cán bộ không dễ dàng, càng không nên dễ dàng phủ nhận công lao của một cán bộ, có công thưởng công có phạt. Đối đãi cán bộ đảng viên không phải đối đãi như tội phạm, có thể lập công chuộc tội. Hạ Tường nhàn nhạt nói, hắn cũng không muốn khuyết đại sự tình của Thẩm Quan Tây, là bí thư thành ủy Tần Đường, phải giữ gìn hình tượng của Tần Đường là quan trọng nhất, nhưng Trương Quốc Vĩ đã bất chấp mọi thứ đúng sai bao che cho Thẩm Quan Tây, còn ca tụng quá đáng, thật vô liêm sỉ. Hạ Tường nói phân nửa, liền dừng lại không nói nữa, Lương Thu Duệ hiểu ý, lập tức tiếp tục đề tài. Thẩm Quan Tây chết ở trong nhà tình nhân, khi chết người trần truồng, trên mặt đất đầy màu lam, hiện trường lúc ấy có không ít cư dân của tiểu khu Động Triệt nhìn thấy, sự tình được truyền đi xôn xao. Bịa đặt, toàn tin nói xấu. Trương Quốc Vĩ mặt đỏ lên, Lương Thu Duệ quá không nể mặt rồi, trực tiếp phản bác lời nói của y, xem như vạch mặt y trước đám đông. Hình tượng của y khó có thể bảo toàn. Đồng chí Thu Duệ phải có trách nhiệm trong lời nói của mình, cơm không thể ăn bậy, nói không thể nói bậy, anh chính mắt nhìn thấy Thẩm Quan Tây chết ở trên giường phụ nữ. Được, Lương Thu Duệ đang trần tình sự việc, lại bị Trương Quốc Vĩ đỏ mặt tía chất vấn, y cũng nổi giận. Tôi không tận mắt nhìn thấy, tôi nghe chính miệng cấp dưới nói được không? Thị trưởng Trương chẳng lẽ tận mắt thấy? Sự thật chính là sự thật, Thẩm Quan Tây có mấy người tình. Những người ngồi đây có ai không biết? Hiện tại dựa theo việc mà xét, người đã chết, khi chết còn nằm sấp lên nhau, còn mặt mũi gì nữa? Đều lộ rõ hết rồi. Cứ thật, được xứng danh là người nhân hậu như Lương Thu Duệ, khi nổi giận, cũng là người gây sự, không ngờ làm cho Trương Quốc ngay lập tức á khẩu không nói được. Phạm Tiến ho khan một tiếng. Thị trưởng Trương, anh có ý định tốt bảo vệ giữ gìn hình ảnh cho Tần Đường, cho nên che giấu chân tướng sự thật. Tôi có thể hiểu ý tốt của anh. Nhưng hiện tại chúng ta đang làm việc công, mấy vị cán bộ ngồi đây, trong lòng đều có suy nghĩ, cũng không phải quần chúng là những người không phân biệt được đúng sai. Chúng ta có mở lời, mới dễ dàng cho việc trao đổi bàn bạc tiếp theo, đúng hay không? Cũng không phải trong hội nghị thường vụ, phải chú trọng đến đại cục, phải chú ý ảnh hưởng. Phạm Tiến nói rất đúng, kỳ thật hội nghị họp bàn công việc bí thư là cuộc họp có kẻ bớt một thêm hai không công khai. Không thể so sánh với hội nghị thường vụ phải có ghi chép biên bản, phải có văn kiện chính thức, cho nên phải chính thức, hơn nữa còn phải sóng yên biển lặng, dù sao cũng là một tổ chức nội bộ tối cao. Nói không dễ nghe một chút, hội nghị họp bàn công việc bí thư bịa đặt sự thật, tự mình thiết lập quan điểm của cuộc họp. Nhậm Hải Phong thấy tình thế có xu hướng bất hòa, sẽ cãi nhau, cũng vội vàng ba phải. Phiền các đồng chí nhường nhịn nhau một chút. Thị trưởng Trương cũng là nhất thời nóng vội, Thẩm Quan Tây là bạn học cũ của y, là bạn lâu năm, đột nhiên chết, cũng khó tránh khỏi kích động, đó là lẽ thường tình của con người. Tôi cũng lý giải tâm tình của Quốc Vĩ, nhưng hiện tại là cuộc họp, phải dựa vào sự thật, bịa đặt sự thật thì không thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ gây ra phiền toái. Hạ Tường không thể không tỏ thái độ gì, hắn cũng không muốn cuộc họp lại trở thành cuộc cãi nhau, chỉ cần Trương Quốc Vĩ kiềm chế một chút. Mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết. Trương Quốc Vĩ bình tĩnh trở lại, y biết vừa rồi hơi có chút liều lĩnh, nhưng lời đã nói ra rồi, làm sao có thể rút lại, đành phải miễn cưỡng nói. Bên ngoài đâu đâu cũng loan truyền Thẩm Quan Tây nằm trên bụng người tình chết, thật hồ đồ. Nhất định là có người bịa đặt kiếm chuyện,
về phần các anh tin hay không thì tùy các anh, tôi dù sao cũng không tin. Đồng chí quan Tây sống rất nghiêm chỉnh, không có sống lung tung lộn xộn. Phải phòng ngừa có người mượn cớ gây rối, nói thêm nói bớt, phải giữ gìn cục diện yên ổn đoàn kết của Tần Đường, tôi chân thành đề nghị thành ủy, để phòng ngừa tình thế ngày càng khuếch đại, phòng ngừa có người mượn cớ sinh sự, lập tức triệu tập cuộc họp, tuyên bố những quy định liên quan. Theo lý mà nói, lời đề nghị của Trương Quốc Vĩ phù hợp đại cục của Tần Đường. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như biến một quan chức chết trên bụng người tình thành một điển hình của một người vì mệt mỏi trên cương vị công tác mà chết, đừng nói không phù hợp với nguyên tắc làm người của Hạ Tưởng, mà chính là khiến người ta vô cùng ghê tởm với hắn. Có thể không để cho truyền thông tuyên truyền bậy bạ ra ngoài, có thể che giấu chân tướng sự tình. Nhưng tuyệt đối không thể đem Thẩm Quan Tây làm nhân vật điển hình. Trương Quốc Vĩ muốn tạo dựng Thẩm Quan Tây là nhân vật điển hình, bao hàm hai ý nghĩa sâu sắc. Một là Thẩm Quan Tây dù sao cũng là bạn học và là người mà y tín cẩn. Thẩm Quan Tây chết không quang vinh, ngược lại mất đi thanh danh, y cũng có chút quyền uy, nên cũng lộ rõ quyền uy của y ở Tần Đường. Hai là sau khi Thẩm Quan Tây được xây dựng là nhân vật điển hình, kế nhiệm chức vụ chủ tịch quận, y sẽ có quyền phát ngôn rất lớn. Ngẫm lại cũng đúng, Thẩm Quan Tây có quan hệ mật thiết với y, ở Tần Đường không người nào không biết. Sau khi chết nếu thành ủy không cử hành lễ truy điệu theo như quy định, điều đó chứng minh uy danh của y ở thành ủy đã giảm đi đáng kể. Sự tình liên quan đến thể diện của Thẩm Quan Tây và cá nhân y, Trương Quốc Vĩ nhất định phải tranh luận đến cùng. Chẳng qua Thẩm Quan Tây chết quá hèn hạ, Trương Quốc Vĩ cũng không có cách nào, người đã chết rồi, cũng không thể khiến y sống lại để mắng y, chỉ đành cố gắng hết sức giúp y làm tốt mọi chuyện hậu sự. Hạ Tưởng suy nghĩ một lát, đưa ra ba ý kiến chỉ đạo. Thứ nhất, triệu tập cuộc họp toàn thể thành ủy, thông báo đồng chí Thẩm Quan Tây chết bất ngờ, yêu cầu toàn thể cán bộ đảng viên không được tùy ý bàn bạc truyền bá nguyên nhân cái chết của Thẩm Quan Tây. Thứ hai, ban tuyên giáo thành ủy chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa giới truyền thông đến phỏng vấn và đưa tin. Thứ ba, về nguyên nhân và hình thức cái chết của đồng chí Thẩm Quan Tây, đợi sau khi trưởng ban thành ủy Phó Hiểu Bân nhậm chức, mới tiến hành thảo luận. Kết quả của hội nghị khiến Trương Quốc Vĩ không hài lòng. Bởi vì chưa định tính Thẩm Quan Tây, sự việc còn treo lơ lửng giữa không trung, y biết, Hạ Tưởng không chịu để yên. Mẹ nó, sao lại xui như thế này? Trương Quốc Vĩ thầm mắng, tỉnh ủy sắp có một đợt điều chỉnh nhân sự quan trọng, Tần Đường lại xuất hiện tin gièm pha, chẳng phải làm xấu mặt tỉnh ủy sao? Tỉnh ủy có thể không tức giận mới là lạ. Trương Quốc Vĩ vốn định tranh luận vài câu, nhưng thấy vẻ mặt Hạ Tưởng kiên quyết, Phạm Tiến gần như lộ ra vẻ thỏa mãn khi thấy y gặp họa. Còn Lương Thu Duệ bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị phản bác y mấy câu, y có phần nhụt chí, thôi bỏ đi, Thẩm Quan Tây chết quá xấu hổ, y muốn tranh đấu tới cùng, nhưng lại sợ không đủ sức. Tuy nhiên không thể dễ dàng bỏ qua sự việc như vậy, tóm lại phải đưa ra một giải pháp cho Thẩm Quan Tây, cho dù không phải cúc cung tận tụy cho đến chết, cũng phải để cho thành ủy công bố ra bên ngoài là y chết vì mệt nhoài trong công việc. Hơn nữa, cán bộ đảng viên có hai người tình chẳng phải là chuyện bình thường sao? Ai mà không có vài người tình, quan trọng không phải chỗ có hay không, mà khi chết trên giường người tình đừng để trần như nhộng là được. Thẩm Quan Tây thật là suối quẩy, Trương Quốc Vĩ ngầm lắc đầu. Sau cuộc họp, Hạ Tưởng trở lại phòng làm việc, sau khi ngồi xuống, hơi nhíu mày, trong lòng không mấy thoải mái. Hắn không tùy tiện mắng chửi người, nhưng hôm nay quả muốn mắng Thẩm Quan Tây thật là chẳng ra cái gì. Kỳ thật cũng không phải mắng Thẩm Quan Tây đã chết. Mắng có ích gì? Kỳ thật là đang mắng Trương Quốc Vĩ. Trương Quốc Vĩ ở sự việc của Thẩm Quan Tây có thái độ quá đáng, quả thực có thể dùng từ vô liêm sỉ để miêu tả, rõ ràng nằm chết trên bụng của tình nhân, còn muốn thành ủy đi định luận, nói là chết mệt nhoài vì do công tác, muốn thoái thác chẳng cần nói dối như cuội, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Các thành phố cấp địa phương khác cũng từng xuất hiện qua tình huống tương tự, nhưng ở Tần Đường, chỉ cần hắn chủ trì công tác, đừng có nghĩ muốn đổi trắng thay đen, cũng đừng nghĩ đến lưu lại tiếng thơm cho Thẩm Quan Tây. Căn bản việc này rất sỉ nhục đối với thành ủy Tần Đường. Hạ Tưởng không dễ tức giận, nhưng hôm nay quả thật có chút tức giận. Điện thoại, chuông điện thoại không đúng lúc vang lên, hắn không muốn bắt, Từ Tử Kỳ liền bắt điện thoại, sau đó lại chuyển qua, hắn liền biết, cuộc điện thoại quan trọng, liền bắt ngay. Bí thư Hạ, tôi là Chu Duệ Nhạc. Trong điện thoại truyền đến giọng nói hân hoan của Chu Duệ Nhạc. T, R, U, I, E, N,
Y-I-C-O-M. Chu Duệ Nhạc có triển vọng giữ chức thị trưởng ở thành phố Đan Thành, tin này còn chưa được truyền ra ngoài, chỉ nội bộ quyết định Phạm Duệ Hằng, ngay cả cuộc họp bàn công việc bí thư thảo luận về vấn đề này còn chưa tổ chức, bởi vậy, Chu Duệ Nhạc không biết rõ tình tiết sự việc. Y gọi điện thoại tới, chỉ đơn thuần chúc Tết Hạ Tưởng. Năm trước kỳ thật Y đã gọi điện thoại, tuy nhiên lúc ấy Hạ Tưởng bận không nói chuyện được. Cứ chần chừ như vậy cho đến ngày chính thức đi làm, hôm nay hẳn là không quá bận, nên gọi điện đến. Hạ Tưởng còn chưa kịp nói đến việc Chu Duệ Nhạc đang phải đối mặt với việc đề cử mới. Phạm Duệ Hằng đã nói cho Y biết rồi, dụng ý rất rõ ràng, chính là Y muốn làm người tốt, lấy lòng người. Xưa nay việc đề bạt lấy lòng người, cũng để cho người cảm kích cả đời. Chu Duệ Nhạc chủ động gọi điện thoại tới, Hạ Tưởng mới lắc đầu cười, một chuyện lớn có thể làm người tốt mà cũng quên mất, xem ra hắn ở trong quan trường vẫn chưa luyện đủ mặt dày tâm đen. Duệ Nhạc, chúc mừng năm mới. Hạ Tưởng giấu đi sự không vui, cười nói. Đi làm rồi, thấy thế nào, có phải hồi tâm chuyển ý rồi phải không? Sớm hồi tâm rồi, làm sao cảm thấy thoải mái thực sự được? Chu Duệ Nhạc nói. Không bì kịp với bí thư Hạ trẻ trung năng động, cho nên tôi biết mình sức yếu, sợ mình thua kém nên phải hành động trước. Sau đó Chu Duệ Nhạc còn nói khách sáo, ngoài ra còn biểu hiện ý chí quyết tâm đi theo Hạ Tưởng. Chương 1179, lòng người sẵn có, thủ đoạn có thể thực hiện. Hạ Tưởng để cho Y tha hồ nói, có khi cũng cần người nào đó nói mấy câu nịnh hót, có những lời là lời nói a dua, có khi cũng là những lời nói thật tâm. Đợi nói được một chút, Hạ Tưởng liền cắt đứt lời nói của Chu Duệ Nhạc, dẫn sang một đề tài mới. Duệ Nhạc, đối với công việc trước mắt của anh có ý kiến gì không? Chu Duệ Nhạc chưa có tâm lý chuẩn bị, căn bản không biết vui như thế nào. Có chút ý tưởng, nhưng không nhiều lắm, tôi chấp hành theo sự sắp xếp của tổ chức. Nói là theo sự an bày của tổ chức, trong lòng vẫn có chút không thông thuận, dù sao từ khi tốt nghiệp lớp trung thanh, vẫn dẫm trận tại chỗ, cho dù ai gặp phải tình thế này cũng có chút buồn chán. Có ý tưởng cũng bình thường, anh ở lớp trung thanh, học rất xuất sắc, lãnh đạo tỉnh cũng quan tâm đến sự phát triển của anh. Hạ Tưởng chậm rãi mở đầu. Chu Duệ Nhạc vẫn không có nghĩ nhiều. Lãnh đạo tỉnh xuất phát từ toàn cục đã bố trí, tôi cho dù muốn gánh trọng trách, cũng phải có cơ hội mới được. Không dối gạt bí thư Hạ, trong lòng tôi có chút không phục, lớp trung thanh không phải ai cũng có thể đi học, nếu đã tham gia lớp trung thanh mà không được gánh vác thêm trách nhiệm, quả thật có chút cảm giác thất vọng. Nếu Chu Duệ Nhạc chỉ có hừ hừ ha ha, không nói thật ra, Hạ Tưởng cũng sẽ xem thường Y, một câu nói cũng có thể khiến Phạm Duệ Hằng đánh mất ý niệm đề bạt Y trong đầu, hiện tại thấy Y lộ ra sự chân thật, hắn liền dặn dò Chu Duệ Nhạc. Duệ Nhạc, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, sắp tới, hẳn là sẽ cho anh gánh thêm trọng trách. Chu Duệ Nhạc trong phút chốc lại hồi hộp hít thật sâu mấy cái. Chu Duệ Nhạc biết rất rõ phân lượng của Hạ Tưởng, cũng biết mối quan hệ của Hạ Tưởng ở tỉnh, hơn nữa Hạ Tưởng chưa bao giờ nói một câu mà không có căn cứ xác thực. Chẳng lẽ nói, Y thật sự đã đến lúc được điều chuyển. Giọng nói của Chu Duệ Nhạc có chút biến đổi. Bí thư Hạ đừng nói giỡn, tim tôi không ổn lắm. Duệ Nhạc, anh phải tin tưởng năng lực của mình, cũng nên tin tưởng vào tình bạn của chúng ta. Hạ Tưởng cố ý nêu ra tình bằng hữu, chính là cách trực tiếp ra hiệu ngầm tốt nhất. Chu Duệ Nhạc cơ hồ mừng như điên. Thật sự phải cảm tạ sự dẫn dắt của bí thư Hạ, cảm ơn, cảm ơn. Y nói năng hơi lộn xộn, lời nói của Hạ Tưởng giống như một sự bảo đảm hết sức mạnh mẽ, Y biết sự tình gần như chắc chắn 8-9 phần rồi. Mặc dù còn có lời muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy hơi mạo muội, chỉ liên tục cảm tạ Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng biết trong lòng Chu Duệ Nhạc còn chưa dứt khoát, làm người tốt phải làm cho chót, lại nói thêm một chút. Lễ mừng năm mới, tôi làm khách tại nhà bí thư Phạm, khi nói chuyện có nhắc đến trường Trương Liêm ở thành phố Đan Thành muốn thoái lui, bí thư Phạm liền nói tên vài người, trong đó có một người chính là anh, liền hỏi tôi có ý kiến như thế nào. Lời không được nói quá rõ ràng, đến lúc này, trong lòng Chu Duệ Nhạc nhất định biết rõ. Chu Duệ Nhạc đương nhiên biết. Trong lòng hoàn toàn xác định bí thư Hạ chính là quý nhân phù hộ cho Y. Khi đón mừng năm mới lại có thể làm khách ở nhà bí thư tỉnh ủy, quan hệ bình thường thì không thể làm được điều này, quan hệ tình cảm giữa Hạ Tưởng và bí thư Phạm nhất định rất thân thiết. Cảm ơn bí thư Hạ, tôi hứa, chỉ có một câu,
nhìn hành động sau này, thái độ làm người của tôi không dám nói là có bao nhiêu ưu điểm, duy chỉ có một điều đáng giá, đối với bạn bè, một lời nói một gói vàng. Chu Duệ Nhạc từ nay về sau luôn chân thành tận tâm với Hạ Tưởng, có sống chết thế nào cũng bám gót theo hắn. Hạ Tưởng cũng không nói nhiều lời lại chuyển hướng đề tài. Duệ Nhạc, không nói chuyện này nữa, được rồi, nói về tình hình thành phố Đan Thành, rất phức tạp, Bí Thư Trần và tôi trước kia cùng công tác với nhau, không phối hợp tốt với nhau lắm, không thể triển khai công việc tốt được. Chuyện của Hạ An, Hạ Tưởng không hề nhắc tới, giữa những người thông minh có một số lời không nên nói quá rõ ràng, đợi Chu Duệ Nhạc nhậm chức, y tự khắc hiểu rõ. Nhưng hiện tại nhắc tới Trần Khiết Tẩu, một là vì muốn nhắc nhở y sớm lo liệu, trước khi bước vào cuộc, hai là để y uống một viên thuốc an thần, để làm người trong sạch. Chu Duệ Nhạc thiếu chút nữa ngàn vạn lần cảm ơn, nhưng bởi vì sau khi y lên chức thị trưởng sẽ cùng cấp bậc với Hạ Tưởng, hơn nữa tuổi lại lớn hơn Hạ Tưởng, liền cảm thấy ngượng ngùng nếu cứ cuống quýt không ngớt cảm ơn như vậy. Sau khi cùng Chu Duệ Nhạc trò chuyện xong, tâm tình của Hạ Tưởng cũng dễ chịu hơn nhiều, Chu Duệ Nhạc từ nay về sau sẽ trở thành người thân thuộc với hắn, khiến thế lực về sau của hắn lại gia tăng thêm một viên đại tướng. Ngày hôm sau, tại thành phố Tần Đường, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Phó Hiểu Bân dưới sự dẫn đường của trưởng phòng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã đi nhậm chức. Bởi vì không phải ủy viên thường vụ thành ủy, cho nên nghi thức nhậm chức của Phó Hiểu Bân hơi vắn tắt và mộc mạc. Không có cách nào khác, nếu y lên chức ủy viên thường vụ, ít nhất cũng có một phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đi cùng, hiện tại lại chỉ là một gã trưởng phòng, thật sự có chút khiêm tốn. Nhưng phép tắc trong quan trường là như thế. Xử lý sự việc chứ không xử lý con người, Phó Hiểu Bân cũng chỉ tiếp nhận sự thật. Không thể không nói, y đến nhận chức, khiến trong lòng y cảm thấy áp lực. Tuy nhiên có thể từ quận Hạ Mã đi đến thành ủy thành phố Tần Đường, đảm nhiệm chức trưởng ban tuyên giáo, đối với y mà nói cũng là một cơ hội hiếm có, từ sâu trong lòng y vô cùng cảm kích Hạ Tưởng. Y hiểu rõ nếu không phải Hạ Tưởng đề danh, chỉ sợ y cả đời cũng chỉ dừng ở cấp bậc cục trưởng. Phó Hiểu Bân rất cảm kích Hạ Tưởng. Cũng hạ quyết tâm từ nay về sau xem Hạ Tưởng như là thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuy rằng Phó Hiểu Bân không phải là ủy viên thường vụ, nhưng Hạ Tưởng vẫn như cũ dẫn một bộ máy lãnh đạo ở Tần Đường ra mặt nghênh đón, xem như tiếp đãi long trọng với Phó Hiểu Bân, khiến y cảm thấy rất vinh hạnh, và cảm động sâu sắc. Sau khi nghi thức bổ nhiệm chấm dứt, trưởng phòng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy lập tức quay về thành phố Yến, không có lưu lại. Phỏng chừng cũng cảm thấy một trưởng ban tuyên giáo chứ không phải một ủy viên thường vụ thì chẳng ra cái gì, y cũng rất nhàm chán. Phó Hiểu Bân vốn nghĩ rằng sau khi nhậm chức, còn có một thời gian để làm quen với công việc, không nghĩ tới mông còn chưa có ngồi yên, phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy An Bằng Hữu đã đến báo cáo công việc, đem một đống tài liệu thật dày ném trước mặt y, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trưởng ban phó, đây đều là những công việc mà trưởng ban Trần lưu lại. Nhờ anh phân công chỉ thị, chúng tôi cũng tiện phối hợp với anh hơn. Được lắm, vừa lên đã đưa ra tư thế phủ đầu, Phó Hiểu Bân quan sát An Bằng Hữu mấy lần, thấy thái độ của y không nghiêm chỉnh, cầm một đống tài liệu hỏi. Tiểu An, trước đây lúc trưởng ban Trần còn ở đây, các anh cũng đem một đống tài liệu không có kế hoạch thống kê, hay là phân loại để báo cáo lên hay sao? Việc lớn việc nhỏ đều do trưởng ban xem qua, mấy phó trưởng ban của ban tuyên giáo. Một đám người phụ trách các bộ phận, cũng không cần làm việc có phải không? Và phải một cái đinh không mềm cũng không cứng, An Bằng Hữu cũng không yếu thế. Trưởng ban Trần có cách làm việc của trưởng ban Trần, tôi hiện tại không hiểu phương cách làm việc của trưởng ban phó cho nên đành phải đem tất cả tài liệu nộp lên cho anh. Tốt lắm, để tất cả ở đây đi. Phó Hiểu Bân đuổi An Bằng Hữu đi, sau đó theo thứ tự kêu bốn phó trưởng ban lên, trong đó có hai người có ý dựa vào. Có hai người có thái độ ba phải ai cũng được, y cũng không có miễn cưỡng, liền giao hết công việc trong tay mình cho hai phó trưởng ban có ý dựa vào đó. Về sau việc nhỏ, các anh quyết định là được, việc lớn, mới tìm tôi, chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng. Phó Hiểu Bân là ai? Năm đó ở quận Hạ Mã chính là trưởng ban thư ký quận ủy, thủ đoạn chính trị thành thạo. An Bằng Hữu dùng uy thế phủ đầu y, được, y liền dự định phân hóa lôi kéo. Đem toàn bộ quyền lực trao những phó trưởng ban cấp dưới có ý định dựa vào y. Còn những người khác, trước hết đứng sang một bên. Phó Hiểu Bân nói, thể hiện thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn, trong hiệp đầu đã đập tan dáng vẻ kiêu ngạo của An Bằng Hữu. Phó Hiểu Bân vừa ra tay đã làm An Bằng Hữu kinh sợ, tin này rơi vào tai Trương Quốc Vĩ,
khiến tâm trạng Trương Quốc Vĩ vốn đang buồn bực càng u sầu thê thảm. Y sớm biết rằng Phó Hiểu Bân là người của Hạ Tưởng, còn ảo tưởng Phó Hiểu Bân không có thủ đoạn, hơn nữa còn nghĩ y vẫn chưa là ủy viên thường vụ, nói không chừng không cầm nổi thế trận, không ngờ Phó Hiểu Bân cũng không phải là con người dễ đối phó, thậm chí còn khó ứng phó hơn Trần Thiên Thu. Trương Quốc Vĩ liền nghĩ, làm mọi cách đừng để cho Phó Hiểu Bân tiến vào hội nghị thường vụ, nếu không, tuyệt đối sẽ trở thành phụ tá đắc lực cho Hạ Tưởng. Sau ngày Phó Hiểu Bân nhậm chức, Thành ủy lại mời họp ban công đoàn, thảo luận về vấn đề định tính cho Thẩm Quan Tây. Phó Hiểu Bân tuy rằng không phải ủy viên thường vụ, nhưng bởi vì đề cập đến công tác tuyên truyền, y cũng tham gia hội nghị. Trong cuộc họp, Trương Quốc Vĩ lại đề xuất phải định tính lại Thẩm Quan Tây chết là do mệt nhoài trong công tác. Phạm Tiến kiên quyết phản đối. Thường Công Trị không có bày tỏ thái độ. Lương Thu Duệ cũng không tán thành ý kiến. Nhậm Hải Phong A Dua theo Trương Quốc Vĩ, nhưng lời nói lại không có lực. Phó Hiểu Bân tuy rằng cũng bày tỏ sự phản đối, nhưng rõ ràng không đủ sức mạnh, dù sao y không phải ủy viên thường vụ, lại mới đến, lời phát biểu cũng không có trọng lượng. Hạ Tưởng gõ tay trên bàn. Chuyện này, tôi chưa có cách nào trả lời. Ý kiến của tôi là, công bố với bên ngoài, đồng chí Thẩm Quan Tây chết bất ngờ. Trương Quốc Vĩ lần đầu tiên toát ra vẻ mặt lo lắng. Bí thư Hạ, người chết vì việc lớn, hy vọng anh vì danh dự người nhà của y và người đã qua đời mà suy xét. Chỉ cần đưa ra một kết luận có hậu cho Thẩm Quan Tây, về việc người kế nhiệm chức chủ tịch quận, tôi và chủ nhiệm Lưu đều ủng hộ quyết định của Thành ủy. Ngụ ý đưa ra với mục đích là trao đổi điều kiện, lấy việc chọn người kế nhiệm để tâng bốc Thẩm Quan Tây. Chương 1180, trực tiếp giao chiến, thắng bại chưa định. Hạ Tưởng vẫn kiên quyết không đồng ý. Quốc Vĩ, anh vỗ ngực nói rằng, Thành ủy thành phố Tần Đường chúng ta nói Thẩm Quan Tây chết là do mệt nhoài trong công việc cho hơn 7 triệu dân ở Tần Đường, như vậy có xấu hổ hay không? Có thể bị dân chúng đứng sau lưng chửi má nó hay là khinh miệt, tôi thấy bọn họ còn mắng chúng ta là lũ khốn khiếp. Cách nhìn của tôi sẽ không thay đổi, chính là đưa công khai tin này ra bên ngoài, hơn nữa, quy cách lễ truy điệu phải hạ thấp, cán bộ lãnh đạo cấp phó thị trưởng trở lên không được tham gia. Nói đùa à, đi tham gia lễ truy điệu một cán bộ lãnh đạo nằm chết trên giường một nữ nhân, là chuyện vinh quang. Hành động này của Trương Quốc Vĩ là muốn trói buộc toàn bộ Thành ủy thành phố Tần Đường, Thành ủy đã định, muốn thay đổi sẽ gặp khó khăn. Nếu chẳng may tin tức bị giới truyền thông công bố, như vậy Thành ủy đã bị động, nói không chừng sự tình có náo loạn lớn, khi tỉnh ủy truy cứu trách nhiệm, Hạ Tưởng còn muốn gánh vác trách nhiệm lãnh đạo chủ chốt không? Bởi vậy, phải đứng vững trước việc Trương Quốc Vĩ cố tình gây sự. Trương Quốc Vĩ cũng chưa biết phạm tội ác mà còn cứng đầu, vẫn tuyệt đối không nhượng bộ, còn đề xuất muốn thảo luận trên hội nghị thường vụ, nếu không được thề sẽ không bỏ qua. Hạ Tưởng cũng nổi giận, phẩy tay áo bỏ đi. Tùy anh, muốn thảo luận ở hội nghị thường vụ thì cứ việc thảo luận, không sợ mất mặt, thì cứ làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Cho rằng có thể khiến cho Trương Quốc Vĩ khinh sợ. Không ngờ Trương Quốc Vĩ vẫn quyết tâm vì Thẩm Quan Tây lập đền thờ, còn khởi động mời dự họp hội nghị thường vụ. Được lắm, Hạ Tưởng không chủ động giải quyết, cũng sẽ không sợ phiền phức, sẽ hầu chuyện cho tới cùng. Trên hội nghị thường vụ, sự sôi nổi thảo luận không kém gì so với dự đoán. Kỳ thật sự tình Thẩm Quan Tây tuy rằng ngoài mặt vẫn giấu, nhưng trên thực tế tất cả ủy viên thường vụ đều biết khá rõ, cho nên dù trong cuộc họp nói rất mập mờ, nhưng không ai là không biết chuyện này. Tuy nhiên còn có người đem sự kiện cất cao đến cao độ, quay chung quanh hình tượng Tần Đường, nói là tạo dựng một nhân vật điển hình có lợi cho việc nâng cao hình tượng, việc tuyên truyền là không thể thiếu. Dù sao dưới sự dẫn dắt của Trương Quốc Vĩ có không ít âm thanh phụ họa theo, có hơn một nửa suy nghĩ mập mờ. Trương Quốc Vĩ ở Tần Đường vẫn là cây lớn dễ sâu, Hạ Tưởng thấy cục diện sắp không thể khống chế được, vẻ mặt vẫn trấn tĩnh như cũ, bởi vì hắn đã quyết định. Cho dù hội nghị thường vụ ủng hộ hơn một nửa số phiếu cho Trương Quốc Vĩ, hắn cũng muốn lần đầu tiên sử dụng quyền uy cao nhất của bí thư bỏ phiếu phủ quyết. Tuyệt đối không để cho một con người không biết xấu hổ, vô liêm sỉ dẫm đạp lên đài cao. Khi giơ tay đưa ra biểu quyết cuối cùng, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh huyên náo, đứng ở trong phòng họp của hội nghị thường vụ có thể nhìn thấy bên ngoài cửa chính của thành ủy, tất cả mọi người đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, đều mở to hai mắt. Một đám cán bộ lão thành đứng ở trước cửa thành ủy, còn có người vẽ tranh hoặc viết chữ, biểu ngữ màu đen trắng có câu đối phúng điếu. Câu đối phúng điếu nhìn thấy quả là ghê người,
lập luận sắc sảo, chỉ nhìn thoáng qua, không ít ủy viên thường vụ đều cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng không muốn nhìn nữa. Không thể không thừa nhận, trí tuệ của quần chúng rất thông minh, câu đối phúng điếu viết vừa sinh động lại hình tượng, tuy không có một chữ thô tục, nhưng lại mắng người tan tác tơi bời. Trương Quốc Vĩ cũng thấy câu đối phúng điếu, lập tức sắc mặt tái xanh chuyển hồng, lại từ hồng chuyển sang trắng, lập tức mệnh lệnh Hoàng Đắc Ích đi xua tan đám người, Hoàng Đắc Ích khó xử nói. Đều là những cán bộ lão thành đường sắt, bọn họ lại vừa hôi vừa cứng, mời thần thì dễ tiễn thần mới khó. Trương Quốc Vĩ sắc mặt u ám một lát, lại nghĩ tới những từ chói mắt trên câu đối phúng điếu, biết tình cảm quần chúng quá xúc động, nếu tiếp tục kéo dài, thành ủy chưa có kết luận, nói không chừng sẽ khiến thẩm quan Tây lại lần nữa rơi vào chết đuối, rơi vào đường cùng, y rốt cục khó khăn lắm mới đưa ra một quyết định, thoái lui. Bị ép buộc phải nhường bước trước định luận của thẩm quan Tây, Trương Quốc Vĩ căm phẫn thù hằn, quyết định ở vấn đề chọn người kế nhiệm chủ tịch quận, lợi dụng quyền uy và sức ảnh hưởng của y, lợi dụng chủ tịch quận phải thông qua trình tự phê chuẩn của Hội đồng Nhân dân, lại lần nữa trên vấn đề bổ nhiệm nhân sự trực tiếp giao đấu với Hạ Tường. Trương Quốc Vĩ khó khăn rút lại lời nói trước kia. Trải qua quá trình suy xét cẩn thận, vì lấy đại cục làm trọng, tôi quyết định tán thành đề nghị của đồng chí Hạ Tường, kết luận đối với đồng chí thẩm quan Tây là, bất ngờ tử vong. Y là một cán bộ đảng tốt, là người chồng tốt, người cha tốt. Đồng thời, quy cách lễ truy điệu cũng nên giảm bớt. Trương Quốc Vĩ thoái binh, người ủng hộ y đã chấm dứt chiến tranh, hội nghị thường vụ rất thuận lợi thông qua quyết nghị thẩm quan Tây xem như chết rõ ràng, chết một cách danh chính ngôn thuận. Một số cán bộ lão thành đưa câu đối ở ngoài cổng đã thối lui, nhưng câu đối phúng điếu của nhóm cán bộ lão thành trí tuệ trong nhất thời lại trở thành lời tán dương. Buổi chiều cùng ngày, đồng thời cùng với thành ủy công bố nguyên nhân và kết luận về cái chết của thẩm quan Tây cho bên ngoài, câu đối phúng điếu của cán bộ lão thành cũng đã truyền khắp tần đường. Thế cho nên thành ủy đưa ra kết luận về cán bộ này ngược lại không có mấy người tin tưởng, càng không ai có ý kiến bàn luận. Còn câu phúng điếu của nhóm cán bộ lão thành được mọi người bàn tán say sưa, lúc truyền ra ngoài, trở thành giai thoại, vì hình tượng cuộc sống ngắn ngủi và vinh quang của thẩm quan Tây mà làm một lời giải thích. Vế trên, trần như nhộng, ngập trong váy, quả hải đường run rẩy trên hoa lê. Vế dưới, trần trùng trục, dưới hoa mẫu đơn, châu già khoái gặm cỏ non. Hoành Phi, kẻ xúc sinh đã chết. Sau đó có người hiểu chuyện cho rằng bức Hoành vẫn chưa hàm xúc, quá rõ ràng thẳng thắn rồi, cuối cùng lại dùng từ thoải mái mà chết. Bởi vậy, thẩm quan Tây tuy rằng không bị thành ủy định tính chết do mệt nhoài trong công tác, nhưng cũng có thể là cười mỉm chi rồi, bởi vì cái chết của y chẳng những trở thành trò cười cho mọi người khắp hang cùng ngõ hẻm của tần đường, còn bị người đưa lên mạng, tin tức nhanh chóng được truyền đi, còn có một số người lấy y so sánh với một số danh nhân. Ví dụ như có người liền đặt một câu, nhất lỗ để hạt quyền đánh trấn quan Tây, hai mỹ nữ làm thẩm quan Tây chết. Thẩm quan Tây dưới suối vàng có biết, cũng chỉ có thể rơi lệ, ngửa mặt lên trời thở dài, không có tiếng thơm lưu truyền, suốt đời mang tiếng xấu. Theo định luận về cái chết của thẩm quan Tây, đợt xung đột thứ nhất đã chấm dứt, sau đó lại mâu thuẫn về việc chọn người kế nhiệm, lại tiếp tục nổi xong. Phó Tiên Phong nghe tin lập tức hành động, gọi điện thoại. Ông em hạ, thẩm quan Tây đã giác ngộ cao, nghe nói Tiêu Giật Lăng có ý vươn lên, nghĩ đến tần đường cần có người phụ tá bí thư hạ, vì nhường chỗ ngồi, y đã chết, thật sự là một cán bộ tốt dám hy sinh quên cả mạng sống của mình, tôi quyết định cho y một vòng hoa để bày tỏ tấm lòng tôn kính. Hạ Tưởng chỉ cười, hiếm khi thấy Phó Tiên Phong hài hước. Phó chủ nhiệm phó, ghế của thẩm quan Tây còn trống, thị trưởng Trương đang nghiên cứu việc chọn người, thế lực của y rất lớn, tuy nhiên. Tôi cũng sẽ tận lực đề cử Tiêu Giật Lăng. Sau khi Phó Tiên Phong cười xong, giọng điệu biến đổi, lạnh lùng hỏi han. Trương Quốc Vĩ muốn đề bạt ai? Phó Chủ tịch quận quận Bắc Lộ Quách Điện Công. Quách Điện Công, vô danh tiểu tốt, chưa từng nghe qua. Cái tên cũng chẳng có gì đặc sắc, nếu đã gọi là Điện Công, tại sao không đi làm kỹ sư điện, mà lại muốn làm Chủ tịch quận? Mặt vô lại của Phó Tiên Phong nổi lên, nói chuyện càng tức giận hơn. Đừng lo, cậu cứ việc đề cử Tiêu Giật Lăng, điều động và quan hệ ở Bắc Kinh do tôi phụ trách. Nếu Trương Quốc Vĩ muốn đẩy Quách Điện Công lên, tôi sẽ tìm kiếm tài liệu về Quách Điện Công, tôi sẽ tìm cách làm mất uy danh của y. Hạ Tưởng không nói gì, thủ pháp của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển quá đơn giản hơi bị ổi, trực tiếp muốn làm mất uy danh đối thủ. Tuy nhiên lại nói,
kỳ thật ở trên phương diện chính trị, khiến đối thủ thân bại danh liệt để cho mình cơ hội đoạt lấy ngôi vị chính là chuyện thường tình, nhìn mãi quen mắt. Hơn nữa thủ đoạn làm mất uy danh lại có hiệu quả nhất, rất nhiều người khi đối diện với sự đề bạt, đều đã áp dụng thủ đoạn làm mất uy danh của đối thủ kia, bình thường đều vẫn dùng cách này làm hoài mà không biết chán. Có thể nói đây là một thói hư tật xấu, cho dù là một nước tự xưng tôn trọng dân quyền nhất như nước Mỹ, trước kỳ tổng tuyển cử, muốn đả kích đối thủ cũng dùng mọi mánh khóe. Có khi ở lợi ích chính trị cũng đừng nghĩ ai cao thượng hơn ai. Quả nhiên có cách giống như Hạ Tưởng suy đoán, kế tiếp khi triệu tập cuộc họp bí thư thảo luận về việc chọn người kế nhiệm chủ tịch quận, Trương Quốc Vĩ đã biến đổi hình tượng từ một người làm việc ngay thẳng mà dịu ngọt, bây giờ ngay trước mặt mấy người trực tiếp đưa ra danh sách, thái độ rất rõ ràng, hơn nữa rất kiên quyết. Bí thư Hạ, về việc bổ nhiệm chủ tịch quận Bắc Lộ, cùng với điều chỉnh vài cán bộ bậc trung, tôi và Minh Hoành, Hải Phong, còn có mấy vị cán bộ chủ chốt thảo luận ra danh sách, đồng thời cũng trưng cầu ý kiến của Hội đồng Nhân dân thành phố và Hội đồng Nhân dân quận, về các phương diện không có ý kiến gì nữa. Đề nghị thành ủy phê chuẩn. Không nói đề nghị bí thư Hạ chỉ thị, nói thẳng đề nghị thành ủy phê chuẩn, ngụ ý chính là nếu không phê chuẩn, sẽ đệ trình đến hội nghị thường vụ, cũng sẽ được thông qua, cuối cùng cũng sẽ được triển khai thuận lợi. Chương 1181, dòng nước ngược, ngấm ngầm giao đấu. Mấy người đang ngồi, bao gồm Phạm Tiến, Lương Thu Duệ và Thường Công Trị đã biến đổi sắc mặt. Không thay đổi không được, nếu nói Trương Quốc Vĩ trước kia khiêu chiến quyền uy của nhân vật số 1 như Hạ Tưởng, vẫn còn âm thầm làm, ít nhất ngoài mặt vẫn biểu hiện hòa hợp êm thấm, trong thâm tâm vẫn có cơn sóng ngầm, cũng không biểu hiện ra ngoài, vậy danh sách mà người được tuyển hôm nay, giống như sự khiêu khích công khai mà không hề che giấu. Vẻ mặt Trương Quốc Vĩ bây giờ, cười vẫn cười, nhưng trong ánh mắt toát ra thần sắc kiên định mà chân thật đáng tin, ý là, ở Tần Đường, vẫn phải do y định đoạt. Bởi vì y đã cùng hơn nữa ủy viên thường vụ đàm phán trước, còn thăm hỏi phía Hội đồng Nhân dân, hai con đường trước sau đều phòng thủ trói buộc Hạ Tưởng, thái độ bên ngoài vẫn nghiêm chỉnh, trên thực tế ở thời điểm đưa danh sách, chính là đang bức bách người khác. Không đồng ý, sẽ đối kháng đến cùng, là suy nghĩ chân thực nhất được che đậy bằng vẻ mặt bên ngoài tươi cười của Trương Quốc Vĩ. Thời cơ cũng nắm bắt rất chuẩn, Phạm Tiến hơi hơi nheo ánh mắt, nếu là việc khác, bí thư Hạ có thể áp chế trước, kéo dài một thời gian, nhưng vị trí ghế trống của chủ tịch quận, kéo dài không được. Trương Quốc Vĩ đã chọn rất đúng thời cơ, muốn làm cho bí thư Hạ không có đường lui, chỉ có thể nghênh chiến, nhưng nghênh chiến lại chỉ có thể thua. Xét đến cùng, vẫn là muốn trả thù cho sự việc của Thẩm Quan Tây, cái y muốn không chỉ là hòa nhau một ván, còn muốn mở mày mở mặt, còn muốn đè đầu Hạ Tưởng, báo thù cho những lần thất bại trong vấn đề điều chỉnh trước kia. Hiện tại Hội đồng Nhân dân còn kẹp cổ Diệp Phàm không buông tha, hơn nữa Phạm Tiến cũng nhận được ám thị, trong lần đề cử này, nếu y ủng hộ Trương Quốc Vĩ, Hội đồng Nhân dân sẽ tha cho Diệp Phàm. Cũng may, y không hề dao động, bởi vì cho dù y muốn dao động cũng đã muộn, y và Thường Công Trị đã có hướng giải quyết giống nhau, bắt đầu quy trình cách chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Kiệt Huy, đã trình tài liệu liên quan lên tỉnh ủy. Phạm Tiến cũng không hối hận về sự lựa chọn của y, bởi vì y biết nếu hợp tác với Lưu Kiệt Huy, sẽ không thể lâu dài, sớm muộn cũng sẽ có xích mích, so với việc mỗi lần bị Lưu Kiệt Huy gây khó dễ, không bằng dứt khoát đẩy gã đi. Trực tiếp qua lại với Hạ Tưởng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hạ Tưởng kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, chỉ cần thỏa thuận điều kiện với Hạ Tưởng, sẽ có thể thông qua hai cửa thành ủy và Hội đồng Nhân dân, nếu vẫn là Lưu Kiệt Huy đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, nhất định sẽ gặp chuyện phiền toái, việc bổ nhiệm một người, phải qua cửa của bí thư, phải qua cửa của thị trường, còn phải kết nối với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, thật quá phiền toái. Ánh mắt Phạm Tiến đầy thâm ý nhìn Hạ Tưởng, trong lòng y còn hiện lên một sự hoài nghi, bí thư Hạ có thể đứng vững trước áp lực của thị trưởng Trương không? Hai nhiệm kỳ bí thư trước cũng đã có vài lần so chiêu với thị trưởng Trương, khi đối mặt với việc thị trưởng Trương đột nhiên thay đổi thái độ, ngang nhiên gây áp lực trước mặt người khác, đã chọn cách nhượng bộ, từ đó khiến cho Trương thị trưởng Trương vững vàng chiếm ưu thế. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Hạ Tưởng, xem Hạ Tưởng đáp lại như thế nào. Hạ Tưởng không chút hoang mang tiếp nhận danh sách của Trương Quốc Vĩ, nói. Quốc Vĩ làm việc rất tỉ mỉ, rất tốt, tôi sẽ cẩn thận nghiên cứu. Chúng ta tiếp tục họp. Nói là nghiên cứu, Hạ Tưởng từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua danh sách, sau khi nhận danh sách đã để sang một bên, tuy rằng không ném,
nhưng cũng gần như vứt bỏ đi rồi, chỉ có điều là chưa ném vào sọt rác mà thôi. Vừa lúc đó, không biết vì sao Thường Công chỉ đột nhiên hắt xì, thanh âm không lớn, nhưng vẫn đủ lực, trực tiếp đã đem danh sách của Trương Quốc Vĩ thổi bay lên, bay nhẹ nhẹ, vừa vặn rơi xuống hộp để giấy dưới bàn. Tuy là trùng hợp, nhưng sắc mặt của Trương Quốc Vĩ đã thay đổi, sắc mặt rất u ám hết sức khó coi. Nhậm Hải Phong đành phải làm bộ không thấy cảnh tượng này, y sớm đã nhận được lời ra hiệu ngầm của Lương Thu Duệ, cũng nhận được chỉ thị của Trương Quốc Vĩ, sớm đã có tên người được chọn, nhưng không ngờ thị trưởng Trương vừa đến đã bức cung, lật y một phát không kịp trở tay, trên mặt cũng có chút xấu hổ, tuy nhiên cũng tiếp tục nêu tên. Phó Cục trưởng Tiêu Dật Lăng thuộc Cục Thương mại Ngoại thương, Ủy viên Thường vụ Quận ủy Bắc Lộ, Ủy viên Thường vụ Phó Chủ tịch Quận Đường Sinh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Bình Dũng Vượng. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Tần Đường vì thể hiện danh giá của thành phố lớn, văn phòng thành ủy và văn phòng Ủy ban Nhân dân đều xưng là văn phòng, trên thực tế vẫn là cấp cục. Không căn cứ để ra một tên Tiêu Dật Lăng, ánh mắt Phạm Tiến Ánh chấp chấp, trong lòng biết là quan hệ của Bí Thư Hạ rồi, y cũng nêu tên Bình Dũng Vượng, kỳ thật cũng không có kỳ vọng quá lớn, nhưng đề cử được lộ diện, cũng là chuyện tốt. Trải qua một phen thảo luận sôi nổi, giống như dự đoán của tất cả mọi người, hội nghị bí thư vẫn chưa đạt được sự thống nhất, cuối cùng quyết định đệ trình đến hội nghị thường vụ. Thế cục của Tần Đường, bởi vì cái chết của Thẩm Quan Tây, và bổ nhiệm chủ tịch quận, mà khẩn trương hẳn. Rõ ràng việc nêu tên chọn người lần này, thị trưởng Trương nhất định quyết một trận tử chiến, tuy rằng y bây giờ vẫn đang nắm chặt cục diện của Tần Đường, nhưng từ khi bí thư Hạ nhậm chức, đã từng có mấy lần thất thế trong quá trình chọn nhân sự. Việc điều chỉnh nhân sự trước đây nếu như được xem là ngoại vi, thì lần này bổ nhiệm chủ tịch quận, tuyệt đối là ngay dưới con mắt. Đang lúc ánh mắt mọi người đều đang chú ý việc ngai vàng của chủ tịch quận cuối cùng họ Hạ hay họ Trương sẽ ra tối hậu thư, thì từ tỉnh ủy truyền tới tin tức bất ngờ khiến cho người ta khó lòng nắm bắt. Tỉnh ủy thông qua phê chuẩn, Chu Duệ Nhạc đảm nhiệm ủy viên thường vụ, phó bí thư thành ủy thành phố Đan Thành. Cùng ngày, thành phố Đan Thành triệu tập hội nghị thường vụ hội đồng nhân dân, đề cử Chu Duệ Nhạc làm phó thị trưởng, quyền thị trưởng. Trước đây, người có chút tư duy chính trị cũng đều biết rằng thị trưởng thành phố Đan Thành đã đến lúc rồi, nên rút lui rồi, nhưng liên quan đến vấn đề chọn người kế nhiệm, từ trước đến giờ vẫn chưa có bất cứ tin đồn nào được truyền ra ngoài. Địa vị của thành phố Đan Thành tại tỉnh Yến không thấp, là thành phố lớn, chức vị thị trưởng nhất định phải có tranh giành. Nghĩ đến sau khi chủ tịch tỉnh Tôn nhậm chức, đối với vấn đề nhân sự luôn có chủ kiến, hơn nữa vài lần không nhất trí ý kiến với bí thư Phạm. Không ít người đều đoán chủ tịch tỉnh Tôn nhất định sẽ không dễ dàng buông ngai vàng ở thành phố Đan Thành. Ai ngờ lặng yên không một tiếng động đã đưa ra quyết định khiến cho rất nhiều người muốn leo lên chức thị trưởng ở thành phố Đan Thành cảm thấy thất vọng, đồng thời càng có nhiều người suy đoán thế cục của tỉnh, bởi vì trước đó không có tin tức gì truyền đến, đột nhiên Chu Duệ Nhạc nhậm chức, tin tới cực nhanh, hành động nhanh chóng, liền chứng minh rằng, giữa bí thư và chủ tịch tỉnh nhất định có một người nắm giữ tiết tấu. Là ai? Xem Chu Duệ Nhạc là người của ai có thể rút ra kết luận. Chu Duệ Nhạc là do Phạm Duệ Hằng đưa lên tham dự lớp trung thanh, không hề nghi ngờ gì nữa, y là người của bí thư Phạm. Đương nhiên, người hiểu rõ tình hình thì phải có tính toán, Chu Duệ Nhạc và Hạ Tưởng quan hệ không giống bình thường, bởi vì năm đó Chu Duệ Nhạc từ một cán bộ cấp sở, phó giám đốc cấp sở mà vượt cấp, trở thành một con ngựa đen bất ngờ tham gia lớp trung thanh, kết quả này là do Hạ Tưởng âm thầm vận hành thao tác. Như vậy, Chu Duệ Nhạc thuận lợi vô cùng, đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Đan Thành, gián tiếp nói rõ hai chuyện, một là bí thư Phạm và chủ tịch tỉnh Tôn đang giao chiến với nhau, tiểu thắng một ván, vững vàng nắm giữ đại cục. Lúc trước có nghe đồn chủ tịch tỉnh Tôn có hậu trường vững chắc, mạnh mẽ, tại tỉnh Yến có khả năng đàn áp bí thư Phạm, có thể tạm thời bỏ qua tin đồn đó. Hai là nói rõ, quan hệ giữa bí thư Hạ và bí thư Phạm rất tốt, vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Bởi vì rất nhiều người đều nhận định, Chu Duệ Nhạc đảm nhiệm thị trưởng thành phố Đan Thành, là kết quả do Hạ Tưởng âm thầm thao túng. Nếu không ánh mắt của bí thư Phạm tại sao lại hướng về Chu Duệ Nhạc? Tỉnh Yến có nhiều người phù hợp điều kiện để đề bạt cán bộ cấp phó giám đốc sở. Tin tức đề bạt Chu Duệ Nhạc, xem ra không có một chút liên quan nào đến Tần Đường, nhưng mọi người vẫn cảm thấy có chút gì đó không bình thường, tin tức tỉnh ủy chính thức công bố ra bên ngoài. Đã dẫn ra cơn sóng không nhỏ tại Tần Đường. Mặc dù là mạch nước ngầm, cũng là mạch nước ngầm âm thầm chảy, khiến không ít người không xem trọng triển vọng của Hạ Tưởng tại Tần Đường,
đều có thêm vài phần muốn đi theo Hạ Tường. Tuy nhiên chỉ là tâm động, chưa có hành động, bởi vì việc bổ nhiệm chủ tịch quận quận Bắc Lộ, lại là một trận đánh ác liệt, là một trận đánh so sánh sức lực, ai thắng ai thua còn chưa biết, đợi đại cục định rồi mới bàn. Người trong quan trường, đa phần đều thuận theo trào lưu, không có mấy người sẽ nghịch chiều mà động. Bởi vì nghịch chiều mà động hơn phân nửa có kết cục không tốt, 100 người, sẽ có 99 người bị chết đuối, may mắn còn tồn tại một người, thì có khả năng đứng ở đỉnh cao. Nhưng xác suất thành công quá thấp, đa phần mọi người, sẽ không đem sinh mạng mình ra làm vật thế thân. Chương 1182, tình hình thay đổi, không hơn được nữa. Mặc kệ người khác đoán thế nào lựa chọn như thế nào, Trương Quốc Vĩ khi biết tin tức, sắc mặt trắng xám như tờ giấy. Cũng may qua hồi lâu, sắc mặt y lại dịu trở lại, đem sự tình sắp xếp lại một lượt, sau khi gọi mấy cuộc điện thoại, mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Việc bổ nhiệm thị trưởng ở thành phố Đan Thành, không thay đổi được cái gì, sự cân bằng ở tỉnh vẫn chưa bị đánh vỡ. Hơn nữa trong sự điều chỉnh nhân sự sắp tới, thực lực của chủ tịch tỉnh Tôn sẽ được gia tăng, còn thực lực của bí thư Phạm sẽ suy yếu rất nhiều, chặng đường còn dài. Chủ tịch tỉnh Tôn sở dĩ không ngăn cản việc bổ nhiệm Chu Duệ Nhạc, chủ yếu bởi vì Chu Duệ Nhạc là học trò của lớp Trung Thanh, là do ban tổ chức Trung ương sắp xếp, y nếu ngăn trở, sẽ bị người chỉ trích, bởi vậy bật đèn xanh cho qua. Một lần hai lần nhượng bộ không là gì cả, tổng thể mà nói, chủ tịch tỉnh Tôn sau khi được phó chủ tịch tỉnh Đàm ủng hộ, gần đây kết giao với mấy ủy viên thường vụ khác, tiến thêm một bước, hơn nữa hậu đài của chủ tịch tỉnh Tôn ở Bắc Kinh mạnh hơn bí thư Phạm. Bí thư Phạm có dấu hiệu thất thế ở Bắc Kinh. Trương Quốc Vĩ càng nghĩ càng thấy triển vọng tương lai tốt, cười lạnh một tiếng. Hạ Tường, bí thư Hạ, anh đừng nên đắc ý, nói không chừng khi nào thì chủ tịch tỉnh Tôn biến hóa nhanh chóng liền thành bí thư Tôn. Anh tại tỉnh Yến quan hệ với Phạm Duệ Hằng quả không dễ dàng, trong nháy mắt lại dẫm lên khoảng không, còn nghĩ đến tiền đồ gì nữa. Tuy nhiên phương án của Trung ương về việc điều chỉnh nhân sự tỉnh ủy tỉnh Yến, còn chưa đưa tin ra ngoài. Khó làm rồi, phỏng chừng chưa có thỏa hiệp xong với cấp trên. Nhưng có một biến động nhân sự đã nhận được xác nhận, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Mã Tiêu đều nhận chức ngoài tỉnh, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vương Bằng Phi tiếp tục đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Đồng thời, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Nguyên Ninh, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tiếu Sa Tâm với tư cách là đại sứ ở nơi xứ người, chính thức đến tỉnh Yến nhậm chức. Đảm nhiệm vị trí ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến, trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Bởi vậy, việc điều chuyển của bộ máy tỉnh ủy tỉnh Yến tỉnh dần dần được mở ra. Tiếu Sa Tâm vừa lên chức, đã làm ra hai sự tình khiến người ta kinh ngạc, một là sau khi y hoàn thành trình tự bổ nhiệm và thủ tục giao nhận, đã gặp Hạ Tường đầu tiên, khiến không ít người ngờ vực và kinh ngạc, Tiếu Sa Tâm từ nơi xa xôi đến tỉnh Yến làm sao lại quen biết với Hạ Tường. Tiếu Sa Tâm trước kia còn không biết Hạ Tường, lần này gặp mặt, thật đúng là lần đầu tiên gặp. Chuyện thứ hai chính là, Tiếu Sa Tâm chỉ đích danh phương cách đảm nhiệm công việc thư ký cho y. Hai chuyện dường như để lộ ra cùng tin tức, quan hệ giữa Tiếu Sa Tâm và Hạ Tường không bình thường. Hạ Tường không để ý tới bên ngoài mọi người đoán như thế nào, hắn đặc biệt từ Tần Đường đến thành phố Yến, vì muốn nghênh đón Tiếu Sa Tâm. Mã Vạn Chính đã dặn dò, hắn phải nghiêm túc đối đãi. Hạ Tường mời Tiếu Sa Tâm đến quán trà Trung Quốc Bách Tính uống trà. Quán trà Trung Quốc Bách Tính tuy rằng lấy tên Bách Tính, kỳ thật trong thực tế cũng không phải do dân thường mở, bởi vì quán trà đặt nơi giao nhau giữa khu tấc đất tấc vàng là đường Hòa Minh và phố Minh Duy, cách tỉnh ủy 200 mét, mà đối diện quán trà chính là sở công an tỉnh. Có thể buôn bán trong vòng bán kính 500 mét cách tỉnh ủy, mặc kệ là tiệm ăn, phải có nền tảng vững chắc mới được, huống chi quán trà chỉ cách sở công an một con đường. Càng chứng minh chủ nhân của quán trà là nhân vật không tầm thường. Kỳ thật những cái đó còn chưa gọi là cái gì, cái khiến người ta say sưa bàn tán nhất là trung tâm tắm hơi gần quán trà. Trung tâm tắm hơi tên là Lê Hoa Bạch, nghe đồn là người thân của một phó giám đốc sở công an nào đó mở, nếu không một trung tâm tắm hơi sao dám ở đối diện sở công an mở tiệm, chẳng phải cố ý chọc tức vào tổ chống tội phạm sao. Nhưng Lê Hoa Bạch chẳng những đã kinh doanh rất lâu, tình hình buôn bán kinh doanh rất náo nhiệt. Mỗi người khách đi vào đó thường có thói quen hỏi. An toàn không? Nhân viên phục vụ vẻ mặt thần bí tươi cười, lấy tay chỉ ra sở công an. Có thể ở đối diện sở công an mở tiệm vài năm nay rồi, anh còn nói không an toàn sao?
nhưng nghe đồn một người có lực lượng rất hùng hậu đứng sau như Lê Hoa Bạch, có một lần chỉ là một chuyện nhỏ dừng xe sắp phát sinh ra xung đột với quán trà Trung Quốc Bách Tính. Lê Hoa Bạch đã sớm không hài lòng với quán trà Trung Quốc Bách Tính, cảm thấy quán trà Trung Quốc Bách Tính sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh, hiện tại cơ hội đã tới, liền phái hơn 10 người ra tay định bụng phá vỡ quán trà. Kết quả mười mấy người đi vào bên trong quán trà Trung Quốc Bách Tính, chưa được mấy phút, toàn bộ bị ném ra ngoài, mỗi người đều bị thương, nhẹ thì mặt mũi bầm dập, nặng thì gãy tay chân. Ông chủ Lê Hoa Bạch thấy toàn bộ lính bị đánh tả tơi, liền nổi giận, quyết định trả thù Trung Quốc Bách Tính. Ai ngờ sau khi y hùng hổ triệu tập được một đám người, đại khái có khoảng 4-50 người, khi quán trà Trung Quốc Bách Tính bị bao vây, ông chủ của Trung Quốc Bách Tính xuất hiện, vóc dáng không cao, da hơi đen, mày rậm mắt to, hình tượng tiêu chuẩn của người đàn ông phương Bắc, đi đến phía trước Lê Hoa Bạch, nhỏ giọng nói một câu gì, Lê Hoa Bạch vừa nghe đã biến đổi sắc mặt. Y sừng sốt vài phút, sau đó chắp tay. Đắc tội, đã mạo phạm. Sau đó không nói thêm lời nào nữa, lùi binh, từ đó về sau, cũng không dám bước nữa bước vào quán trà Trung Quốc Bách Tính. Trung Quốc Bách Tính nói cái gì với Lê Hoa Bạch, khiến cho một nhân vật đứng đầu giới tăm hơi thành phố Yến Lê Hoa Bạch thu tay lại, trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành chuyện truyền kỳ, người thì đoán, người thì loan truyền, nhưng không có mấy người biết chân tướng sự thật. Hạ Tưởng, may mắn cũng là một trong số ít người biết được chân tướng sự thật đó, hắn biết Trung Quốc Bách Tính vì sao có thể chỉ cần một câu có thể hù dọa Lê Hoa Bạch. Hạ Tưởng và Tiếu Sa Tâm vừa vào cửa quán trà Trung Quốc Bách Tính, ngay lập tức có tiếp tân ra chào đón, Hạ Tưởng chỉ nói một câu. Phòng 8. Cô tiếp tân lập tức ngầm hiểu, đi trước dẫn đường. Phòng 8 là một phòng quán trà đặc biệt làm riêng cho Hạ Tưởng, chỉ mở cho một mình hắn, không bao giờ cho khách ngoài vào. Nếu Hạ Tưởng không đến, thì để phòng trống không dùng đến. Bên trong phòng 8 được bố trí thật sự ấm áp như gia đình. Tiếu Sa Tâm vừa bước vào đã không ngớt khen ngợi. Nơi này khá đẹp, ấm áp lịch sự tao nhã, nơi nơi đều toát lên vẻ tao nhã thanh lịch. Hạ Tưởng cười mà không nói, Tiếu Sa Tâm thật tinh mắt, liếc mắt một cái đã nhìn ra căn phòng này do một người con gái sắp xếp bố trí. Không sai, gian phòng là do vệ tân tự tay thiết kế tỉ mỉ, là nơi để cho cô và hắn có một cuộc hẹn hò ấm áp ở thành phố Yến. Vệ tân mở quán trà, hậu trường đương nhiên là Hạ Tưởng. Bởi vậy trung tâm tắm hơi Lê Hoa Bạch ỉ vào hậu trường là một phó giám đốc sở sở công an, còn dám bắt nạt quán trà Trung Quốc Bách Tính, chính là tự đem mình thắt cổ, tự cho mình mạng lớn. Hạ Tưởng chỉ nói với nhân viên phục vụ một câu. Như cũ. Sau khi nhân viên phục vụ lui ra, hắn và Tiếu Sa Tâm mới ngồi vào chỗ. Tiếu Sa Tâm 45 tuổi, mang một cái kính mắt gọng vàng, tóc rẽ ngôi, nếu muốn ác ý mô tả. Thật là có điểm giống hình tượng nhân vật Hán Giang trên phim, đương nhiên nhân vật Hán Giang trên phim cũng không chắc chân thật như trong lịch sử, nhưng y tỉ mỉ trải vuốt những sợi tóc trên cái đầu nhẵn, không để một hạt bụi nào sót lại trên giày, quần áo ủi thẳng tắp, quả là một người đàn ông cẩn thận hoàn mỹ. Trên cơ bản những người đàn ông quá chú ý tới chi tiết cuộc sống, cũng sẽ rất cẩn thận trong công việc, bởi vậy, trưởng ban thư ký Tiếu Sa Tâm nhất định sẽ đảm nhiệm chức vụ một cách thành công. Sau khi nói mấy câu, lại uống mấy ngụm trà, Tiếu Sa Tâm không ngờ nói ra một sự tình khiến Hạ Tưởng hết sức kinh ngạc. Bí thư Hạ, theo tôi được biết, phương án bổ sung của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh nhân sự của tỉnh ủy tỉnh Yến tỉnh, trên cơ bản bước đầu đã tán thành, về việc bí thư thành ủy thành phố Tần Đường liệu có lên được chức ủy viên thường vụ hay không, cũng có ý kiến rồi. Vốn tưởng rằng Tiếu Sa Tâm làm việc hay nói chuyện cũng đều thích vòng vo, không nghĩ tới. Khó có thể đoán được tính cách một người từ ngoại hình của họ, Tiếu Sa Tâm không ngờ là một người rất thẳng thắn. Hạ Tưởng rất kinh ngạc. Điều khiến Hạ Tưởng kinh ngạc không phải là tính cách thẳng thắn của Tiếu Viễn Tâm, mà là y đã để lộ ra một tin tức. Bởi vì hắn chưa biết bằng cách nào để biết được nguyên tắc quan điểm của Bộ Chính trị, Tiếu Viễn Tâm làm sao biết được Bộ Chính trị bước đầu tán thành. Không có khả năng, cũng không nên, bởi vì cho dù Phạm Duệ Nhạc sau khi biết được, sẽ không chủ động nói cho y. Thì Mai Thái Bình, Trần Phong, Tào Vĩnh Quốc và Tống Chiêu Độ bất luận người nào cũng có cấp bậc cao hơn Tiếu Viễn Tâm, chức cao hơn, bọn họ phải là người biết tin tức trước mới đúng. Như thế nào cũng thật không ngờ tại sao Tiếu Viễn Tâm mới gặp mặt hắn lần đầu đã tiết lộ ra tin tức trọng đại về việc nhậm chức ủy viên thường vụ. Hạ Tưởng không hồi hộp mới là lạ, hắn trở nên căng thẳng. Ý kiến của cấp trên về việc có thể làm ủy viên thường vụ,
tuy rằng không thể nói một cách quá nghiêm trọng là được làm vua thua làm giặc, nhưng cũng là sự khác biệt giữa ngày và đêm, có cảm giác gần nhau trong gang tấc mà vẫn biển trời cách mặt. Giám đốc Sở đến phó tỉnh, chính là một cửa kẹp chết không ít người trong quan trường, lại khiến bao nhiêu người hối tiếc cả đời. Tiêu Viễn Tâm thấy Hạ Tưởng không hỏi y biết tin tức này từ nơi nào, chỉ hỏi y kết quả, nghĩ thầm rằng Hạ Tưởng quả nhiên là người trẻ tuổi thông minh, tránh nặng tìm nhẹ, quả thật hiểu biết đại cục, cũng không tỏ vẻ hoài nghi với lời nói của y, giống như là vô cùng tin tưởng y. Nếu đổi lại là người khác, khi kinh ngạc rất khó tránh khỏi việc muốn hỏi y biết tin tức này từ khi nào, là ai lộ ra, sau đó mới hỏi ý kiến như thế nào. Tiêu Viễn Tâm chậm rãi mỉm cười. Anh tại sao không hỏi tôi từ đâu biết được tin tức này? Hạ Tưởng cũng cười. Tôi tin tưởng trưởng ban thư ký. Tiêu Viễn Tâm khẽ gật đầu, cảm thán một câu. Bí thư Mã nói anh là một người trẻ tuổi khiến người ta cảm thấy thích thú, tôi còn tưởng rằng bí thư Mã vì quá thích anh, không nghĩ tới, thật đúng là như thế. Hạ Tưởng không để ý tới lời khen ngợi của Tiêu Viễn Tâm, nói. Trưởng ban thư ký, anh không cần quá khen tôi. Tôi hiện tại thật sự không còn là người trẻ tuổi nữa, hơn nữa, tuổi trẻ có đôi khi không là phải ưu thế, mà là bất lợi. Anh nói rất đúng, Tiêu Viễn Tâm hiểu ý mỉm cười, nghĩ thầm rằng không khen không được, Hạ Tưởng rất thông minh. Kỳ thật cũng không thể nói là hội nghị của Bộ Chính trị mà là chỉ là một hội nghị với phạm vi nhỏ, Tổng Bí thư không có tỏ thái độ, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội đều nói anh rất trẻ tuổi, làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, có chút gấp gáp. Bất lợi cho việc triển khai công tác, cũng không có lợi cho sự vươn xa của anh sau này. Thủ tướng còn uyển chuyển như vậy, nhưng Chủ tịch Quốc hội lại phản đối kịch liệt việc đề cử của anh. Hạ Tưởng hơi giật mình, nếu nói Thủ tướng kịch liệt phản đối còn được, giữa Chủ tịch Quốc hội và hắn giữa cũng chưa có gặp mặt, làm sao lại không tán thành hắn. Tiêu Viễn Tâm cũng không giải thích cho hắn từ đâu biết được cơ mật này, y chỉ cười cười. Kỳ thật còn chưa có cuộc bàn bạc xác thực với Bộ Chính trị. Vẫn còn cơ hội, đừng nản lòng. Hạ Tưởng cũng biết, Chủ tịch Quốc hội kịch liệt phản đối, quả thật thay đổi không ít, tuy rằng Tổng Bí thư không có tỏ thái độ, nhưng nếu Tổng Bí thư cũng tỏ thái độ cương quyết phản đối, chỉ sợ khi Bộ Chính trị thảo luận, vẫn đưa ra kết quả không thông qua. Đừng nói, thực sự mỗi người đều có nước cờ của mình, đừng thấy Tiêu Viễn Tâm chỉ là cấp phó tỉnh, tưởng như không có lai lịch gì, không ngờ có thể biết được những cơ mật cấp cao, quả cũng không đơn giản. Nói đến việc Mã Vạn Chính giới thiệu Tiêu Viễn Tâm cho hắn làm quen, cũng không phải bắn tên không đích, mà là có thâm ý khác. Nhất cử nhất động nhân vật chính trị, đều có mưu tính lâu dài. Hạ Tưởng hiện tại đã biết đằng sau Tiêu Viễn Tâm cũng có hậu đài thâm hậu, càng cảm ơn Mã Vạn Chính đã giới thiệu cho hắn, quả thật là hắn cũng giúp Tiêu Viễn Tâm, mà Tiêu Viễn Tâm cũng sẽ mang đến lợi ích lớn lao cho hắn. Chờ xem nó thay đổi thế nào. Hạ Tưởng chuyển đề tài. Dù sao có quan tâm cũng vô ích, không chung có rượu ngon không bằng trước mắt có một ly trà nhạt. Nào, trưởng ban thư ký, chúng ta uống trà. Tiêu Viễn Tâm thấy Hạ Tưởng rất nhanh khôi phục lại tâm tình, cũng âm thầm khen ngợi, y cũng bưng trà. Mượn tiệc trà xã giao, cuộc sống là một sự may mắn. Hạ Tưởng thuận theo lời của y nói tiếp. Người tỉnh Yến đều hiếu khách, lãnh đạo tỉnh ủy cũng có mấy người hiếu khách, có cơ hội tôi giới thiệu cho trưởng ban thư ký làm quen. Hạ Tưởng nói là làm quen, đương nhiên không phải quen biết trên việc công, mà là quan hệ cá nhân. Những lãnh đạo của tỉnh ủy, Tiêu Viễn Tâm vừa đến cũng đã quen rồi, nhưng chẳng qua chỉ xã giao qua loa, đều là việc công. Vậy quá tốt. Vẻ mặt Tiêu Viễn Tâm mỉm cười, nâng chén ra hiệu cho Hạ Tưởng, y vừa đến tỉnh Yến, khi đang cần tháo gỡ cục diện, lại có Hạ Tưởng giới thiệu quen vài ủy viên thường vụ, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhất thời, khách và chủ đều rất vui. Trong buổi gặp mặt, Tiêu Viễn Tâm không đề cập đến thế cục của Tần Đường và vấn đề bổ nhiệm ủy viên thường vụ Phó Hiểu Bân, y mới đến tỉnh Yến, chỗ đứng chưa vững, nhất định sẽ không nói nhiều về vấn đề nhân sự. Cho dù trên hội nghị thường vụ, giọng nói của y cũng khá yếu ớt, lời nói không có trọng lượng, bởi vậy, không bằng không nói. Đương nhiên, ít nhất y sẽ ra mặt ủng hộ Hạ Tưởng, âm giọng hơi yếu, cũng là một tấm phiếu ủng hộ. Tạm biệt Tiêu Viễn Tâm. Hạ Tưởng lại gắp mặt Vương Bằng Phi. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Hiện tại Vương Bằng Phi đảm nhiệm Chu Ca vụ trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, so với trưởng ban thư ký có thể nói quyền cao chức trọng hơn, nắm chắc quyền lực trong tay,
là một trong những nhân vật thực quyền nằm trong danh sách của tỉnh ủy, trong khoảng thời gian ngắn phân lượng sẽ tăng lên, người đến nhà gõ cửa, người gọi điện thoại, người thăm hỏi liên tiếp không dứt, y đều nhất nhất từ chối. Mặc kệ là ai, cho dù là bí thư tỉnh ủy, mỗi ngày cửa nhà đông như chảy hội cũng không phải là chuyện tốt, chỉ là nói chuyện phiếm đều có thể làm cho người ta như mũi nhọn ở lưng, bởi vậy thân là chiếu trên làm sao để xử lý tốt hết các mối quan hệ ở dưới, xử lý tốt hết các quan hệ trên dưới, cũng là một việc rất khó khăn. Hạ Tưởng và Vương Bằng Phi gặp mặt, hàn huyên rất nhiều về tỉnh ủy, đầu tiên là trực tiếp chúc mừng Vương Bằng Phi nhậm vị trí mới, lại nói tới việc gặp mặt giữa hắn và Tiếu Viễn Tâm, hàm xúc nhắc tới phải giới thiệu Tiếu Viễn Tâm và Vương Bằng Phi kết bạn, Vương Bằng Phi khoái trá tiếp nhận lời đề nghị của Hạ Tưởng. Ai cũng muốn có thêm vài đồng minh ở tỉnh ủy, bình thường Hạ Tưởng giới thiệu người khá tin cậy, người không đáng tin cậy Hạ Tưởng cũng sẽ không giới thiệu, xuất phát từ việc tin tưởng tuyệt đối vào Hạ Tưởng, Vương Bằng Phi cũng có nhã ý muốn gặp mặt Tiếu Viễn Tâm, nhất là với thế cục tỉnh Yến ngày càng phức tạp như hiện nay. Hiện nay chỉ triệu tập trong phạm vi nhỏ, lệnh điều động của Mai Thái Bình vẫn chưa thông báo, có thể thấy được, bên trong những cán bộ cấp cao trung ương, về vấn đề thay đổi nhân sự lần nữa, vẫn chưa có ý kiến đồng nhất. Đối với Hạ Tưởng lên chức ủy viên thường vụ, Vương Bằng Phi ngược lại không có kỳ vọng, không phải nói y có ý kiến với Hạ Tưởng, cũng không phải y ghen tị Hạ Tưởng lên chức quá nhanh, mà là y cho rằng với tuổi tác của Hạ Tưởng, nếu sớm thăng tiến đến chức phó tỉnh chưa chắc là chuyện tốt. Thăng chức quá nhanh, không có nền tảng vững chắc, ngược lại cây to đón gió, người đời đố kỵ, nói không chừng sẽ trở thành bia ngắm, hoặc trở thành một vật hy sinh trong cuộc đấu tranh chính trị quan trọng nào đó. Nhưng Vương Bằng Phi cũng nghe nói khắp nơi nghe tin lập tức hành động, toàn lực ủng hộ Hạ Tưởng, y cũng không nói gì thêm nữa, mỗi người đều có tính toán riêng của mình, cách nhìn của y là căn cứ vào quan niệm và phán đoán của y, cũng không chắc chính xác, không cần phải nói ra, nói không chừng lại gây ra sự bất mãn. Hạ Tưởng ở thành phố Yến gần một ngày, buổi tối về tới Tần Đường, vừa mới bước vào, đã nhận được điện thoại của Lưu Kiệt Huy gọi đến. Lưu Kiệt Huy lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho hắn. Bí thư Hạ, đêm nay thời tiết mát mẻ, gặp dịp có trăng, khó có được thời tiết tốt như hôm nay, tôi ở nhà hàng Trần Gia Câu bày tiệc rượu, rất hân hạnh mời anh tham gia. Hạ Tưởng thiếu chút nữa cười ra tiếng, Lưu Kiệt Huy mời hắn ăn cơm là tốt lắm rồi, còn nói chuyện văn hoa, lẽ nào muốn hát hí khúc. Tuy nói nhân vật chính trị gần như lúc nào cũng diễn trò, nhưng cũng không cần ngay cả nói cũng giống như diễn kịch, hắn nhịn cười, nhìn đồng hồ. Tôi mới từ bên ngoài trở về, khá mệt, hay là để lần khác vậy? Hạ Tưởng muốn từ chối khéo, hắn hiện tại cũng không muốn ngồi chung với Lưu Kiệt Huy, bởi vì hắn thấy, giữa hắn và Lưu Kiệt Huy không có gì cần phải đàm phán, cơ bản chính là đường rộng thênh thang, mỗi người đi một hướng. Lưu Kiệt Huy cũng không buông tha cho hắn. Bí thư Hạ, không nể mặt tôi, đây cũng là thành ý tốt của tôi, muốn đứng trên lập trường của tôi, để nói với anh một chút về hiện tại và tương lai của Tần Đường. Lời nói của Lưu Kiệt Huy có hàm ý khác, là muốn đề cập công việc bổ nhiệm chủ tịch quận Bắc Lộ, Hạ Tưởng quả thật mệt mỏi, dù sao cũng bôn ba cả ngày rồi, tuy nhiên ngẫm nghĩ một chút, lại đồng ý. Được, anh chờ tôi đến. Nhà hàng Trần Gia Câu mặc dù nhỏ, nhưng là gần đây được xem là nơi có bày đầy đủ đồ dân tộc đặc sắc ở Tần Đường. Nhà hàng được xây dựng phỏng theo phong cách vùng miền địa phương, ở một Tần Đường nhà cao tầng mọc lên san sát như nấm, xa hoa trụy lạc, nơi này cũng xem như có một phong cách riêng. Lưu Kiệt Huy cũng thật tinh mắt, không ngờ chọn nơi đây, Hạ Tưởng cười thầm, bởi vì nhà hàng Trần Gia Câu là sản nghiệp của Nga Ni Trần. Nga Ni Trần ở Tần Đường, dưới sự âm thầm chiếu cố của Lương Thu Duệ và Từ Tử Kỳ, mở hai nhà hàng. Đừng nhìn Nga Ni Trần ngồi tù mấy năm, nhưng vẫn có tầm nhìn, vẫn nắm chắc thị trường chuẩn xác, hai nhà hàng vừa mở ra, lập tức nổi tiếng. Nga Ni Trần núp phía sau hậu trường, nhà hàng đều do người từ đến từ Bắc Kinh đảm nhiệm đại diện pháp nhân, có tra như thế nào cũng không tra được thân phận của y. Chẳng những Tiêu Ngũ mà Dương Uy cũng giúp Nga Ni Trần một tay. Kỳ thật Dương Uy khá khâm phục Nga Ni Trần, đang muốn thỉnh giáo Nga Ni Trần, hiện tại có cơ hội, y thường xuyên đến Tần Đường, đã cảm hóa Nga Ni Trần biến thủ thành bạn, không ngờ còn thiết lập mối quan hệ thân tình. Nga Ni Trần thoát khỏi mấy lần điều tra của Ngưu Lâm Quảng. Y ở thành phố lang tung hoành mười mấy năm, cả đời đều kinh qua trắng đen phải trái, thủ đoạn của Ngưu Lâm Quảng, y đều biết, bởi vậy đừng nhìn trên địa bàn của Ngưu Lâm Quảng,
muốn tra được chi tiết của y, muốn đụng đến con đường đi của y cũng không dễ dàng. Nga Ni Trần giống như một cây kiếm, kiềm chế cảnh sắc, giấu ánh quang của kiếm, chỉ chờ thời cơ, liền tung kiếm ra, một kiếm cắt ngang đầu. Hiện tại y muốn mọi chuyện lắng đọng, để tập kết thế lực, tích tụ lực lượng và khôi phục thế lực. Khi Hạ Tưởng đến, Lưu Kiệt Huy ở cửa nghênh đón, tràn đầy thành ý. Hắn ngược lại cũng không có ý gì mong đợi Lưu Kiệt Huy, bởi vì dưới sự thúc đẩy của Phạm Tiến, dưới lực lượng khắp nơi kéo đến, vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Lưu Kiệt Huy phỏng chừng ngồi không được lâu. Lưu Kiệt Huy rất nhiệt tình, cùng Hạ Tưởng thân thiết bắt tay. Bí thư Hạ, đã sớm muốn mời anh cùng nhau làm vài chén, lại không đúng dịp, mọi chuyện vặt vãnh cứ quấn vào thân, vừa lúc hôm nay có cơ hội, nào, chúng ta tâm sự một chút. Có cái gì đáng tán gẫu đâu, Hạ Tưởng lại không nghĩ rằng, Lưu Kiệt Huy thật ra lại đưa cho hắn một vấn đề nan giải. Chương 1183, thình lình xảy ra, nhanh như vậy. Hạ Tưởng đi theo Lưu Kiệt Huy lên lầu, ánh mắt đảo qua một cái, lại phát hiện một bóng dáng quen thuộc, không ngờ là Hoa Nhài Bạc. Hắn thầm tức giận, Hoa Nhài vàng quá bắt mắt, đến Tần Đường thì không xuất đầu lộ diện nữa, dễ dàng gây chuyện. Hắn quyết định sau này nói với các cô. Đến phòng, không có người ngoài, chỉ có một mình Lưu Kiệt Huy. Lưu Kiệt Huy muốn mời Hạ Tưởng ngồi lên ghế chủ tọa, tổng cộng hai người, chủ yếu và thứ yếu không sao cả, Hạ Tưởng nhượng bộ không lại, liền ngồi ngay giữa. Sau đó lên thức ăn và rượu, Lưu Kiệt Huy liền nâng ly kính Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, vốn từ lâu đã nên mời anh, kéo đến tận hôm nay, sai ở tôi kính anh một ly. Anh một tôi ba. Lưu Kiệt Huy cũng không chờ Hạ Tưởng trả lời, một hơi uống cạn ba ly. Lưu Kiệt Huy và Hạ Tưởng cùng cấp, cũng coi như là nhân vật số một của một trong bốn bộ máy, phân lượng không nhẹ, hơn nữa lớn tuổi hơn Hạ Tưởng không ít. Hạ Tưởng cho dù không thích con người của Lưu Kiệt Huy, nhưng cũng phải lấy ra đầy đủ tôn kính, cũng liền khách khí mà cạn ly. Kế tiếp, Lưu Kiệt Huy lại tìm vài lý do kính vài ly rượu, sau khi Hạ Tưởng lại uống vào hai ban y, thì không chịu uống nữa. Hắn có tửu lượng, nhưng không muốn uống nhiều làm hỏng việc, hơn nữa lại không phải cùng Lưu Kiệt Huy tử phùng chi kỷ thiên bôi thiếu, cần gì uống nhiều. Lưu Kiệt Huy cũng nhìn ra Hạ Tưởng không yên lòng, cũng biết muốn tạo ra không khí phỏng chừng khả năng cũng không lớn, cũng không lãng phí thời gian nữa, nói ra mục đích mời Hạ Tưởng tới. Bí thư Hạ, giữa chúng ta có thể trước kia có chút hiểu lầm, trên vấn đề bổ nhiệm Hồ Thư Dương, phương diện Hội đồng Nhân dân quả thật không có chứng thực tinh thần chỉ thị của Thành ủy. Nhưng cũng là có nguyên nhân khách quan, cũng không phải tôi cố ý chống đối với anh. Hạ Tưởng khoát tay, thái độ ôn hòa. Chuyện đã qua rồi, còn nhắc làm gì? Chủ tịch Lưu hôm nay có chuyện gì, không ngại nói rõ, đều là vì công tác của Tần Đường, thì có thể lý giải. Lưu Kiệt Huy trên mặt tươi cười từ từ lạnh xuống. Mã Quân là có chút không đúng, nhưng anh ta cũng không làm ra chuyện gì tội ác tày trời, hơn nữa cũng đã bị thương, đã chịu thiệt, gần như huề nhau rồi. Bí thư Hạ có thể giơ cao đánh khẽ cho anh ta trở về hay không? Anh ta cũng là người có vợ con, đứa con cũng nhớ cha rồi. Hạ Tưởng hiểu rồi, Lưu Kiệt Huy là đến cầu xin cho con rể của ông. Kỳ thật Hạ Tưởng cũng không muốn làm gì Mã Quân, chỗ nào cũng có tai họa giống như Mã Quân vậy, hắn quản không hết, chỉ cần không quá đáng không có án mạng trên người, lại không trực tiếp đụng vào tay hắn, hắn cũng chỉ có thể một con mắt nhắm một con mắt mở. Hắn là bí thư Thành ủy. Không phải chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, cũng không phải cục trưởng công an, hàng ngày nhìn chằm chằm vấn đề kỷ luật của cán bộ đảng viên và trị an, không phải bổn phận của một bí thư thành ủy. Bí thư thành ủy, chung quy là chủ trì công tác toàn diện, thỉnh thoảng hỏi thăm một số chuyện bất bình hoặc vụ án lớn quan trọng cũng có thể, nhưng nhúng tay quá nhiều thì sẽ bị người ta cho rằng không làm việc đàng hoàng. Bí thư thành ủy cũng phải để ý hình tượng, cũng phải làm tốt phận sự. Bởi vậy, Hạ Tưởng ha hả cười. Chủ tịch Lưu nói đùa rồi, Mã Quân một không phạm pháp hai không bị truy nã, hơn nữa anh ta cho dù đã phạm pháp cũng có cơ quan công an xử lý, thật sự cũng chẳng có liên quan nhiều đến tôi. Lưu Kiệt Huy sắc mặt trầm xuống. Bí thư Hạ, giữa chúng ta cũng không cần phải che giấu nữa, tôi đã nói rõ rồi. Mã Quân trở về, anh một con mắt nhắm một con mắt mở coi như là nể mặt tôi. Tôi cũng sẽ đánh tiếng với Hội đồng Nhân dân quận Bắc Lộ. Chỉ cần hội nghị thường vụ thông qua bổ nhiệm chủ tịch quận, hội đồng nhân dân đều sẽ cho đi. Điều kiện trao đổi của Lưu Kiệt Huy, cũng coi như có chút thành ý, coi như ông ở giữa Hạ Tưởng và Trương Quốc Vĩ, lựa chọn trung lập.
coi như nói người của ai thông qua biểu quyết của hội nghị thường vụ, hội đồng nhân dân sẽ cho đi, không chặn lại nữa. Đổi lại trước kia Hạ Tưởng khẳng định sẽ trịnh trọng suy xét đề nghị của Lưu Kiệt Huy, nhưng bây giờ, hắn đối với Lưu Kiệt Huy đã mất đi tín nhiệm, chủ yếu hơn là mất đi kiên nhẫn. Vấn đề bây giờ là Lưu Kiệt Huy không còn đường thối lui, hắn còn có lựa chọn. Lưu Kiệt Huy nếu như từ sớm biết điều, cũng không đến mức bây giờ chủ động đề xuất thỏa hiệp. Sớm biết ngày hôm nay, lúc trước vì sao làm như thế? Nhưng ai cũng là sự hậu gia cát, trước khi sự tình chưa có xuất hiện kết quả cuối cùng, đều cho rằng bản thân sẽ thắng. Hạ Tưởng suy nghĩ, nói. Chủ tịch Lưu, chuyện của Mã Quân, tôi trước sau cũng không có hỏi đến. Xung đột lần trước, đã qua đi lâu rồi. Lưu Kiệt Huy sắc mặt nhìn không tốt lắm, Hạ Tưởng trả lời, coi như vẫn tránh nặng tìm nhẹ, có ý ba phải cái nào cũng được, ông liền có chút không vui mà hỏi. Không có đường nào thương lượng. Hạ Tưởng buông ly rượu. Cảm ơn rượu của Chủ tịch Lưu, hôm nay cứ như vậy trước đi. Lưu Kiệt Huy đưa Hạ Tưởng xuống lầu, dù chưa thỏa hiệp, lễ nghĩa vẫn phải làm đủ. Cảm ơn bí thư Hạ nể mặt, hy vọng sau này có cơ hội, còn có thể ngồi cùng nhau. Kỳ thật ngụ ý là không có cơ hội. Hạ Tưởng cười trừ, xua tay cáo biệt, trong lòng cũng có chút không quá thoải mái. Lưu Kiệt Huy không có lý giải ý của hắn, nhưng lại không thể nói quá rõ ràng, chỉ có thể lập lờ, khiến cho Lưu Kiệt Huy hiểu lầm cho rằng hắn một lòng muốn đưa Mã Quân vào chỗ chết. Hắn cũng không có nhỏ mọn đến mức miễn đi chức vụ của Mã Quân còn không được, còn muốn xông vào mông gã đá thêm hai cước. Không cho Mã Quân trở về, kỳ thật cũng là suy nghĩ cho Lưu Kiệt Huy. Tin rằng chuyện của Mã Quân rất nhanh sẽ bùng nổ, bây giờ gã trở về, không phải tự chui đầu vô lưới sao. Nhưng hắn lại không thể nói rõ ràng, nói ra, coi như biến tướng thừa nhận hắn có tác dụng thúc đẩy trong chuyện này. Cũng là một vấn đề khó không lớn không nhỏ, Hạ Tưởng lắc đầu, thôi đi. Vốn có rất nhiều sự tình không có khả năng nói rành mạch, trong quan trường rất nhiều sự tình, không phải đen là đen trắng là trắng mà đa số là màu xám. Người có thể lĩnh hội thì lĩnh hội, không thể lĩnh hội, hắn cũng không có cách. Lưu Kiệt Huy chờ Hạ Tưởng đi rồi, một mình ở trong phòng u buồn nửa ngày, sau đó gọi điện thoại cho Trương Quốc Vĩ. Ngày hôm sau, Trương Quốc Vĩ liền mãnh liệt yêu cầu mời dự họp hội nghị thường vụ, thảo luận vấn đề bổ nhiệm chủ tịch quận. Hạ Tưởng lại lấy sự vụ bận rộn làm lý do, hoãn lại trước. Trương Quốc Vĩ không phục, lý luận một phen, thái độ so với trước kia, hơi cứng rắn hơn chút. Hạ Tưởng cũng mơ hồ đoán được, hoạt động vào dịp Tết giữa hắn và Phạm Duệ Hằng phỏng chừng đã truyền đến tai của Tôn Tập Dân. Tôn Tập Dân vì thế buông tay với hắn, hơn nữa thay đổi sách lược, Trương Quốc Vĩ bắt lấy thời cơ, nhanh chóng dựa vào Tôn Tập Dân. Giữa tháng 2, thời tiết của Tần Đường vẫn rét lạnh. Mùa xuân còn chậm chạp chưa tới. Nhưng hội nghị hội đồng nhân dân các nơi, đều đang lên kế hoạch, sắp mời dự họp. Đầu tiên là hội đồng nhân dân thành phố Đan Thành cử hành hội nghị thường vụ, tuyển cử Chu Duệ Nhạc làm phó thị trưởng, cũng để danh ứng viên làm thị trưởng, còn là ứng viên duy nhất, là tuyển cử Đảng Ngạch, biệt hiệu của Chu Sai Ngạch, cuối cùng đã gỡ bỏ. Chu Duệ Nhạc đến thành phố Đan Thành nhậm chức có một điều kiện bất lợi. Chính là y từ khi được đề danh làm ứng viên thị trưởng đến mời dự họp hội đồng nhân dân hội nghị tuyển cử, thời gian khoảng cách quá ngắn, không thể cho y cơ hội thể hiện đầy đủ tài năng, cũng khiến đại biểu hội đồng nhân dân không có nhiều thời gian tìm hiểu y. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng nghe Hạ An nói, Chu Duệ Nhạc mới đến Đan Thành, bắt đầu thì rất tốt, Trương Liêm đem hết toàn bộ quan hệ trước kia của gã phó thác cho Chu Duệ Nhạc, hơn nữa đều truyền rằng Chu Duệ Nhạc là người của bí thư Phạm. Rất nhiều lực lượng trung gian dao động cũng nhanh chóng tỏ vẻ dựa vào y. Chu Duệ Nhạc ở Đan Thành, nhanh chóng bước đầu mở ra cục diện. Chu Duệ Nhạc quả nhiên là người thông minh, đến Đan Thành ngày thứ hai thì đã biết quan hệ của Hạ An và Hạ Tưởng, bất động thanh sắc mà thông qua thủ đoạn nào đó truyền lời đến Hạ An, khiến y yên tâm công tác. Hạ An rốt cục trong lòng kiên định. Hội nghị hội đồng nhân dân thành phố Tần Đường cũng sắp cử hành. Trương Quốc Vĩ lại không nghĩ nhiều. Y cho rằng Hạ Tưởng tạm thời hoãn lại bổ nhiệm chủ tịch quận, là muốn kéo đến sau hội nghị hội đồng nhân dân. Sau hội nghị hội đồng nhân dân lại có thể thế nào, cũng như nhau. Hạ Tưởng vừa không có ưu thế được thông qua ở hội nghị thường vụ, lại không có nhiều sức ảnh hưởng đối với hội đồng nhân dân hai cấp thành phố, quận, chẳng qua vì một chút thể diện bí thư mà thôi. Trước đó ai cũng không có dự đoán được, ngay trước đêm mở ra hội nghị hội đồng nhân dân thành phố Tần Đường, ủy viên thường vụ tỉnh ủy.
trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Vương Bằng Phi và phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lưu Quốc Viễn đã thình lình đến Tần Đường. Hơn nữa trước khi đến cũng không có đánh tiếng với Trương Quốc Vĩ, Lưu Kiệt Huy, sau khi đến rồi, ai cũng không gặp, chỉ đóng cửa nói chuyện với Hạ Tưởng nửa ngày, sau đó mới triệu tập toàn thể thành viên bộ máy thành ủy Tần Đường, tuyên bố quyết định của tỉnh ủy. Trải qua tỉnh ủy phê chuẩn, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy quyết định, đề danh đồng chí Hạ Tưởng làm ứng viên chủ tịch hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Lưu Kiệt Huy không còn đảm nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng Nhân dân nữa, sẽ có phân công khác. Như đánh đòn cảnh cáo, gần như đánh cho Trương Quốc Vĩ ngất tại chỗ. Kỳ thật Hạ Tưởng kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, tuy rằng nói đã nằm trong dự đoán luôn lo lắng của Trương Quốc Vĩ, nhưng cũng không ngờ nhanh như vậy. Nhanh cũng không có gì, chủ yếu là y không ngờ tới trước đó không có một chút dấu hiệu, đột nhiên từ trên trời giáng xuống đã tuyên bố quyết định, quả thật khiến y có chút cảm giác đầu óc choáng váng. Y không phải chỉ trích quyết định của tỉnh ủy quá đột ngột, quyết định của lãnh đạo cấp trên xưa nay sẽ không đột ngột, cũng không cho phép người cấp dưới nói sằng bậy, chủ yếu khiến y cảm thấy kinh hãi chính là, chủ tịch tỉnh Tôn cũng được, còn có quan hệ khác của y trong tỉnh cũng được, không thể nào trước đó không nghe thấy một chút phong thanh. Nhưng không có trước đó cho dù thông qua bất kỳ thủ đoạn nào cho y được biết, thì nói rõ một vấn đề, lực khống chế của bí thư Phạm đối với tỉnh ủy, không hề giống lực bất tòng tâm như bên ngoài truyền nói, mà vẫn là thuận buồm xuôi gió. Khiến cho Trương Quốc Vĩ trong lòng không khỏi đập mạnh nhiều lần, so sánh lực lượng giữa y và Hạ Tưởng, sắp xảy ra biến hóa rõ rệt. Quyết định của tỉnh ủy phải phục tùng, toàn thể thành viên bộ máy thành ủy Tần Đường tỏ vẻ kiên quyết ủng hộ quyết định của tỉnh ủy. Sau đó, lại triệu tập đồng chí phụ trách chủ yếu Hội đồng Nhân dân thành phố, tuyên bố quyết định của tỉnh ủy. Lưu Kiệt Huy vừa nghe, lập tức thay đổi sắc mặt, thậm chí thất thái dùng tay chỉ Hạ Tưởng, giọng run rẩy nói. Hạ Tưởng, anh đâm sau lưng tôi một đao, tôi không để anh yên. Kỳ thật tuyên bố quyết định của tỉnh ủy, Lô Quốc Viễn không cần đến, Lô Quốc Viễn ở xa tới, có thể thấy tỉnh ủy sớm có sắp xếp. Lô Quốc Viễn liền kéo Lưu Kiệt Huy qua một bên, kiên nhẫn làm một phen công tác tư tưởng, chỉ ra Lưu Kiệt Huy trước mắt chỉ có hai con đường có thể đi, một là kiên quyết phục tùng quyết định của tỉnh ủy, đảm bảo Hạ Tưởng thuận lợi được tuyển làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, tỉnh ủy sẽ có một bố trí thích đáng đối với y. Hai là không phục tùng quyết định, bị tỉnh ủy miễn đến cùng, Hạ Tưởng vẫn sẽ được tuyển làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Lưu Kiệt Huy thỏa hiệp hay không thỏa hiệp, là thức thời. Trên hội nghị Hội đồng Nhân dân cử hành sau đó, Hạ Tưởng thuận lợi được tuyển làm chủ tịch hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân thành phố. Bí thư thành ủy kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, quyền nhân sự tập trung vào một, khi tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn tình hình thay đổi quá nhanh, đều nghĩ tới một vấn đề khó tiếp theo sắp phải đối mặt bổ nhiệm chủ tịch quận Bắc Lộ, bí thư Hạ gia tăng quầng sáng quyền lực, lại càng gia tăng vài phần thắng. Tất cả mọi người mở to hai mắt. Chương 1184, biến số rất lớn, khó khăn không nhỏ. Hạ Tưởng kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, khiến cho không ít người càng nhận rõ tình thế, hai bí thư tiền nhiệm cuối cùng đều không thể kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, bí thư Hạ lại thành công đoạt đi vị trí chủ tịch Hội đồng Nhân dân từ trong tay của Lưu Kiệt Huy, thủ đoạn không thể nói không cứng rắn, không lẽ nói, bí thư Hạ cuối cùng muốn đổi mới ngày tháng Tần Đường, từ họ Trương đổi thành họ Hạ. Nhất là trong lúc bổ nhiệm chủ tịch quận Bắc Lộ sắp đệ trình hội nghị thường vụ thảo luận. Bí thư Hạ thành công kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, ý vị trong đó càng sâu đậm, liền biểu lộ sức ủng hộ của tỉnh ủy đối với bí thư Hạ rất lớn. Thị trưởng Trương còn có bao nhiêu không gian hoạt động? Thị trưởng Trương sẽ chủ động nhượng bộ một ván hay không? Khi mọi người không ngừng ngờ vực vô căn cứ, Trương Quốc Vĩ dùng hành động thực tế cho ra đáp án, ngày thứ ba sau khi hội nghị Hội đồng Nhân dân kết thúc. Trương Quốc Vĩ lại đề nghị mời dự họp hội nghị thường vụ nghiên cứu thảo luận vấn đề bổ nhiệm chủ tịch quận Bắc Lộ. Hay cho một Trương Quốc Vĩ thái độ kiên quyết, lập trường kiên định, Hạ Tưởng cũng không biết là nên kính nể y cố chấp, hay là nên cười lạnh y tự cho là đúng, liền lập tức đập bàn quyết định, buổi chiều mở ra hội nghị thường vụ. Buổi chiều, hội nghị thường vụ đúng hạn mở ra. Khi mở hội nghị thường vụ, không ít người mới ý thức được một vấn đề, Tần Đường bây giờ thật sự có rất nhiều vấn đề. Bí thư Hạ kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, xem như lại đứng vững vàng gót chân là không sai, nhưng trưởng ban tuyên giáo thành ủy còn chưa bị bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ thành ủy, liền khiến số người của ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Tần Đường trước mắt là 12 người.
Nếu xuất hiện tình hình 6,6 thì làm sao? Trưởng ban tuyên giáo thành ủy mới nhậm chức Phó Hiểu Bân là người của Bí thư Hạ, bộ máy thành ủy Tần Đường ai nấy trong lòng biết rõ. Bí thư Hạ thắng thêm một ván, kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, thắng là thắng, nhưng hiện tại bổ nhiệm ủy viên thường vụ của Phó Hiểu Bân còn chưa được quyết định. Bí thư Hạ ở trong hội nghị thường vụ thiếu một phiếu ủng hộ, có thể chiến thắng Trương Quốc Vĩ cây lớn dễ sâu. Không ít người cũng không xem trọng hội nghị thường vụ lần này, đều cho rằng Bí thư Hạ khả năng sau khi kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, thì sẽ gặp được một lần thất lợi không nhỏ. Mà thị trưởng Trương nóng lòng mở ra hội nghị thường vụ cũng là có mục đích khác, chính là ngay lúc Hạ tưởng uy vọng vừa mới bay lên, mượn hội nghị thường vụ lần này, đả kích uy vọng của hắn, làm giảm lực ảnh hưởng của hắn. 12 ủy viên thường vụ đến đầy đủ, không ai vắng mặt, hơn nữa ai nấy tinh thần nghiêm túc, khác với hội nghị trước kia, đều là trong lòng khó hiểu. Là hội nghị thường vụ đầu tiên sau khi Bí thư Hạ kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, lại là bổ nhiệm liên quan chủ tịch quận, ý nghĩa trọng đại, ảnh hưởng sâu xa, đối với bản nhân Bí thư Hạ, đối với thị trưởng Trương, đều là một cuộc thi vô cùng trọng yếu. Đề thi tổng cộng 100 điểm, giữa hai người, chỉ có thể có một người đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên tình huống đặc thù hiện nay, cũng không loại trừ xuất hiện tình hình bất phân thắng bại, nếu chẳng may như thế, không biết sẽ kết thúc như thế nào. Bởi vậy đối với hội nghị hôm nay, không ít người trong lòng đều có bảng cửu trương. Bởi vì hiện tại không thể so trước kia Bí thư Hạ mới đến Tần Đường, căn cơ không vững, dưới sự bao vây giữa thế lực lớn mạnh của thị trưởng Trương, rất khó thành công phá vây. Lại bởi vì hai bí thư tiền nhiệm đều ý đồ có điều đột phá, cuối cùng thất bại mà về, mà Lương Thu Duệ, Nam Hân Vũ có ý tiếp cận bí thư, sau khi bí thư đi rồi bị thị trưởng Trương chèn ép không ngẩng đầu lên được, chính là vết xe đổ. Khiến cho rất nhiều ủy viên thường vụ có ý dựa vào Hạ tưởng, cũng thu hồi tâm tư, không dám dễ dàng mạo hiểm nữa. Nhưng căn cứ tình thế lúc này phán đoán, bí thư Hạ quả thật so với hai bí thư tiền nhiệm càng có quyết đoán, cũng càng có thủ đoạn, hơn nữa ủng hộ trong tỉnh đối với hắn cũng càng lớn. Giai đoạn hiện nay địa vị ở Tần Đường từ từ củng cố, không thể nói đã hoàn toàn đứng vững vàng gót chân, nhưng ít ra khi đối mặt thị trưởng Trương vồ đến, có thể đủ thong dong ứng đối, không đến mức bị thị trưởng Trương một trận gió thổi chúng ngã trái ngã phải. Đặc biệt là thành công dọn đi Lưu Kiệt Huy, kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, như một búa tạ, hung hăng đánh lên người của thị trưởng Trương. Tuy rằng không phải đánh vào ngực, nhưng cho dù đánh sau lưng, cũng là một đòn nghiêm trọng. Cũng khiến vài ủy viên thường vụ dao động giữa Bí thư Hạ và thị trưởng Trương, trong lòng hiện lên một tia do dự, suy nghĩ, hội nghị hôm nay, rốt cuộc nên ủng hộ ai? Hội nghị chưa mở, lòng người di động, mọi người tâm tư khác nhau, ánh mắt lóe ra, định sẵn hội nghị thường vụ hôm nay, là một hội nghị tràn đầy biến số, kết quả cuối cùng nhất như thế nào, ai cũng trong lòng không biết rõ. Theo thường lệ, do Hạ tưởng chủ trì hội nghị, phát biểu mở màn trước, sau khi nêu ý chính. Bởi vì nhân sự bổ nhiệm, thì do Nhâm Hải Phong làm báo cáo tỉ mỉ. Báo cáo tỉ mỉ của Nhâm Hải Phong không có gì hay để nói cả, mọi người nghe xong chỉ ngáp, bởi vì ai cũng biết rõ trong lòng, chỉ cần nhớ kỹ hai cái tên quan trọng thì được rồi, một là Tiêu Dật Lăng, là Bí thư Hạ đề danh. Hai là Thợ Điện Quách, là thị trưởng Trương đề danh. Những đề danh khác đều là mây bay. Phạm Tiến bày ra bộ dáng lã vọng buông cần, kỳ thật trong lòng cười khổ, bao gồm y trong đó. Ngay cả ban tổ chức cán bộ cũng có đề danh, coi như tổng cộng 4 ứng viên, kỳ thực ngoại trừ ứng viên của bí thư và thị trưởng, đều có thể không quan tâm. Hơn nữa không phải không quan tâm bình thường, mà là bỏ qua không cần quan tâm, bởi vì ván đầu thì sẽ bị bắt. Đối với trong tỉnh nhanh chóng mà kiên quyết lấy đi chức vụ của Lưu Kiệt Huy, mà bí thư Hạ thuận lợi kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phạm Tiến trong lòng biết rõ, vẫn là tài liệu của Mã Quân cộng thêm hậu trường trợ giúp sau lưng y có tác dụng. Mới khiến bí thư Phạm sắp xếp hội nghị, vung tay một cái, trong thời khắc mấu chốt làm ra quyết định trọng đại như trên. Ban đầu chủ tịch tỉnh Tôn còn kiên quyết phản đối, nhưng sau khi bí thư Phạm tung ra tài liệu của Mã Quân, chủ tịch tỉnh Tôn không còn gì để nói nữa. Hơn nữa Vương Bằng Phi ở một bên cũng phụ họa chen vào nói là nguyên tắc của cán bộ quản lý đảng nhất định phải chấp hành tốt, Hội đồng Nhân dân thành phố Tần Đường mở đầu không tốt cho Hội đồng Nhân dân các nơi, sau cùng chủ tịch tỉnh Tôn cũng liền gật đầu đồng ý. Mới có quá trình bãi miễn và đề danh xét đánh không kịp bưng tai. Phạm Tiến cũng rất may mắn không có thỏa hiệp với Trương Quốc Vĩ và Lưu Kiệt Huy, kỳ thật với trí tuệ chính trị của y,
cũng rõ ràng cho dù không có y ở sau lưng thúc đẩy, Lưu Kiệt Huy sớm muộn sẽ bị Hạ Tưởng bắt. Chỉ cần Thường Công chỉ thích đáng nghiêng về phía Hạ Tưởng, cộng thêm có Lương Thu Duệ từ giữa Chu Toàn, càng chủ yếu chính là, quan hệ giữa Hạ Tưởng và Phạm Duệ Hằng có xu thế càng chạy càng gần, y từ trước kia không xem trọng tiền đồ của Hạ Tưởng ở Tần Đường, biến thành càng ngày càng cho rằng, Hạ Tưởng có lẽ thật đúng là có thể ở Tần Đường hoàn toàn mở ra cục diện. Hơn nữa trải qua tiếp xúc, Phạm Tiến cũng dần dần chấp nhận con người của Hạ Tưởng, cảm thấy Hạ Tưởng đáng tin cậy hơn so với Trương Quốc Vĩ và Lưu Kiệt Huy, chỉ ít hắn công chính, có tha thứ, tuy có thủ đoạn nhưng không đùa bỡn quyền mưu. Lưu Kiệt Huy là cố tình gây sự, Trương Quốc Vĩ là cáo giả, hai người đều không thể tin, càng không thể thâm giao. Đương nhiên, Phạm Tiến cũng biết y và Hạ Tưởng không thể thâm giao, bởi vì y là phó bí thư, quá theo sát nền bước của bí thư, sẽ có vẻ y rất bất tài, không có chủ kiến. Cách quá xa, không được bí thư ủng hộ, sẽ khiến y rất cô lập. Vị trí của phó bí thư rất nhạy cảm, rất ngượng ngùng, cũng rất quan trọng. Trên, có lẽ có thể một bước thăng tiến làm bí thư hoặc thị trưởng, dưới, có lẽ luôn đảo quanh vị trí phó bí thư, cho đến khi về hưu. Mà phó bí thư kẹp giữa bí thư và thị trưởng, phải dựa qua bên trái, dựa qua bên phải, không có khả năng mọi việc đều thuận lợi. Hoặc là, trái phải cũng không dựa vào cũng không được. Phạm Tiến liền trong lòng quyết định chủ ý sau khi Hạ Tưởng thành công kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, không dám nói sau này nhất định theo sát nền bước của Hạ Tưởng, chỉ ít duy trì nhất trí với Bí thư Hạ trên đại sự, với tình thế bây giờ mà xem, Bí thư Hạ sẽ có một ngày đè lên đầu của thị trưởng Trương. Dù sao Phạm Tiến là tin tưởng Hạ Tưởng sẽ cười đến cùng, về phần người khác tin hay không, y mặc kệ, dù sao y tin. Ánh mắt của Phạm Tiến đảo qua mỗi một người có mặt ở đây, thầm nghĩ. Ủy viên thường vụ có cùng suy nghĩ như y, rốt cuộc có mấy người. Y trong lòng thay Hạ Tưởng tính toán, 12 người, Hạ Tưởng một phiếu, y một phiếu, Thường Công Trị ở giữa cái nào cũng được, Lương Thu Duệ một phiếu, Nam Hân Vũ một phiếu, Hoàng Đắc Ích một phiếu, có thể đảm bảo có 5 phiếu, còn chưa đủ nửa số. Cho dù Thường Công Trị cũng là phiếu ủng hộ, cũng mới bất phân thắng bại, cũng thật khó. Phạm Tiến không phải không có sầu lo nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái. Thấy Hạ Tưởng vẫn như cũ vẻ mặt chắc chắc, y trong lòng không khỏi lo lắng, bí thư Hạ làm sao có lòng tin như vậy. Nhâm Hải Phong cuối cùng phát biểu xong, lại phát biểu tổng kết. Các đồng chí nêu trên phù hợp điều kiện đề bạt, quá trình khảo hạch công khai, công bình, công chính, mời các vị lãnh đạo chọn người đề danh, phát biểu cái nhìn, đề xuất ý kiến quý báu. Tôi nói hai câu, đều cho rằng Hạ Tưởng sẽ phát biểu đầu tiên, không ngờ Trương Quốc Vĩ lại đoạt trước. Khiến cho không ít người đưa ánh mắt nghi ngờ về phía gã, Trương Quốc Vĩ lại làm như không thấy, vẫn như cũ vẻ mặt tự tin, chậm rãi mà nói. Đề danh đồng chí Tiêu Dật Lăng hơi đột ngột, không quá phù hợp quy phạm, lại là cán bộ của các bộ và ủy ban Trung ương Bắc Kinh, có phải quen thuộc công tác địa phương hay không? Có phải có thể đảm nhiệm công tác chủ tịch quận hay không? Đây đều phải đánh dấu chấm hỏi thật to. Trương Quốc Vĩ vừa nói, vừa dường như không có việc gì liếc nhìn Hạ Tưởng một cái. Tiếp tục lên tiếng. Quận Bắc Lộ là một quận lớn của Tần Đường, cho dù quy mô kinh tế hay là vị trí địa lý, đều vô cùng quan trọng, càng cần đồng chí có tài năng hơn nữa công tác lâu dài ở địa phương đảm nhiệm chủ tịch quận, mới có thể cam đoan thuận lợi khai triển các hạng công tác của quận Bắc Lộ. Trương Quốc Vĩ nói cũng có đạo lý, cũng bắt được trọng điểm. Hạ Tưởng cũng không thể không bội phục cách nhìn của Trương Quốc Vĩ, rốt cuộc là lão quan trường, góc độ nhìn vấn đề rất chuẩn. Nhưng nói đi nói lại, lý lịch của Tiêu Dật Lăng hắn cũng đã tỉ mỉ nghiên cứu qua, tuy nói quả thật không có kinh nghiệm làm chính trị ở địa phương, nhưng trên công tác cũng coi như làm ra thành tích tương ứng, không phải loại người tầm thường không làm được gì, cũng có chút năng lực, ví dụ y là thạc sĩ kinh tế học của Đại học Học Phục Đán, trên phương diện lý luận rất có sáng kiến. Cũng chủ trì qua một số hạng mục lớn, đạt được thành công không tồi, VV, có rất nhiều điểm sáng. Mà Phó Chủ tịch Thường trực quận Bắc Lộ Thợ Điện Quách, tuy rằng ở địa phương kinh nghiệm chính trị phong phú, nhưng nghiên cứu tài liệu của y thì sẽ phát hiện, thuộc loại làm từng bước không có công lao không có sai sót, y đảm nhiệm Chủ tịch quận, cũng là tầm thường không làm ra gì. Chủ yếu nhất chính là, Thợ Điện Quách và Trầm Quan Tây đều giống nhau, đều là thuộc hạ tín nhiệm nhất của Trương Quốc Vĩ. Vừa nghĩ đến Trầm Quan Tây, Hạ Tưởng có thể có ấn tượng tốt với Thợ Điện Quách mới lạ. Hạ Tưởng hôm nay vốn định bình tĩnh hòa nhã luận sự, giao thủ một lần với Trương Quốc Vĩ cho tốt,
không nghĩ tới Trương Quốc Vĩ gần đây có chút quá đáng, luôn đoạt nói, cũng không biết là cố ý thị uy hay là có tính toán khác, hắn biết, đã đến lúc lần nữa đánh Trương Quốc Vĩ rồi. Hạ Tưởng liền nghiêm túc nói. Nói vài câu ngoài lề trước, tôi cảm thấy cần thiết phải nhấn mạnh một chút về tính kỷ luật và tính tổ chức. Lời này vừa nói ra, không ít người liền lập tức đưa ánh mắt đầy thâm ý về hướng Trương Quốc Vĩ. Chương 1185, không đúng lúc, phải đả kích. Trương Quốc Vĩ bình thản ung dung, dường như một chút cũng không để tâm đến sự chỉ trích của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng mới mặc kệ thái độ của y như thế nào, tiếp tục nói. Hội nghị thường vụ là trường hợp rất nghiêm túc, mọi việc đều phải chú ý một chương trình, mặc kệ là phát ngôn hay là cử chỉ, đều phải chú ý hình tượng bản thân. Các đồng chí thân là cán bộ cao cấp của đảng, chẳng những phải cố gắng đề cao trình độ nghiệp vụ và năng lực chấp chính của mình, còn phải đề cao tự thân rèn luyện hàng ngày, phải chú ý chi tiết và quy phạm. Nói xong, Hạ Tưởng tình cờ liếc nhìn Trương Quốc Vĩ một cái, lại chỉ. Cá biệt đồng chí luôn thích đoạt lời, còn thích chiếm đường, tranh nổi bật, đây là hiện tượng không tốt. Vì sao gặp phải lúc khó khăn không dành trước, khi giải quyết vấn đề khó khăn không chủ động? Hả, thân là cán bộ đảng viên, thì phải có giác ngộ chịu khổ trước hưởng phước sau, mà không phải chuyện gì cũng dành trước tiên thì là đứng đầu đâu. Sau này tôi không hy vọng tái xuất hiện phát ngôn và cử chỉ không đúng lúc nữa. Hạ Tưởng không có chỉ tên nói họ, nhưng đều biết rằng chính là chỉ Trương Quốc Vĩ, đây cũng là lần đầu tiên bí thư Hạ ở trên hội nghị thường vụ, hàm xúc mà trực tiếp phê bình thị trưởng Trương. Trương Quốc Vĩ có khoác lác hơn, da mặt dày hơn, cũng cảm thấy có chút mất mặt, ngượng ngùng, muốn nói cái gì, lại cảm thấy không giải thích tốt nhất, giải thích thì trở thành không đánh đã khai. Có cầu xin tình yêu, cũng thật sự không có cầu xin bị mắng, thôi đi, ai khiến y nhất thời không thuận lại đoạt lời. Cũng là trước kia đoạt quen rồi, hơn nữa Hạ Tưởng lại kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, khiến y trong lòng nghẹn tức, nhất thời tình thế cấp bách liền thốt ra, sau này cũng thật sự phải chú ý một chút, tiếp xúc với Hạ Tưởng không thể so với hai bí thư tiền nhiệm, Hạ Tưởng thủ đoạn mượt mà, mềm được cũng cứng được, cũng thật khiến người ta không dễ đối phó. Cũng tốt, Phạm Tiến đúng lúc lên tiếng, xem như ra mặt thay y giải vây. Bí thư Hạ nói đúng, chúng ta thân là cán bộ đảng viên, càng phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, ở căn tin xếp hàng vẫn phải chú ý một trật tự, huống chi là hội nghị thường vụ. Khi tạm dừng, ánh mắt của gã cũng nhẹ nhàng dừng trên người Trương Quốc Vĩ, sau đó nhanh chóng rời đi, lại nói. Tiếp theo mời bí thư Hạ tiếp tục chỉ thị. Trở về đề tài thảo luận hôm nay, nói xem danh sách ứng viên. Hạ Tưởng biết rằng Phạm Tiến chen ngang ý là ám chỉ, không thể ép Trương Quốc Vĩ quá gấp, dễ dàng khiến một hệ Trương Quốc Vĩ hình thành tâm lý cùng chung mối thù, ngược lại bất lợi đến đề tài thảo luận hôm nay, hắn cũng liền điều chỉnh lại lối suy nghĩ. Mời các đồng chí phát biểu một chút cách nhìn, có thì nói thoải mái. Phạm Tiến lại thuận thế tiếp lời. Tôi khá xem trọng đồng chí Tiêu Dật Lăng, công tác ở các bộ và ủy ban trung ương, đứng cao nhìn xa, có cái nhìn đại cục, hơn nữa bởi vì có kinh nghiệm các bộ và ủy ban trung ương, có quan hệ mật thiết với các bộ và ủy ban trung ương, cũng có lợi cho quận Bắc Lộ thu hút đầu tư của Bắc Kinh, tranh thủ chính sách ưu đãi nhiều hơn. Cũng phải thừa nhận, Phạm Tiến phát biểu cũng đánh trúng trọng điểm, lập tức khiến khuyết điểm không có kinh nghiệm làm chính trị địa phương của Tiêu Dật Lăng chuyển biến thành ưu điểm, còn chuyển biến không có dấu vết. Ngay cả Hạ Tưởng cũng âm thầm gật đầu, không thể không nói, Phạm Tiến cũng là một người rất có trình độ. Hạ Tưởng hiện tại càng ngày càng xem trọng Phạm Tiến, cảm giác Phạm Tiến tuy rằng không giống người khác rõ ràng nói ra lời dựa vào, nhưng thực tế ở trên đại sự, chính là càng ngày càng nghiêng về hắn. Đến lượt Thường Công Trị phát biểu. Ánh mắt của ba người Hạ Tưởng, Trương Quốc Vĩ và Phạm Tiến không hẹn mà cùng dừng ở trên người Thường Công Trị. Thái độ của Thường Công Trị rất quan trọng. Động tác quen thuộc nhất của Thường Công Trị chính là một tay vuốt bụng, một tay xoay chuyển ly trà, hôm nay hai tay lại đặt trên bàn, thành thật như một học sinh tiểu học, ánh mắt hơi tản mạn, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đám người Hạ Tưởng, dường như rất khó xử, rất khó mở miệng. Ông ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tưởng một cái trước, trong ánh mắt lại nhìn không ra có nội dung gì, sau đó lại cúi đầu xuống, dường như do dự một lát, một tay lại đặt trên bụng, một tay khác lại không có xoay chuyển ly trà, mà là sờ đầu. Dường như là cười tự giễu. Kỳ thật, trên vấn đề nhân sự, tôi thường không dễ dàng phát biểu cách nhìn, chỉ sợ ủng hộ đồng chí tốt, nhưng lại không ủng hộ đồng chí tốt hơn. Đúng lúc hôm nay là 12 người, tôi không tham gia, bỏ quyền,
sau đó chính là 11 đồng chí, có thể số ít phục tùng đa số rồi. Nói một đống lời vô nghĩa, coi như là trái phải không giúp, trực tiếp bỏ quyền. Thường công chỉ cũng là kẻ lõi đời, đừng thấy có lúc quan hệ khá gần với Hạ Tưởng, nhưng trên thực tế, thái độ của ông khó mà nắm bắt được. Hạ Tưởng cũng nhìn ra được, chắc chắn là Trương Quốc Vĩ ở sau lưng làm không ít công tác. Thường công chỉ có thể làm đến trái phải không giúp, Hạ Tưởng cũng vừa lòng rồi, không trông cậy vào thường công chỉ hoàn toàn hướng về hắn. Trong quan trường có số người mãi mãi không thể hoàn toàn nghiêng về một người, chỉ có thể là đa số tình huống có thể duy trì nhất trí với anh thì không sai rồi. Mỗi người mỗi vẻ, không thể quá nghiêm khắc người khác phải như thế nào. Thường công chỉ vừa nói xong, Hạ Tưởng cũng là vẻ mặt thản nhiên, Trương Quốc Vĩ sắc mặt lại hơi đổi, bên trong ánh mắt toát ra một tia bất mãn và bất đắc dĩ. Quầng sáng của Hạ Tưởng quả nhiên chói mắt, mất không ít khí lực, bàn đi bàn lại với Thường công chỉ. Thường công chỉ đáp ứng tuy rằng không phải rất kiên quyết, nhưng cũng gần như là đồng ý rồi. Hơn nữa thợ điện Quách cũng dựa theo quy củ tặng cho ông 200 ngàn, ông cũng nhận tiền rồi, không ngờ, chuyện tới trước mắt, vẫn là bỏ quyền. Trương Quốc Vĩ hơi ngứa răng, hận không thể giáp mặt chất vấn thường công chỉ vì sao nhận quà không làm việc, chẳng lẽ là chê tiền ít. Đương nhiên y cũng biết rõ, thường công chỉ cũng hiểu tình hình, không tán thành cũng không phản đối, bỏ quyền coi như hai bên không giúp bên nào. Sự tình xử lý không thành, tiền lễ có thể trả. Thường công chỉ chắc chắn sẽ trả tiền, nhưng xem ra, ông ở trên hội nghị thường vụ có thể làm đến không giúp bên nào, thợ điện Quách không biết xấu hổ toàn bộ thu hồi 200 ngàn. Chí ít cũng phải giữ lại 100 ngàn coi như thù lao. Thật sự là một con cáo già, không đắc tội ai thì có được 100 ngàn. Tuy nhiên Trương Quốc Vĩ cũng chỉ có thể chấp nhận thôi, nếu không thường công chỉ bỏ phiếu phản đối, chẳng phải cũng không làm gì được ông. Đen thì đen thôi. Phó thị trưởng thường trực Chu Minh Hoành còn chưa nói, thì đã ho khan trước vài tiếng rồi, ông không phải giả vờ ho khan, là ho khan thật, bởi vì gần đây bị bệnh rồi. Chu Minh Hoành trong khoảng thời gian trước và sau Tết, khiêm tốn rất nhiều. Không khiêm tốn không được, Chu Minh Nhã gây một trận, kết quả làm dơ bẩn toàn thân, cái gì cũng không đạt được, ngược lại bị người ta truyền tới truyền lui, nói là Chu Minh Nhã muốn bán thân không bán thành. Nói cái gì cũng có, bỡn cợt Chu Minh Nhã không đáng là gì. Ngay cả sau khi Mạnh Thiên Nguyên đi ra, cũng là buông lời khắp nơi, nói gã căn bản thì không thích Chu Minh Nhã, là Chu Minh Nhã cố ý cho gã không kiện cô cưỡng hiếp thì tốt lắm rồi, còn nói pháp luật nên hoàn thiện, đàn ông cũng có khả năng bị phụ nữ cưỡng hiếp, vì Chu Minh Hoành thiếu chút nữa tức đến nổ phổi. Nghe nói nếu không phải Hạ Tưởng lên tiếng khiến Mạnh Thiên Nguyên không càn quấy nữa, Mạnh Thiên Nguyên còn sẽ tiếp tục không ngừng. Chu Minh Hoành đối với Hạ Tưởng không thể nói là cảm kích hay là bất đắc dĩ. Con người Hạ Tưởng, nếu anh có chuyện rơi vào tay hắn, có khả năng hắn muốn đưa anh vào chỗ chết. Nhưng trái lại, nếu anh có khó khăn, hắn có lẽ cũng sẽ tha cho anh một phen. Cũng là phức tạp đến khó mà nắm bắt. Nhưng đề nghị hôm nay, ông cũng chỉ có thể ủng hộ Trương Quốc Vĩ, bởi vì Trương Quốc Vĩ trước đó đã báo với ông rồi, cũng đã chắc chắn rồi, phải duy trì nhất trí trên hội nghị thường vụ, đánh bại Hạ Tưởng. Bằng không tình thế Hạ Tưởng thăng tiến sẽ không có cách nào ngăn chặn. Chu Minh Hoành bộ dáng ốm yếu, không có tinh thần, ông cúi đầu, cũng không nhìn ai, cũng không có mặt mũi nhìn, chuyện của Chu Minh Nhã làm cho ông mặt xám mày cho, thật sự là không thể ngẩng đầu được, luôn cảm thấy tất cả mọi người đều đang trêu cười ông có một cô em gái đi ra bán thân, bởi vì ông cũng nghe thấy một vài cách nói làm gái là bán lẻ, em gái ông là bán sỉ. Đáng tiếc ông là phó thị trưởng thường trực, bằng không thật muốn mắng người khác. Em gái mày mới bán sỉ. Tôi khá hướng về đồng chí thợ điện Quách tiếp nhận chức phụ chủ tịch quận, dù sao anh ấy là phó chủ tịch thường trực quận, tính kéo dài của các mặt đều mạnh. Chỉ nói một câu, Chu Minh Hoành liền câm miệng, từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Thị trưởng Chu trước kia hăng hái bây giờ trở thành bộ dáng này, mọi người có mặt ở đây cũng không biết có cảm tưởng gì. Chu Minh Hoành vừa nói xong, Nhâm Hải Phong cũng phát biểu nói. Tôi cũng ủng hộ đề danh của đồng chí thợ điện Quách. Tiếp theo đến lượt Lương Thu Duệ tỏ thái độ rồi, Lương Thu Duệ cũng đã lên tiếng, nhưng lại không phải tỏ thái độ, mà là chuyển hướng đề tài. Các vị lãnh đạo, các đồng chí, xin cho phép tôi chuyển đề tài một chút, bởi vì tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, có chút ý tưởng muốn cùng mọi người giao lưu một chút. Trương Quốc Vĩ trong lòng căng thẳng, vội nói. Đồng chí Thu Duệ.
hội nghị thường vụ đang thảo luận vấn đề nhân sự, xin đừng nói đề tài không liên quan, chậm trễ thời gian của mọi người. Hạ Tưởng lập tức tiếp lời. Nghe Thu Duệ nói gì? Đồng chí Quốc Vĩ, đồng chí Thu Duệ có tính giai cấp, cũng có tính kỷ luật, anh ấy sẽ mất nguyên tắc mà lãng phí thời gian sao? Tôi thấy là không. Trương Quốc Vĩ không nghĩ tới Hạ Tưởng bảo vệ Lương Thu Duệ như thế, không phản đối, đành phải giơ giơ hai tay, ý là y không có gì để nói. Lương Thu Duệ còn không quên hướng về Trương Quốc Vĩ gật đầu ra hiệu, tiếp tục nói. Theo tôi được biết, đồng chí thợ điện Quách cũng là một vị đồng chí tốt công tác cần cù và thật thà, luôn chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu, cho dù là trong khoảng thời gian đồng chí Thẩm Quan Tây ốm chết ngoài ý muốn, anh ấy cũng là nhịn xuống bi thương, tạm thời chủ trì công tác toàn diện của Ủy ban Nhân dân quận, nên nói, thái độ và năng lực công tác của đồng chí thợ điện Quách, đáng được khẳng định. Rõ ràng là biểu dương thợ điện Quách, kỳ thật đều nghe ra, là so sánh ngang hàng thợ điện Quách và Thẩm Quan Tây. Trương Quốc Vĩ luôn nhíu mày, giống như dự đoán của y, Lương Thu Duệ quả thật không có ý tốt, cố ý dẫn dắt thợ điện Quách về hướng không tốt. Quả thật, thợ điện Quách và Thẩm Quan Tây quan hệ mật thiết, trên công tác cũng phối hợp chặt chẽ, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Trương Quốc Vĩ lại muốn lên tiếng phản đối, nhưng vừa mở miệng, thấy Hạ Tưởng bất động thanh sắc, y lại đem lời nói nuốt trở vào. Cách nghĩ cá nhân tôi là, đồng chí thợ điện Quách không thích hợp đảm nhiệm chủ tịch quận ở quận Bắc Lộ. Lương Thu Duệ đánh một vòng, sau cùng rơi vào chủ đề. Bởi vì chuyện của đồng chí Thẩm Quan Tây vừa trôi qua, vừa chôn lấp, còn chưa chôn quá sâu, giai đoạn hiện nay tốt nhất âm thầm xử lý. Nếu còn bởi vì bổ nhiệm chủ tịch quận Bắc Lộ, lại bị người ta lật ra, chuyện xưa nhắc lại, mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho việc điều chỉnh bộ máy tỉnh ủy. Các đồng chí, chúng ta ai gánh nổi trách nhiệm này? Trương Quốc Vĩ nổi giận rồi, Lương Thu Duệ quá biết nói sằng bậy rồi. Từ thợ điện Quách kéo đến nguyên nhân cái chết của Thẩm Quan Tây, lại từ cái chết của Thẩm Quan Tây nói tới sẽ ảnh hưởng điều chỉnh bộ máy tỉnh ủy, quá sằng bậy, y lại nhìn Hạ Tưởng vẻ mặt chắc chắc, bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra từ sớm khi thảo luận vấn đề nguyên nhân cái chết của Thẩm Quan Tây trên hội nghị thường vụ, thì đã đào sẵn cái hố rồi. Chương 1186, một chiêu chế địch, không để lối thoát. Trương Quốc Vĩ không kìm nổi, đập bàn một cái. Đồng chí Thu Duệ. Thợ điện Quách là thợ điện Quách, Thẩm Quan Tây là Thẩm Quan Tây, là hai chuyện, hai người, sao có thể nói nhập làm một. Hơn nữa bây giờ là thảo luận bổ nhiệm của đồng chí thợ điện Quách, không phải nguyên nhân cái chết của Thẩm Quan Tây. Đồng chí Quốc Vĩ nói đúng đó, Thu Duệ, anh lạc đề rồi. Ai cũng không ngờ đó là Hạ Tưởng đột nhiên mở miệng nói một câu, không ngờ nói giúp cho Trương Quốc Vĩ. Ánh mắt của mọi người liền lập tức đều dừng trên người Hạ Tưởng. Biểu hiện trên mặt của Hạ Tưởng như cười như không, khẽ gật đầu. Cái chết của đồng chí Thẩm Quan Tây, thành ủy đã cái quan định luận rồi, cũng là kết quả cùng thảo luận của hội nghị thường vụ. Đệ trình đến tỉnh ủy cũng chấp nhận rồi, sự tình cũng coi như đã trôi qua. Đồng chí thợ điện Quách tuy rằng có quan hệ mật thiết với đồng chí Thẩm Quan Tây, nhưng chưa hẳn đề bạc đồng chí thợ điện Quách, thì sẽ khiến người ta lại nhắc đến nguyên nhân cái chết của đồng chí Thẩm Quan Tây. Dân mạng và truyền thông đều có cách nói riêng, họ nói là chuyện của họ, chúng ta mặc kệ thì đi rồi. Đương nhiên, khi ở bộ máy tỉnh ủy gặp phải việc điều chỉnh, nếu chẳng may, tôi nói là nếu chẳng may thợ điện Quách lại làm cho người ta lật lại Thẩm Quan Tây, hoặc lại bị dân mạng làm thịt đồng chí thợ điện Quách, sự tình vừa bình ổn một chút, nếu lại gây ầm ĩ, mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho việc điều chỉnh của bộ máy tỉnh ủy, cũng là một vấn đề nghiêm trọng không thể không suy xét. Hoàng Đắc Ích vừa bắt đầu còn có chút kinh ngạc bí thư Hạ vì sao lại nói giúp cho thợ điện Quách, chờ nghe đến cuối cùng, miệng há to, cũng không biết là kinh ngạc hay là đang cười, cao, quá cao rồi, tận tình khuyên bảo tốt cho anh, kỳ thật là đặt một con dao có mật ong đặt trước mặt anh, nhìn thấy rất ngọt rất hấp dẫn, nếu anh dám nếm thử, thì phải có dũng khí bị cắt vỡ đầu lưỡi bất cứ lúc nào. Hạ Tưởng vừa nói xong, hội trường lặng ngắt như tờ. Trương Quốc Vĩ đã không lời nào để nói. Hạ Tưởng nói hợp tình hợp lý, bề ngoài xuất phát từ bảo vệ đại cục, trên thực tế là ám chỉ các ủy viên thường vụ ở đây, cẩn thận di rời tảng đá đập vào chân mình. Tức giận thì tức giận, nhưng lại không thể không thừa nhận điểm xuất phát của Hạ Tưởng rất xảo quyệt, thợ điện Quách quả thật có quan hệ mật thiết với Thẩm Quan Tây, hơn nữa thân phận phó chủ tịch thường trực quận của gã, rất dễ dàng khiến người ta lần nữa nhắc đến Thẩm Quan Tây. Ban đầu nguyên nhân cái chết của Thẩm Quan Tây là do gã kiên quyết, mới xác định là chết ngoài ý muốn,
đem chân tướng đè ép xuống dưới. Nếu sự tình một lần nữa làm ầm ĩ lên, Hạ Tưởng không sợ có một đám ủy viên thường vụ làm chứng cho gã, hơn nữa Thẩm Quan Tây lại không phải quan hệ của Hạ Tưởng, đều biết rõ trong lòng, làm lớn rồi, sự tình còn phải rơi trên người gã, còn là gã sai. Trương Quốc Vi ánh mắt hơi mơ hồ, ông có một tật xấu, gấp quá thì ánh mắt nhìn không rõ. Ông trong lòng cảm thán, Hạ Tưởng so với trong tưởng tượng của ông càng lợi hại hơn, đào hố trước chôn hố sau, hơn nữa còn không chút hoang mang, vô cùng trấn tĩnh, mấu chốt còn có lấy lý do quang minh chính đại, phủ định sự tình. Tiếp theo nên là Hoàng Đắc Ích phát biểu rồi, Hoàng Đắc Ích lĩnh hội rõ ràng đối với ý đồ của Hạ Tưởng, liền nói. Bí thư Hạ nói đúng, bổ nhiệm ủy viên thường vụ trưởng ban phó chậm trễ không quyết định, tỉnh ủy đối với Tần Đường đã có chút ý kiến rồi, Tần Đường không thể gây thêm phiền phức cho tỉnh ủy nữa, cho nên tôi ủng hộ đồng chí Tiêu Dật Lăng. Trương Quốc Vĩ lại nổi giận rồi, ủng hộ Tiêu Dật Lăng thì ủng hộ được rồi, sao Phó Hiểu Bân không có đảm nhiệm ủy viên thường vụ cũng bị lấy ra nói, chuyện đâu với đâu vậy? Quả thật là càn quấy. Nam Hân Vũ cũng nói. Vấn đề bí thư Hạ nhắc đến quả thật rất ác liệt, hiện tại quận Bắc Lộ cần một chủ tịch quận khiêm tốn thật thà, phải không liên quan đến Thẩm Quan Tây, không thể khiến truyền thông lại có thêm một chút xíu liên tưởng nữa, cho nên đồng chí Tiêu Dật Lăng là ứng viên tốt nhất. Càng nói lý do càng quang minh chính đại, Trương Quốc Vĩ hung hăng nhìn chăm chú Nam Hân Vũ, Nam Hân Vũ bây giờ tài giỏi lắm rồi, nét mặt tỏa sáng khác với trước kia giống hai người hoàn toàn khác nhau, ông liền không khỏi ác ý suy đoán, không phải cô và Hạ Tưởng có vấn đề gì chứ. Chủ tịch mặt trận Tổ quốc Uông Hải Triều lấy ra một điếu thuốc, nhìn xung quanh, không ai hút, đành phải bỏ trở vào. Hạ Tưởng ít hút thuốc, trước kia khi họp, hội trường sương khói lượn lờ, nhưng sau khi Hạ Tưởng nhậm chức, hắn không hút thuốc, người khác cũng ngại hút, vì thế hội trường tươi mát rất nhiều. Buông thuốc lá xuống, Uông Hải Triều liền phát biểu. Ban đầu tôi cũng cho rằng do đồng chí Thẩm Quan Tây đảm nhiệm chủ tịch quận khá thích hợp, tuy nhiên nghe bí thư Hạ phân tích, cũng quả thật là lý do như vậy. Tôi ủng hộ Tiêu Dật Lăng. Chỗ hổng đầu tiên mở ra rồi, thua rồi. Ánh mắt của Trương Quốc Vĩ híp lại. Cho đến lúc này, Hạ Tưởng một phiếu, Phạm Tiến một phiếu, Lương Thu Duệ một phiếu. Hoàng Đắc Ích một phiếu, Nam Hân Vũ một phiếu, ban đầu một phiếu của Uông Hải Triều thuộc về ông, Lâm Trận quay giáo, thành công bị Hạ Tưởng xúi dục, coi như Hạ Tưởng đã lấy được 6 phiếu. Thường Công Trị đã bỏ quyền, 11 người, 6 phiếu, Hạ Tưởng đã nắm chắc thắng lợi. Một cảm giác thất bại trước kia chưa từng có sôi trào, Trương Quốc Vĩ chỉ cảm thấy vô cùng uể oải, buồn bực và khó chịu, sao có thể thất bại nhanh như vậy? Sao có thể? Nhưng sự thật chính là sự thật. Ông không hiểu không cam lòng lại bất mãn thì có thể thế nào? Chỗ thông minh của Hạ Tưởng nắm bắt tâm lý không muốn gánh trách nhiệm của tất cả mọi người, lợi dụng thủ đoạn của ông lúc đầu muốn lợi dụng sự kiện Thẩm Quan Tây bắt cóc hội nghị thường vụ, phương pháp trái ngược, thành công thêm một cái khóa trên đầu của mỗi một vị ủy viên thường vụ. Tính sai, thật sự là tính sai rất nhiều. Càng làm cho Trương Quốc Vĩ không ngờ chính là bí thư quận ủy quận Bắc Lộ Hứa Hải Đào và tư lệnh viên phân quân khu Lãnh Phùng lời thề son sắt đáp ứng ông nhất định sẽ ủng hộ Thợ Điện Quách, đều phản bội ngay phút cuối cùng, toàn bộ bỏ phiếu ủng hộ Tiêu Dật Lăng, không chỉ khiến Hạ Tưởng thắng lợi, còn lấy được toàn thắng. Một chiêu chế địch. Trương Quốc Vĩ vốn tưởng rằng thời gian trước ông đã làm lượng lớn công tác tư tưởng, thuyết phục nhân vật mấu chốt nhất Thường Công Trị, lại đánh tiếng với Phạm Tiến, còn có Uông Hải Triều, Hứa Hải Đào, thậm chí còn đích thân nói không ít lời tốt đẹp với Lãnh Phùng xưa nay không dễ nói chuyện, tự cho rằng đã làm tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn, không nghĩ tới công tác giai đoạn đầu làm tốt tỉ mỉ, không ngờ bị Hạ Tưởng một chiêu phá giải, hơn nữa còn không để lối thoát. Trương Quốc Vĩ ngồi trên ghế, trong lòng nói không ra có cảm giác gì, ông ở Tần Đường trước sau tung hoành mười mấy năm, cây lớn dễ sâu lắm cành nhiều lá, đông con nhiều cháu thế lực rắc rối khó gỡ, vững như bàn thạch, mặc kệ là Phương Tiến Giang lão đạo hay là Ngả Thành Văn đưa đẩy, ai cũng không thể làm gì được ông, thậm chí trong cả một nhiệm kỳ của Phương Tiến Giang, vẫn không được chiếm một lần thượng phong. Hạ Tưởng đến Tần Đường, tính toán đâu ra đấy chẳng qua 3-4 tháng, trong mấy lần giao phong, ông bị Hạ Tưởng đùa giỡn qua một lần trước, lại bị cứng trọi cứng thất bại qua một lần, bây giờ Hạ Tưởng không chỉ kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, còn mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem vị trí của Chủ tịch quận Bắc Lộ lần nữa lại lấy đến tay. Ông liên tục gặp phải thất bại nghiêm trọng, sao mà được? Vốn định mượn cơ hội này làm giảm quầng sáng quyền lực của Hạ Tưởng, không nghĩ tới, lại bị Hạ Tưởng thành công hạ thêm một cục, thất bại lần này,
ý nghĩa trọng đại, đối với ông sau khi gặp phải hoàn cảnh xấu Lưu Kiệt Huy bị lấy đi chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, lại nghênh đón đánh đòn cảnh cáo. Hạ Tưởng Lửa mượn thế gió, mượn gió đông kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, lần nữa ở trên hội nghị thường vụ mượn quầng sáng quyền lực hoàn thành một lần nghịch chuyển, rất có thế hỏa thiêu liên doanh. Tin rằng Hạ Tưởng nếu ở trên vấn đề nhân sự, lại thắng một cục, địa vị người đứng đầu ở tần đường của hắn sẽ vững chắc, hơn nữa có khả năng thành công xoay chuyển cục diện, từng bước nắm chắc đại cục của tần đường. Trương Quốc Vĩ biết rõ một điểm chính là, đừng thấy thế lực của ông thâm căn cố đế ở tần đường, nhưng chỉ cần Hạ Tưởng sau khi tạo dựng uy vọng, chỉ cần Hạ Tưởng hoàn thành bố cục, triệt để nắm chắc hội nghị thường vụ, khu huyện phía dưới, lãnh đạo chủ chốt các cục, trừ phi là thân tín của ông, người bình thường đều sẽ xem sắc mặt của Hạ Tưởng mà làm việc. Dù sao quyền bổ nhiệm nắm trong tay của hội nghị thường vụ và bí thư. Trương Quốc Vĩ xem xét thời thế, nguyện đánh cuộc chịu thua, Hạ Tưởng hiện tại thế đang thịnh, tránh cảnh sắc trước sau đó mới từ chắc diện phá vây, dù sao ông còn đầy đủ chuẩn bị ở sau. Nếu như chính diện tạm thời không cách nào làm giảm lực ảnh hưởng của Hạ Tưởng, thì xuống tay từ chắc diện, cũng có thể tìm được điểm yếu và nhược điểm của Hạ Tưởng. Trương Quốc Vĩ âm thầm hít sâu mấy hơi, chủ động nói. Nếu các đồng chí đều ủng hộ Tiêu Dật Lăng, tôi cũng phục tùng đại cục, nghe theo ý kiến của các đồng chí. Phải chú ý cái khổ của dân, coi đại cục. Nếu Trương Quốc Vĩ hổn hển, ngược lại khiến Hạ Tưởng xem nhẹ ông, hiện tại ông rất nhanh khôi phục bình thường, nhận rõ thế cục, thu thả tự nhiên, ngược lại càng làm cho Hạ Tưởng âm thầm khen ngợi Trương Quốc Vĩ cũng là lợi hại, có thể co được giãn được, mới có thể đứng sừng sững trong quan trường. Cũng khó trách Trương Quốc Vĩ có thể ở tần đường kinh doanh mười mấy năm, quả thật có chỗ hơn người. Hội nghị thường vụ nhất trí thông qua quyết nghị, bổ nhiệm Tiêu Dật Lăng làm ủy viên quận ủy quận Bắc Lộ, ủy viên thường vụ, phó bí thư, cũng đề nghị Hội đồng Nhân dân quận đề danh làm ứng viên chủ tịch quận. Được xác định, Hạ Tưởng lại thắng. Hội nghị thường vụ lần này sẽ là hội nghị nhân sự quan trọng đầu tiên sau khi Hạ Tưởng kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, hội nghị thành công, dấu hiệu Hạ Tưởng ở tần đường từng bước nắm trong tay cục diện. Hậu thế có học giả chuyên gia nghiên cứu lịch sử Hạ Tưởng thăng tiến, đem hội nghị lần này định làm bước đầu tiên trong ba bước của Hạ Tưởng ở tần đường. Sau khi hội nghị kết thúc, bí thư Hạ bước đầu nắm đại cục, tin đồn thị trưởng Trương bất đắc dĩ nhượng bộ, trong thời gian cực ngắn thì truyền khắp cơ quan đảng ủy công an lớn nhỏ tần đường. Hễ là cán bộ đảng viên cấp trưởng phòng, phó cục trưởng cùng với cục trưởng trở lên, đều mật thiết chú ý đến nhất cử nhất động của thành ủy, bởi vì họ đều là lực lượng trung tầng có hy vọng thăng tiến. Ai thượng phong ai hạ phong, quan trọng nhất là đứng sai đội đứng đúng đội, có khả năng chính là chuyện cả đời, ai dám phất lờ. Lần này Hạ Tưởng lại xuống một thành, thì có người hình tượng mà hình dung là thiên hạ bước đầu quyết định, bí thư Hạ bước đầu trèo lên đại bảo, bước đầu phát ra hiệu lệnh, thị trưởng Trương cúi đầu xưng thần, ai cũng dám theo. Đương nhiên, lời nói đùa đều là truyền ra từ miệng của người bị thị trưởng Trương chèn ép quá mức, thân tín của dòng chính của thị trưởng Trương. Tuy rằng có người hơi dao động lòng tin, nhưng đa số người vẫn tin tưởng thị trưởng Trương vẫn như cũ nắm chặt thế cục của tần đường. Bởi vì từ đầu đến cuối, giữa bí thư Hạ và thị trưởng Trương, cũng không có qua một lần va chạm kịch liệt mà mãnh liệt, đồng thời bọn họ cũng có lý do để tin rằng, thủ đoạn của thị trưởng Trương cũng là ùn ùn, còn có rất nhiều chiêu số không có thi triển, ai thắng ai thua, còn chưa đến lúc nhìn thấy sự thật. Đồng thời bọn họ càng tin rằng, nếu thị trưởng Trương âm thầm xuống tay, bí thư Hạ chỉ sợ ngăn không được, bởi vì phố lớn ngõ nhỏ tần đường, gần như đều có người hầu của thị trưởng Trương. Nhưng mà, khiến tất cả mọi người đều không ngờ chính là, một tin đồn không biết từ nơi nào truyền ra, lập tức khiến thế cục của tần đường lại trở nên khó bề phân biệt. Hơn nữa Trương Quốc Vĩ liên hồi ở sau lưng ra tay, dẫn phát đợt sóng va chạm thứ hai, bí thư Hạ có thể phải cao xứng ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Chương 1187, sương mù dày đặc. Chợt ấm áp còn lạnh. Tin tức là ai truyền ra, lại từ nơi nào lộ ra trước, ai cũng không rõ, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ chính là không có lửa làm sao có khói. Hạ Tưởng nghe được tin tức ý niệm đầu tiên trong đầu chính là, sự tình sắp sáng tỏ rồi, phong thanh truyền ra, liền chứng minh sắp đến thời điểm vạch trần đáp án. Bổ nhiệm một ủy viên thường vụ tỉnh ủy, không phải một chuyện nhỏ, cán bộ cấp phó tỉnh thực quyền cả nước có bao nhiêu người. Một bước vào cánh cửa ủy viên thường vụ tỉnh ủy, huống chí lại là cấp phó tỉnh trẻ nhất cả nước, khi qua cửa ải ở bộ chính trị chắc chắn là khó hơn nhiều. Hạ Tưởng hoàn toàn lý giải rằng sóc biến đổi bất ngờ,
sự tình không thể có khả năng một lần là xong. Hơn nữa tỉnh Yến lại là một tỉnh mấu chốt, bảo vệ xung quanh Bắc Kinh Thiên Tân, vị trí địa lý trọng yếu, cho nên các ủy viên thường vụ liên can của tỉnh Yến coi như đều ở ngay dưới mắt Trung ương, lại có thế lực sau lưng hắn vô cùng phức tạp, dẫn phát sự lo lắng của Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội cũng là có lý, ngay cả Tổng Bí Thư có phải cuối cùng sẽ ủng hộ hắn, hắn cũng trong lòng thiếu tự tin. Hắn không đủ cấp bậc, trình tự chưa đến, không thể đứng ở độ cao của lãnh đạo Trung ương mà đối đãi vấn đề. Trước đó luôn ở giai đoạn cao độ bảo mật, bây giờ không biết ở đâu lộ ra phong thanh, thì chứng minh một điểm, có những phân đoạn xuất hiện buông lỏng, nói cách khác, quyết định cuối cùng của Bộ Chính trị sẽ xuất hiện trong vòng một tháng. Tiêu Dật Lăng thành công thông qua bổ nhiệm hội nghị thường vụ, ban tổ chức cán bộ thành ủy rất nhanh liền gửi xuống bổ nhiệm, Hội đồng Nhân dân quận Bắc Lộ cũng tích cực phối hợp, trước tiên mời dự họp hội nghị thường vụ, để danh Tiêu Dật Lăng làm ứng viên chủ tịch quận, hơn nữa sau đó liền mở ra hội nghị Hội đồng Nhân dân, chính thức thông qua tuyển cử. Mọi thứ, thuận lợi mà mau lẹ, giao phong lần thứ hai trong tưởng tượng của rất nhiều người không có xảy ra, bổ nhiệm Hội đồng Nhân dân quận không có gặp phải bất cứ lực cản nào. Là nguyên nhân quầng sáng của Bí Thư Hạ kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, vẫn là bởi vì bất ngờ truyền ra tin đồn Bí Thư Hạ có hy vọng cao xứng tỉnh ủy. Cả hai đều có. Hạ tưởng làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đối với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân các quận huyện có lực ảnh hưởng trói buộc, cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Chủ tịch Hội đồng Nhân dân các quận huyện cẩn thận làm việc. Đồng thời, cộng thêm Hạ tưởng lại là Bí Thư thành ủy. Có quyền đề danh, có quyền bãi miễn đối với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận huyện, ai muốn chống đối với Bí Thư. Huống chi lại là Bí Thư kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Còn có một điểm, Trương Quốc Vĩ kỳ thật vốn định bào chế đúng cách nữa, phải khiến Hội đồng Nhân dân quận Bắc Lộ ngăn cản Tiêu Dật Lăng, nhưng không ngờ truyền ra tin đồn Hạ tưởng có khả năng cao xứng ủy viên thường vụ tỉnh ủy, làm cho ông lập tức đánh mất ý niệm trong đầu. Bởi vì việc này va chạm đến ông rất nhiều, làm cho ông như bị sét đánh. Ngồi ở trên ghế nửa ngày không nhúc nhích. Quá đột nhiên, quá kinh người, quá khó có thể tin. Nếu nói bây giờ ông còn sức tranh với Hạ Tưởng, bởi vì ông và Hạ Tưởng cùng cấp, tuy là phó trưởng ban, nhưng cũng là nhân vật số 2 của Tần Đường, lại cộng thêm ưu thế bản thổ, đủ để có thế chống lại Hạ Tưởng. Nhưng một khi Hạ Tưởng cao xứng ủy viên thường vụ tỉnh ủy, liền trở thành lãnh đạo tỉnh ủy danh chính ngôn thuận, so với ông cao hơn một bậc. Trên cấp bậc sẽ đè trên đầu ông còn lấy gì cùng Hạ Tưởng tranh? Ông còn có tư cách gì cùng Hạ Tưởng gõ nhịp? Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, xưng hô Hạ Tưởng bí thư thành ủy Tần Đường nếu trở thành sự thật, Hạ Tưởng chỉ cần ngồi trên hội nghị thường vụ, thì sẽ cho các ủy viên thường vụ ở đây áp lực vô hình. Nói đùa, ủy viên thường vụ tỉnh ủy đối với ủy viên thường vụ thành ủy các nơi đều có quyền đề danh và quyền bãi miễn, một phiếu quan trọng nhất ở trên hội nghị thường vụ. Khi đối diện nhân vật có khả năng có sức ảnh hưởng đến tiền đồ của mình, ai cũng sẽ không có đủ lòng tin, đều sẽ tự cảm thấy thấp hơn một bậc. Vì thế, Hạ Tưởng ở Tần Đường sẽ không cần phí nhiều sức thì có thể mở ra cục diện, căn bản không cần phí sức lực đi lôi kéo bất kỳ ai nữa. Lãnh đạo đảng ủy công an chủ chốt hơi có chút đầu óc chính trị và muốn thăng tiến, ai không dựa vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy, người đó là đầu óc có vấn đề rồi. Không phân tích còn tốt, sau khi phân tích, Trương Quốc Vĩ sắc mặt như cho tàn, gần như tuyệt vọng. Tần Đường cuối ngày, xuân hàn rét lạnh, một trận tuyết lớn trước Tết còn chưa còn toàn tan chảy, rất nhiều góc âm u còn lưu lại dấu vết của tuyết. Tuyết đã bẩn đến không thành hình rồi, đen đen, đỏ đỏ, màu sắc loang lổ mà kỳ quái. Giống như tâm trạng của Trương Quốc Vĩ. Trương Quốc Vĩ mở rộng ra cửa sổ, cho không khí lạnh bên ngoài thổi vào phòng, để tỉnh táo đầu óc cuồng nhiệt mà hỗn độn của ông. Tin tức cao xứng ủy viên thường vụ tỉnh ủy đối với ông đả kích quá lớn rồi. Sau khi nghe được tin tức, Trương Quốc Vĩ thậm chí không có gọi điện thoại cho người quen ở Bắc Kinh và tỉnh ủy để chứng thật, bởi vì ông biết rõ, không cần chứng thật, tuyệt đối là xác thực có việc này. Tin đồn cao xứng ủy viên thường vụ tỉnh ủy sẽ không đồn vô căn cứ, lại càng không bị người ta truyền lầm, tuyệt đối là người có tâm thông qua thủ đoạn nào đó cố ý phóng ra tin tức. Thậm chí có thể đoán được. Người phóng ra tin tức, cấp bậc không thấp. Bởi vì phong thanh không rõ ràng là từ tỉnh ủy truyền ra, hay là từ Bắc Kinh truyền ra, trước khi tỉnh ủy còn chưa có bất kỳ động tĩnh nào, điều chỉnh cán bộ cấp phó tỉnh, đều phải đệ trình hội nghị Bộ Chính trị thảo luận. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phong thanh đến từ Bắc Kinh. Trương Quốc Vĩ thậm chí có thể kết luận, tuyệt đối là có người cố ý làm vậy,
trong lúc này thả ra phong thanh, là nhằm khiến địa vị của Hạ Tưởng ở Tần Đường càng thêm vững chắc, là nhằm đề bạt Hạ Tưởng đánh vòng ngoài trước, là một lần diễn tập có mục đích chính trị. Đắn đo suy nghĩ, Trương Quốc Vĩ rốt cục còn phải gọi một cuộc điện thoại đến Bắc Kinh. Thời gian trò chuyện rất ngắn, cũng chỉ là 1-2 phút, buông điện thoại xuống, sắc mặt của ông biến ảo không chừng, lại suy nghĩ, lại gọi cho tỉnh ủy. Khi tiếng chuông vang đến tiếng thứ tư, điện thoại chuyển được, nghe được bên trong truyền ra một tiếng, alo, thản nhiên, Trương Quốc Vĩ vội vô cùng cung kính chào hỏi. Xin chào Chủ tịch tỉnh Tôn, tôi là Trương Quốc Vĩ. Quốc Vĩ, thời tiết Tần Đường ấm chưa? Trương Quốc Vĩ sửng sốt, không ngờ Chủ tịch tỉnh Tôn vừa bắt đầu thì nói chuyện phiếm, lại suy nghĩ liền hiểu rõ là gì, vội nói. Xuân hàn xe lạnh, chợt ấm áp còn lạnh. Hiện tại chính là mùa lạnh ấm không chừng, phải chú ý sức khỏe nhiều hơn. Xuân che thu đông lạnh, đừng ỷ vào tuổi trẻ thì mặc áo mỏng từ sớm, nếu chẳng may bị cảm lạnh thì không đáng rồi. Tôn Tập Dân vừa bắt đầu thì giống như nói việc nhà, nói đến vấn đề thời tiết và mặc áo, dường như là khiến cho người ta không hiểu ra sao, kỳ thật Trương Quốc Vĩ vẫn là nghe hiểu rồi, vẫn là thầm chỉ chuyện Hạ Tưởng cao xứng ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Lạnh ấm không chừng chính là nói Hạ Tưởng thành hay không thành, là hai chuyện khác. Khiến ông chú ý sức khỏe, là nhắc nhở ông đừng bối rối, càng không thể tự loạn đầu trận tuyến. Mặc kệ thời tiết là nóng hay lạnh, nhưng cũng có thể quản được bản thân mặc nhiều mặc ít, anh nói có phải đạo lý này hay không? Tôn Tập Dân lại điểm một câu, lập tức nhảy vọt đến đề chính. Chính sách mới về thuế trước bạ mà Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa mới đưa ra. Khả năng chứng thực của Tần Đường không quá khiến người ta hài lòng. Trước một câu là nhắc nhở Trương Quốc Vĩ không cần đi để ý tới chuyện Hạ Tưởng cao xứng ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bởi vì là bộ chính trị quyết định, ông không đủ tư cách hỏi đến, nhưng lo lắng cũng vô dụng, quản tốt bản thân thì được. Câu sau liền đề cập đến một suy sụp không nhỏ mà Tôn Tập Dân đã gặp phải ở tỉnh Yến. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yến trước đó không lâu vừa đưa ra một chính sách mới về thuế trước bạ. Yêu cầu các nơi toàn tỉnh phải nghiêm túc chứng thực chấp hành, kết quả sau khi văn kiện phát xuống, các thành phố cấp địa thành phố cấp 3 ít ỏi không có mấy người hưởng ứng. Kỳ thật chính sách mới về thuế trước bạ cải biến cũng không lớn, ảnh hưởng cũng không sâu xa, nhưng sở dĩ đưa ra, cũng là một lần kiểm nghiệm của Tôn Tập Dân đối với địa vị ở tỉnh Yến, kết quả khiến gã rất thất vọng. Ban đầu tưởng rằng 13 thành phố cấp địa thành phố cấp 3 ít nhất sẽ có một nửa thành phố cấp địa thành phố cấp 3 hưởng ứng. Ai ngờ ngoại trừ 3 thành phố cấp địa thành phố cấp 3 chương trình, Đan Thành và Ngưu Thành tuyên bố phải chấp hành tốt, các thành phố cấp địa thành phố cấp 3 khác, hoặc là không có động tĩnh, hoặc là đồng ý rất hay, trên thực tế chỉ mở ra một hội nghị không có quy mô, sau đó thì quẳng văn kiện sang một bên. Ngay cả thành phố Tần Đường, cũng bởi vì thái độ tiêu cực của Hạ Tưởng mà không có ra sức đẩy mạnh. Tôn Tập Dân bị đả kích rất lớn, mới biết gã ở tỉnh Yến vẫn là căn cơ quá nhỏ bé. Phía dưới thành phố cấp địa thành phố cấp 3 không có mấy người nghe lời của gã. Gã lại không khỏi giận chó đánh mèo sang Hạ Tưởng, bởi vì thành phố Tần Đường từ trước là làm tác dụng gương mẫu, nếu Tần Đường dẫn đầu tốt, các thành phố cấp địa thành phố cấp 3 khác cũng sẽ tích cực không ít. Trương Quốc Vĩ sao có thể không biết tâm tư của Tôn Tập Dân? Liền thở dài một hơi nói. Phương diện thành ủy không quá ủng hộ, tôi là thị trưởng, nhưng cũng phải đệ trình lên hội nghị thường vụ thảo luận quyết định. Vừa nói ra mấy câu, giữa Tôn Tập Dân và Trương Quốc Vĩ liền đạt thành ăn ý và chung nhận thức, Hạ Tưởng liền thành chướng ngại vật chung của bọn họ. Cuối cùng, trước khi Tôn Tập Dân buông điện thoại, lại đầy thâm ý nói một câu. Trung ương còn chưa chính thức trưng cầu ý kiến của tỉnh ủy. Câu này dường như nói không đầu không đuôi, nhưng Trương Quốc Vĩ nghe hiểu hai tầng hàm nghĩa, một là chuyện Hạ Tưởng cao xứng ủy viên thường vụ, còn bước đầu đang trong giai đoạn có kè mặc cả. Hai là cho dù tiến vào trình tự đề bạt chính thức, còn có một cửa ải quan trọng phải qua, Trung ương phải trưng cầu ý kiến của tỉnh ủy tỉnh Yến. Không cần nói, Bí thư Phạm khẳng định sẽ nói tốt cho Hạ Tưởng rồi, càng không cần nói, Chủ tịch tỉnh Tôn sẽ thích đáng bôi ít thuốc nhỏ mắt ngáng chân Hạ Tưởng. Trương Quốc Vĩ trong lòng kiên định rất nhiều, nhưng còn không hoàn toàn kiên định, ông liền gọi Dịch Diễn. Sắp xếp một chút, tối nay hẹn Lưu Kiệt Huy, Ngưu Lâm Quảng. Đi đâu? Dịch Diễn hỏi thêm một câu. Nhà hàng Trần Gia Câu. Trương Quốc Vĩ cũng nghe nói nhà hàng Trần Gia Câu rất có đặc sắc, liền muốn đi nếm thử. Dịch Diễn xoay người đi sắp xếp. Lưu Kiệt Huy còn đang ở Tần Đường,
vốn Lô Quốc Viễn muốn y đến Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục làm đến về hưu, Lưu Kiệt Huy lại một hơi quyết định về hưu sớm. Đến Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng không phải để bạt một bậc, đi làm cái gì? Đi để mất mặt xấu hổ. Không đi, chính là ở lại Tần Đường, thỉnh thoảng lợi dụng nhiệt lượng thừa tạo chút phiền toái cho Hạ Tường, cũng mạnh hơn đến Hội đồng Nhân dân tỉnh. Không bao lâu, Dịch Diễn sắp xếp thỏa đáng, trở về trả lời Trương Quốc Vĩ. Trương Quốc Vĩ gật gật đầu, không nói gì, tâm trạng trải qua bối rối ban đầu, bây giờ ngược lại đã bình tĩnh xuống. Hạ Tường muốn thuận lợi cao xứng ủy viên thường vụ tỉnh ủy, còn có rất nhiều biến số, trên phải qua cửa của Chủ tịch tỉnh Tôn, dưới, phải qua một cửa của ông. Hôm nay phải cùng Lưu Kiệt Huy, Ngưu Lâm Quảng thương lượng cho tốt, làm sao mới có thể từ trắc diện kéo chân sau của Hạ Tường. Sau khi tan ca, khi Trương Quốc Vĩ chạy đến nhà hàng Trần Gia Câu, Ngưu Lâm Quảng và Lưu Kiệt Huy đợi đã lâu rồi. Nếu theo cách nghĩ trước kia của Trương Quốc Vĩ, ông không dễ dàng tiếp xúc trực tiếp với Ngưu Lâm Quảng, để tránh bị Hạ Tường mượn cớ. Hiện tại thì khác, phải ông đích thân ra mặt, mới có vẻ chính trọng. Ba người nói giỡn vài câu, sau đó lên lầu, vừa mới đi vài bước, Ngưu Lâm Quảng đột nhiên đứng lại, ánh mắt dừng ở trên người một cô gái trong mắt hiện lên ngọn lửa tham dục chính là Hoa Nhài Bạc. Trương Quốc Vĩ cười ha hả, kéo Ngưu Lâm Quảng. Nói việc chính trước, nói việc chính trước. Ngưu Lâm Quảng cũng là hiểu ý mà cười, đi vài bước, ánh mắt còn lưu luyến không rời mà dừng lại trên người của Hoa Nhài Bạc. Chương 1188, chuẩn bị cả hai phương pháp, ai nấy có vị trí riêng. Hoa Nhài Bạc xuất hiện ở Câu Tử Lầu của nhà họ Trần, không phải là cô không chịu nổi sự cô độc tĩnh mịch nên phải xuất đầu lộ diện, mà là Nga Ni Trần cố ý muốn cô tiếp xúc một chút việc quản lý khách sạn, chuẩn bị đưa cô đến Thụy Sĩ học tập quản lý khách sạn. Nga Ni Trần nghĩ thông suốt một chút, ông ta dù có lắm của cải đến thế nào thì cũng không thể bảo vệ con gái mình cả đời được. Chỉ có giỏi một nghề, thì mới có thể có chỗ đứng trên xã hội. Ông ta cũng quyết định về sau sẽ tiến quân ngành khách sạn, định đưa hai cô con gái sang Thụy Sĩ học quản lý khách sạn. Lần trước Hạ Tưởng nhìn Hoa Nhài Bạc ở Câu Tử Lầu của nhà họ Trần, thì đã muốn nhắc nhở Nga Ni Trần một tiếng, tốt nhất đừng cho Hoa Nhài Bạc lộ diện ở những nơi công khai ở Tần Đường. Không ngờ hắn nhiều vấn đề quá nên thoát cái là quên luôn. Và cứ thế Câu Tử Lầu của nhà họ Trần trở nên nổi tiếng, ngay cả Trương Quốc Vĩ cũng mộ danh mà đến. Kết quả là bị Ngưu Lâm Quảng nhìn ra. Ngưu Lâm Quảng vốn có chút ý với Tiểu Quỳ, về sau được Hách Tư Vị cố ý dẫn đường, nói là Nghiêm Tiểu thì không tồi, nên gã cũng ghi tạc trong lòng. Về sau cũng thực sự là có ảnh của Nghiêm Tiểu thì, trong lòng gã mới mừng như mở cờ, tâm trạng kích động khó kìm chế được. Nhưng sau khi nghe ngóng được Phạm Duệ Hằng là dượng của Nghiêm Tiểu thì gã liền bỏ ý nghĩ trước kia ở trong đầu. Tạm thời vẫn là không nên vì một người phụ nữ chọc giận bí thư tỉnh ủy. Như thế rất không đáng. Nhưng Nghiêm Tiểu thì diện mạo đẹp như hoa, càng không chiếm được thì càng gợi lên dục hỏa của Ngưu Lâm Quảng. Tuy bên cạnh anh ta không thiếu phụ nữ nhưng thực sự là những người có phẩm vị cao thì không nhiều. Gã quyết định bất luận thế nào cũng phải tìm được một người không thua kém Nghiêm Tiểu thì. May mắn thế nào Hoa Nhài Bạc lại lọt vào mắt gã. Nhưng hiện tại dù sao đang nói chuyện chính, nên Ngưu Lâm Quảng liền nuốt nước miếng, đánh mắt với thuộc hạ lập tức hiểu ý quay người đi xuống lầu nghe ngóng Hoa Nhài Bạc là người thế nào. Sau khi Hạ Tưởng tan ca thì nhận được điện thoại của Phó Tiên Phong. Đánh được một trận rất vẻ vang. Hạ Tưởng, tôi phải cảm ơn anh. Phó Tiên Phong rất vui, Tiêu Dật Lăng từ một phó cục trưởng, một bước liền trở thành chủ tịch quận lớn nhất của thành phố Tần Đường, tương đương với bước vào con đường làm quan thênh thang rộng mở, từ đó tiền đồ càng rộng lớn. Phó chủ nhiệm Phó khách khí rồi, Tiêu Dật Lăng bản thân cũng là người có tài, có thể đảm nhiệm chức vụ chủ tịch quận cho nên mới có được sự ủng hộ của hội nghị thường vụ. Hạ Tưởng bật cười ha hả, nói một câu khách sáo. Ha ha, không cần nói lời khách sáo nữa đâu. Phó Tiên Phong lại cười to. Tiêu Dật Lăng đối nhân xử thế không tồi, làm việc rất có chừng mực, anh ta nói sau này sẽ theo sát nhịp bước của bí thư hạ, bước nhanh về phía trước theo sự lãnh đạo của bí thư hạ. Sau khi Tiêu Dật Lăng đến nhận chức, quả thực là có sự biểu hiện đến gần hắn. Hạ Tưởng cũng thể hiện sự tiếp nhận, Tiêu Dật Lăng tuy rằng không có khả năng trở thành dòng chính thân thiết của hắn, nhưng ít ra thì cũng giữ đủ khoảng cách với Trương Quốc Vĩ. Cách dùng người, không phải tất cả đều là thân tín của mình, mà là ở việc đoàn kết một bộ phận sức mạnh trung gian. Tiêu Dật Lăng không tồi.
Hạ Tưởng chỉ đơn giản đưa ra một kết luận và không nói thêm nữa. Hắn đã hoàn thành xong lời hứa, sẽ chờ Phó Tiên Phong hành động. Bắt đầu bắt tay vào giai đoạn tiền kỳ rồi. Phó Tiên Phong nhắc đến vấn đề. Những việc nên làm tôi chắc chắn sẽ làm. Hạ Tưởng, tôi với anh quen nhau cũng không phải là 1-2 năm nữa rồi. Cách đối nhân xử thế của tôi thì anh cũng biết, những chuyện đã đáp ứng rồi thì chắc chắn sẽ không làm qua loa. Phó Tiên Phong chỉ nói một cách qua loa, chứ không quá tỉ mỉ và đi sâu vào. Hạ Tưởng cũng biết, có một số lời cũng không tiện nói ra trong điện thoại. Đối với Phó Tiên Phong, hắn vẫn là khá yên tâm. Tuy nói giữa hắn và Phó Tiên Phong, còn có một ranh giới rộng, nhưng xem ra, Phó Tiên Phong kỳ thật có khi còn đáng yêu hơn Trương Quốc Vĩ. Ít nhất anh ta muốn cái gì, thì lợi ích luôn đặt phía trước. Chứ không như Trương Quốc Vĩ đâu đâu cũng diễn trò, trước mặt một bộ dạng, sau lưng là một bộ dạng khác thì mới khó đối phó. Tiên Tiên gần đây sức khỏe không tốt lắm. Dường như cảm thấy giữa Phó Tiên Tiên và Hạ Tưởng là không rõ ràng. Phó Tiên Phong rõ ràng muốn cho Hạ Tưởng chủ động đến thăm Phó Tiên Tiên nhưng thực sự lại không nói ra được nên lại đành xấu hổ ho một tiếng. Thái độ của Chủ tịch Quốc hội rất kiên quyết, khó khăn không nhỏ. Anh phải chuẩn bị cả hai biện pháp. Buổi tối ở Tần Đường, tuy sắp đến tháng 3 nhưng đêm vẫn lạnh. Hạ Tưởng hai tay chắp sau lưng, một mình lững thững bước đi trên đường lớn xe cộ nườm nượp. Hắn đi bộ khoảng mười mấy phút rồi mới quay người lại đi vào một cái ngõ nhỏ. Ánh đèn trong ngõ hơi mờ nhạt, lờ mờ chẳng phân biệt được rõ ràng. Nhưng sự im lặng đặc biệt đó dường như không hợp chút nào với sự phồn hoa náo nhiệt bên ngoài kia. Cuối ngõ là một căn nhà cũ kỹ, nhưng kỳ thực cũng rất sạch sẽ, rất có hơi thở cuộc sống. Vệ Tân đang sống ở đây. Vệ Tân đến Tần Đường đã 3 ngày. Sau Tết, Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê đã sớm đến Thiên Trạch đi làm. Lý Thấm cũng đã đi may sao Lý Thấm và Tề Á Nam cuối cùng cũng định được ngày, sẽ kết hôn vào ngày mồng 1 tháng 5. Tề Á Nam cũng yên tâm, coi như có được mỹ nhân Liên Nhược Hạm mời Vệ Tân cùng đi. Vệ Tân lại nói cái gì cũng không chịu. Nhưng thịnh tình của Liên Nhược Hạm thì không thể chối từ. Vệ Tân cuối cùng đành phải nói việc không muốn quan tâm quá nhiều để tránh sinh bệnh làm lý do, nên mới khiến Liên Nhược Hạm bỏ đi suy nghĩ đó trong đầu. Thực sự là Liên Nhược Hạm muốn tốt cho Vệ Tân. Từ nhỏ, cô từ nhỏ đã không có anh chị em, nên tuy nói là tình như tỉ muội với Tào Thù Lê, nhưng cô bé Lê thì quá thông minh, thân thế lại tốt khiến cho cô không tìm được lý do để yêu thương. Vệ Tân vừa khéo bù lại cái tâm nguyện có một người em để yêu thương đó. Sự săn sóc dịu dàng của Vệ Tân cùng với sự tự giác, tự yêu cả còn có cả bệnh tình của cô, đều khiến Liên Nhược Hạm vô cùng thương tiếc và yêu quý, chỉ muốn dùng thời gian cả cuộc đời để quan tâm đến Vệ Tân. Muốn coi Vệ Tân như là cô em gái thân thiết để quan tâm yêu thương. Nhưng dưới sự biểu hiện yếu đuối của Vệ Tân, lại có một trái tim kiên cường và cố chấp. Liên Nhược Hạm không khuyên được cô, cũng chỉ đành bất đắc dĩ chấp nhận hiện thực. Cũng may giữa cô và Vệ Tân cũng có sự qua lại về kinh doanh, Vệ Tân cũng có một chút cổ phần của công ty. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cô dùng cả đời. Vệ Tân bỏ qua rất nhiều cơ hội, đơn giản là muốn ở cùng với Hạ Tưởng. Bởi vì với cô mà nói, có lẽ có một ngày sinh mệnh của cô sẽ kết thúc. Nếu thực sự như thế thì cô muốn được chết trong lòng Hạ Tưởng. Một người phụ nữ thực sự muốn yêu thương sâu sắc một người đàn ông, là thực sự nguyện ý buông hết thảy vì anh ta. Vệ Tân chính là như thế. Kiếp trước, cô đau khổ chờ đợi Hạ Tưởng mấy năm. Kiếp này cô lại vì Hạ Tưởng trả giá tất cả. Tình yêu của Vệ Tân, là trọng lượng của cuộc sống mà tất cả đàn ông đều không thể chịu đựng được. Hạ Tưởng cũng đã nghĩ thông suốt rồi, quyết tâm trân trọng yêu quý Vệ Tân, không để cho cô chịu đau khổ, chỉ để cô ở nhà như một cô vợ bé nhỏ an tâm chờ đợi chồng đi làm về. Vệ Tân mặc một bộ quần áo mặc ở nhà, là chất liệu nhung mà Hạ Tưởng yêu thích nhất. Hơn nữa cổ tay áo và túi áo còn rất hoạt hình, có hình con thỏ ở trên. Là một căn phòng 2 gian diện tích không lớn, phòng khách không lớn, phòng ngủ không lớn, ban công cũng không lớn. Là kiểu nhà ngày xưa. Vệ Tân không thích kiểu nhà mới hiện nay. Phòng khách và phòng ăn quá lớn, tạo thành việc lãng phí tài nguyên. Trên thực tế ở sâu thẳm trái tim cô thì không thích phòng lớn. Bởi vì khi cô ở một mình mà nhìn căn phòng trống rỗng thì trong lòng liền có cảm giác thiếu vắng mất mát. Vừa thấy Hạ Tưởng trở về, Vệ Tân díu dít bổ nhào vào lòng Hạ Tưởng, dùng sức ôm chặt lấy eo hắn, tựa đầu vào ngực hắn, thì thào nói. Hôm nay lại chậm 10 phút.
Hạ Tưởng đến chỗ Vệ Tân ở, trước đến giờ đều là đi bộ, bởi vì đi bộ là an toàn nhất mà cũng thoải mái nhất, cũng là cơ hội tốt để hắn suy nghĩ những chuyện trong ngày, đồng thời sắp xếp cả công việc ngày hôm sau. Hôm nay sở dĩ muộn hơn một chút, là vì vừa ra cửa thì dường như phát hiện có người theo dõi phía sau. Hiện tại là hắn đang trong giai đoạn mấu chốt có khả năng lên ủy viên thường vụ tỉnh ủy nên phải cẩn trọng. Không thể khiến cho bất cứ ai nắm được nhược điểm. Tuy nói đối với cấp bậc hiện tại của hắn, thì vấn đề phụ nữ không đủ để lật đổ được hắn. Hơn nữa cũng không có ai lấy vấn đề phụ nữ để nói chuyện cả. Nhưng cẩn thận một chút thì cũng nên, tốt nhất không thể để cho Trương Quốc Vĩ nắm được nhược điểm nào trong tay. Bởi vì phía sau Trương Quốc Vĩ còn có Ngưu Lâm Quảng. Ngưu Lâm Quảng thì không từ thủ đoạn tồi tệ nào. Hạ Tưởng không muốn để Ngưu Lâm Quảng biết bất cứ cái riêng tư gì của hắn. Lại càng không muốn cho Ngưu Lâm Quảng gây tổn thương đến bất cứ người thân nào của hắn. Lần trước ở thành phố Lang, còn có người có ý muốn đánh hắn, vô tình gây thương thích đến Tiêu Ngũ và Vệ Tân, khiến hắn vô cùng đau lòng. Hạ Tưởng vỗ vỗ lưng Vệ Tân. Được rồi, đừng giống trẻ con thế chứ. Em là người lớn rồi cơ mà. Này, anh còn muốn lừa gạt một thiếu nữ vị thành niên hay là sao? Hay là chê em già rồi? Vệ Tân yêu kiều nũng nịu. Không được chê em già, dù là em có già thì tuổi thanh xuân của em cũng đã cho anh rồi. Hạ Tưởng lại một tay ôm lấy Vệ Tân vào lòng, không hiểu sao sống mũi cay cay, nước mắt rơi xuống. Vệ Tân đã đem tuổi thanh xuân cho hắn, còn cho hắn tình yêu của hai kiếp và cả sinh mệnh của kiếp này nữa. Vệ Tân thấy Hạ Tưởng hơi xúc động nên thấy khó hiểu. Này, anh giả vờ giống thế, giống như anh yêu em lắm vậy, phụ nữ bên anh nhiều như thế. Em chỉ là một trong số đó mà thôi, có thể nhận được 1/10 tình yêu của anh cũng là tốt lắm rồi. Bình tĩnh mà xem xét, Hạ Tưởng có lẽ không phải yêu Vệ Tân nhất, nhưng hắn tuyệt đối đắm chìm nhất đối với tình yêu của Vệ Tân. Khi ở bên em thì em là tất cả của anh. Hạ Tưởng nói một câu thật lòng. Vệ Tân cảm động. Em chỉ cần có 1 phút là tất cả của anh, thì em cũng đã thỏa mãn rồi. Hạ Tưởng hiện tại chỉ hy vọng Vệ Tân được bình an. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là được rồi. Dù cho là một ngày nào đó Vệ Tân giống như Cổ Ngọc ra đi không từ giã hoặc không còn để ý đến hắn nữa thì hắn cũng không oán trách. Chỉ mong họ được sống hạnh phúc khỏe mạnh một đời. Nguyện vọng của Hạ Tưởng có thực hiện được không? 2 ngày sau, cuộc điều chỉnh nhân sự tỉnh Yến có động tĩnh lớn. Phó Bí Thư tỉnh ủy Mai Thái Bình điều nhiệm sang Phó Bí Thư, Ủy viên Thường vụ, tỉnh ủy viên tỉnh sở, được đề danh làm ứng cử viên Chủ tịch tỉnh. Cùng lúc đó Trung ương tuyên bố, thị trưởng thành phố Sơn Thành Trần Phong đảm nhiệm bí thư, ủy viên thường vụ, tỉnh ủy viên tỉnh sở. Bí thư tỉnh, chủ tịch tỉnh sở toàn bộ thay phiên. Ngay sau đó, Trung ương lại tuyên bố, Hồ Tăng Chu đảm nhiệm phó bí thư, ủy viên thường vụ, tỉnh ủy viên tỉnh Yến, không đề cập đến bí thư thành ủy thành phố Yến. Vu Phồn Nhiên đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Yến, ủy viên thường vụ, tỉnh ủy viên tỉnh Yến. Trải qua vài năm lắng đọng, Vu Phồn Nhiên rốt cục đã đi được một bước mấu chốt ở thành phố Yến, tiến vào hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Sau đó, nguyên phó thị trưởng thường trực Lục Nho của thành phố Yến chính thức phù chính, đề danh làm ứng cử viên thị trưởng. Nguyên trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Bình Hòa chuyển sang đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường trực. Nguyên trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy thành phố Lang Lưu Nhất Lâm tiếp nhận chức vụ trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy thành phố Yến. Lưu Nhất Lâm một bước từ phó giám đốc sở bước lên giám đốc sở. Xem như con đường làm quan càng rộng lớn. Nhưng sau một loạt sự điều chỉnh nhân sự hỗn loạn đến hoa mắt, tỉnh ủy tỉnh Yến dường như đại cục đã xác định. Tất cả các ủy viên thường vụ mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Căn bản không có ghế trống. Chẳng lẽ nói, chuyện Hạ Tưởng tiến vào chức vụ ủy viên thường vụ, thì xem như không có câu kết rồi sao? Chương 1189, vô cùng nhỏ bé, dẫn kíp nổ trước. Hạ Tưởng không muốn để Ngưu Lâm Quảng biết bất cứ cái riêng tư gì của hắn. Lại càng không muốn cho Ngưu Lâm Quảng gây tổn thương đến bất cứ người thân nào của hắn. Lần trước ở thành phố Lang, còn có người có ý muốn đánh hắn, vô tình gây thương thích đến Tiêu Ngũ và Vệ Tân, khiến hắn vô cùng đau lòng. Hạ Tưởng vỗ vỗ lưng Vệ Tân. Được rồi, đừng giống trẻ con thế chứ. Em là người lớn rồi cơ mà. Này, anh còn muốn lừa gạt một thiếu nữ vị thành niên hay là sao? Hay là chê em già rồi? Vệ Tân yêu kiều nũng nịu. Không được chê em già,
Dù là em có già thì tuổi thanh xuân của em cũng đã cho anh rồi. Hạ Tưởng lại một tay ôm lấy Vệ Tân vào lòng. Không hiểu sao sống mũi cay cay, nước mắt rơi xuống. Vệ Tân đã đem tuổi thanh xuân cho hắn, còn cho hắn tình yêu của hai kiếp và cả sinh mệnh của kiếp này nữa. Vệ Tân thấy Hạ Tưởng hơi xúc động nên thấy khó hiểu. Này, anh giả vờ giống thế. Giống như anh yêu em lắm vậy. Phụ nữ bên anh nhiều như thế. Em chỉ là một trong số đó mà thôi, có thể nhận được 1/10 tình yêu của anh cũng là tốt lắm rồi. Bình tĩnh mà xem xét, Hạ Tưởng có lẽ không phải yêu Vệ Tân nhất, nhưng hắn tuyệt đối đắm chìm nhất đối với tình yêu của Vệ Tân. Khi ở bên em thì em là tất cả của anh. Hạ Tưởng nói một câu thật lòng. Vệ Tân cảm động. Em chỉ cần có một phút là tất cả của anh, thì em cũng đã thỏa mãn rồi. Hạ Tưởng hiện tại chỉ hy vọng Vệ Tân được bình an, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là được rồi. Dù cho là một ngày nào đó Vệ Tân giống như cổ ngọc ra đi không từ giã hoặc không còn để ý đến hắn nữa thì hắn cũng không oán trách. Chỉ mong họ được sống hạnh phúc khỏe mạnh một đời. Nguyện vọng của Hạ Tưởng có thực hiện được không? 2 ngày sau, cuộc điều chỉnh nhân sự tỉnh Yến có động tĩnh lớn. Phó Bí thư tỉnh ủy Mai Thái Bình điều nhiệm sang Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ, tỉnh ủy viên tỉnh sở, được đề danh làm ứng cử viên chủ tịch tỉnh. Cùng lúc đó Trung ương tuyên bố, thị trưởng thành phố Sơn Thành Trần Phong đảm nhiệm Bí thư, Ủy viên Thường vụ, tỉnh ủy viên tỉnh sở. Bí thư tỉnh, chủ tịch tỉnh sở toàn bộ thay phiên. Ngay sau đó, Trung ương lại tuyên bố, Hồ Tăng Chu đảm nhiệm Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ, tỉnh ủy viên tỉnh Yến, không đề cập đến Bí thư Thành ủy thành phố Yến. Vu Phồn Nhiên đảm nhiệm Bí thư Thành ủy thành phố Yến, Ủy viên Thường vụ, tỉnh ủy viên tỉnh Yến. Trải qua vài năm lắng đọng, Vu Phồn Nhiên rốt cục đã đi được một bước mấu chốt ở thành phố Yến, tiến vào hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Sau đó, nguyên phó thị trưởng thường trực Lục Nho của thành phố Yến chính thức phủ chính, đề danh làm ứng cử viên thị trưởng. Nguyên trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Bình Hòa chuyển sang đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường trực. Nguyên trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy thành phố Lang Lưu Nhất Lâm tiếp nhận chức vụ trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy thành phố Yến. Lưu Nhất Lâm một bước từ phó giám đốc sở bước lên giám đốc sở. Xem như con đường làm quan càng rộng lớn. Nhưng sau một loạt sự điều chỉnh nhân sự hỗn loạn đến hoa mắt, tỉnh ủy tỉnh Yến dường như đại cục đã xác định. Tất cả các ủy viên thường vụ mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Căn bản không có ghế trống. Chẳng lẽ nói, chuyện Hạ Tưởng tiến vào chức vụ ủy viên thường vụ, thì xem như không có câu kết rồi sao? Điều mà không ai nhờ tới chính là, mạch nước ngầm mãnh liệt, một sự việc ngoài ý muộn động trời khiến mọi người trở tay không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Đường và tỉnh Yến đã xảy ra 2 sự kiện lớn. Sự kiện lớn của Tần Đường, thực ra là do một chuyện vô cùng nhỏ gây nên. Sự việc vẫn là do Mã Quân khơi mào. Mã Quân đã về nước, với trình độ ngoại ngữ người trong nước nghe không hiểu, người nước ngoài cũng không nghe rõ thì việc sống ở nước ngoài hoàn toàn là một kiểu tra tấn. Hơn nữa lại thêm việc nhớ vợ con nên luôn muốn về nước. Lại lo lắng Hạ Tưởng trả đũa nên cứ chậm chạp chưa thể thành được gì. Không ngờ Lưu Kiệt Huy bất ngờ bị bắt, hơn nữa đến Kiệt Huy cũng nghe nói là có người ở phía sau lấy tài liệu việc tham ô nhận hối lộ của Mã Quân để chỉ y, tốt, y cũng đã nhận rồi. Nhưng về sau thì chỉ khiến y ngã ngựa, chứ không hỏi Mã Quân, ông ta liền biết, Mã Quân đã vượt qua cửa ải rồi. Cho nên Lưu Kiệt Huy gật đầu một cái, Mã Quân liền lập tức về nước. Mã Quân vừa mới quay về Tần Đường thì trước hết là tìm nhân tình ngày trước quấn quyết 2 ngày. Bởi vì ở nước ngoài thật không chịu nổi hương vị của đàn bà Tây. Những ngày không có phụ nữ khiến hắn một ngày như một năm. Mã Quân cả đời có 2 cái ham mê lớn. Thứ nhất là rượu trong cốc, thứ hai là người trên giường. Nói mỹ miều hơn là rượu ngon trong cốc và người đẹp trên giường, trên thực tế để cho y làm quan thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Nghề mà thích hợp nhất với y chính là giám đốc phòng tắm hơi, dẫn đầu phòng khiêu vũ, hay gọi thô tục là đầu gà. Mã Quân và tình nhân sau khi quấn lấy nhau 2 ngày, nhưng vẫn cảm thấy chưa đã. Dù sao con người ai cũng có tâm lý có mới nới cũ. Y liền nhờ thuộc hạ lưu ý giúp hắn mấy cô gái nhà lành. Đương nhiên cũng không phải thực sự là nhà lành thực sự thì cũng không vào tay được. Đàn bà cũng chia làm 2 loại, một loại là giả đứng đắn, một loại là giả không đứng đắn. Loại giả đứng đắn chính là đàng hoàng trong mắt Mã Quân, bình thường đoan trang như thục nữ. Nhưng sau khi kéo mặt nạ xuống thì điên cuồng như ma nữ.
Giả không đứng đắn chính là loại bình thường nói chuyện rất phóng khoáng nhưng trên thực tế khi vào việc thật thì liền lùi bước. Ngược lại chính là kiểu khiêu khích tiếng lòng của đàn ông nhất. Cũng không biết thủ hạ của Mã Quân làm ăn thế nào, đi tới đi lui liền phát hiện Phó Tiên Tiên. Phó Tiên Tiên ở Tần Đường bận rộn công việc của nhà máy may mặc, mệt đến gầy cả người đi, lại còn bị nhiễm phong hàn, cảm cúm, ho khan. Cách ăn mặc của cô vốn là thời thượng nhưng lại cố ý kiềm chế nên lại thấy có hương vị rất giống với người phụ nữ giả đứng đắn trong mắt đàn ông. Sau khi Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Phó Tiên Phong, vốn định đi thăm Phó Tiên Tiên một chút, nhưng vì vệ tân nên hắn chỉ hoãn lại. Kết quả là trong lúc trì hoãn, đã xảy ra chuyện. Hạ Tưởng gần đây cũng rất bận, chuyện ở tỉnh, chuyện ở Bắc Kinh, điện thoại không ngớt. Bởi vì sau khi việc điều chỉnh ở tỉnh ủy được xác định, thì khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Cho rằng mọi chuyện đã không còn cơ hội thay đổi nữa. Không ngờ từ chỗ Mai Thái Bình, Trần Phong còn có cả thông tin từ Tào Vĩnh Quốc, vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng. Thậm chí ngay cả Tống Chiêu Độ cũng đích thân gọi điện đến bảo hắn đừng có nản lòng. Kết quả cuối cùng còn chưa xuất hiện. Hạ Tưởng lại ân tâm chút ít. Chỉ có điều trái tim từ đầu đến cuối cứ treo ngược lên. Quả nhiên khó khăn rất lớn, chứ không phải lớn bình thường. Dù là mấy quan lớn cấp bộ trưởng đều dị khẩu đồng thanh nói vẫn là còn hy vọng, nhưng đồng thời cũng nói với hắn, ý kiến của người phản đối chính là nắm lấy vấn đề tuổi tác của hắn không buông. Lý do đó rất khiến người ta chú ý, không có lợi cho sự trưởng thành của hắn. Cứ như thế mà đợi, dù sao thì cũng từ xuất phát điểm là lo nghĩ cho hắn. Đến tầng cao, thì cho dù phản đối anh cũng sẽ là xuất phát từ góc độ yêu quý anh, cũng muốn anh phục tùng một cách vô điều kiện, mà còn khiến cho anh phải cảm kích. Đạo dùng người, nằm ở chỗ muốn anh sống muốn anh chết đi sống lại hơn nữa còn không hờn không oán hận. Nói đi lại phải nói lại, quả thật có dối lên thì cũng chẳng tác dụng gì. Hắn một chút cũng chẳng có sức nào, Tống Chiêu Độ và Trần Phong cũng chỉ có thể thúc đẩy từ phía sau. Bởi vì bọn họ cũng không phải là ủy viên Bộ Chính trị. Điều khiến Hạ Tưởng cảm thấy không ngờ nhất chính là, đột nhiên, hắn nhận được điện thoại của Cổ Thu Thực. Hạ Tưởng đang ở văn phòng nghe Tiêu Dật Lăng báo cáo công tác thì Cổ Thu Thực điện thoại đến. Tiêu Dật Lăng nhìn thần thái của Hạ Tưởng thì biết là cuộc gọi quan trọng, nên lập tức cáo từ. Bí thư Cổ, chào ngài. Hạ Tưởng rất nhiệt tình. Hạ Tưởng, Tết vừa rồi không có dịp gặp cậu ở Bắc Kinh thật là đáng tiếc quá. Tháng 3 tôi sẽ đến Bắc Kinh họp, đến lúc đó có thời gian thì lại nói chuyện tiếp nhé. Cổ Thu Thực vẫn là tính cách thẳng thắn, nói ngay vào vấn đề. Hạ Tưởng rất tán thưởng tính cách của Cổ Thu Thực, có nét giống với Trần Phong nhưng so với Trần Phong thì diễn trò ít hơn một chút, có sức cuốn hút phi thường, hơn nữa làm cho người ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Đương nhiên là được rồi, thật là vinh hạnh. Hạ Tưởng không khỏi khách sáo nói vài câu. Hạ Tưởng, nếu như không nhầm thì năm nay cậu 33 tuổi hả? Cổ Thu Thực đột ngột hỏi một câu. Vâng, đúng vậy. Cũng đảm nhiệm chức vụ giám đốc sở 2-3 năm rồi nhỉ? Câu hỏi của Cổ Thu Thực dường như là tùy ý mà hỏi, lại dường như là bắn tên có đích. Hạ Tưởng liền đáp. Sắp 3 năm rồi. Mỗi lần xem thi đấu thể thao, đều có thể nghe thấy MC nghìn bài một điệu kể ra kỷ lục thế giới và kỷ lục Trung Quốc là bao nhiêu. Mỗi lần tôi đều nghĩ, kỷ lục là cái gì? Kỷ lục chính là dùng để người sau đó phá vỡ. Cổ Thu Thực cũng như tất cả các nhân vật chính trị khác đều giống nhau, nói chuyện nhảy cóc rất nhanh. Vừa nãy có lẽ vẫn còn đang giảng về người mẹ biển lớn. Câu tiếp theo có thể nói đến Tần Thủy Hoàng đốt sách diệt nho. Dường như là những chuyện chẳng có gì liên quan, nhưng kỳ thật trong đó đều có mối liên hệ chặt chẽ bên trong. Hiểu được ý của người khác, nhân vật chính trị đều có năng lực lĩnh hội siêu phàm. Nếu như không có, rất xin lỗi. Mời đứng sang một bên. Ám chỉ và sự hữu hảo của Cổ Thu Thực khiến Hạ Tưởng cảm động, liền nói một câu. Cảm ơn bí thư Cổ. Cổ Thu Thực lại giả bộ hồ đồ. Cảm ơn cái gì, không hiểu ra sao cả. Đợi đến lúc gặp nhau thì mời tôi ăn cơm là được rồi. Có bao nhiêu người muốn mời Cổ Thu Thực ăn cơm đều không có cơ hội. Hạ Tưởng hiển nhiên thấy vui rồi. Cầu còn không được, chỉ sợ bí thư Cổ không muốn đón tiếp mà thôi. Thế thì cũng phải đợi tôi có thời gian đã rồi mới muốn đón tiếp được. Nếu như tôi không có thời gian thì sao cho anh được. Cổ Thu Thực lại cười. Được rồi, bây giờ không nói nữa. Vẫn còn một cuộc họp nữa đây.
Hạ Tưởng nghe xong điện thoại của Cổ Thu Thực thì tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Không ngờ mới buông điện thoại xuống thì Tiêu Ngũ gọi điện đến. Lãnh đạo, không hay rồi. Phó Tiên Tiên đã xảy ra chuyện. Trái tim Hạ Tưởng chĩu xuống. Làm sao vậy? Mã Quân không biết thế nào mà lại thích Phó Tiên Tiên, liền sang đó buông lời, bị Phó Tiên Tiên tát cho một cái. Anh ta liền gọi ngay đám lưu manh tập trung lại vây quanh lấy xưởng may mặc. Dầm, Hạ Tưởng đập bàn một cái. Tâm trạng tốt vừa nãy liền mất sạch, mặt tím tái giận dữ. Dẫn người đến bảo vệ xưởng may đã. Không thể để Phó Tiên Tiên chịu một chút tổn thương nào. Tôi sẽ dến ngay. Cái tên Mã Quân này thực sự là một tai họa, không thể lưu lại cái tên này được. Hạ Tưởng trầm tư giây lát, nhấc điện thoại lên gọi cho Hoàng Đắc Ích. Đắc Ích, lập tức đến văn phòng của tôi ngay. Ngoài ra tổ chức lực lượng cảnh sát đến xưởng may mặc Phân Đạt Kỳ, có kẻ tụ tập gây chuyện ở đó. Trong nháy mắt Hạ Tưởng đưa ra một quyết định, mượn sự gây rối lần này của Mã Quân, để triển khai hoạt động trị an nghiêm túc chuyên nghiệp ở Tần Đường, tiến hành chỉnh đốn và cải cách một số nơi giải trí của Ngưu Lâm Quảng, đồng thời, thích hợp bắt lấy mấy tên lưu manh dưới tay của Ngưu Lâm Quảng, đả kích cái dáng vẻ bề vệ kiêu ngạo của bọn chúng. Trước khi Hoàng Đắc Ích đến, Hạ Tưởng lại khẩn cấp triệu tập Phạm Tiến và Lương Thu Duệ, bố trí nhiệm vụ cho bọn họ. Cho bọn họ lập ra trước một kế hoạch hành động, rồi sau đó lại giao cho Cục Công an thực thi cụ thể. Phạm Tiến và Lương Thu Duệ thấy Hạ Tưởng muốn mạnh tay liền biết chuyện này nghiêm trọng. Lương Thu Duệ tưởng rằng có người đã chọc giận Hạ Tưởng, Phạm Tiến lại cho rằng Hạ Tưởng là muốn trước khi tin đồn về ủy viên thường vụ đồn ra thì dùng sự nghiêm túc để chỉnh đốn môi trường trị an của Tần Đường làm lý do, để lập uy, nhướn mày, rút kiếm. Nhưng mặc kệ như thế nào, thì chỉ thị của bí thư thì phải chấp hành không hơn không kém. Phạm Tiến thầm may mắn vừa lúc muốn đến gần Hạ Tưởng, việc tiến vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy một khi xác định, thì uy vọng của bí thư Hạ ở Tần Đường lên tột đỉnh, nhất định gắt gao ngăn chặn được Trương Quốc Vĩ. Tần Đường, thật sự có hy vọng thay đổi ngày mới. Phạm Tiến và Lương Thu Duệ vừa mới đi, Hoàng Đắc Ích liền đến. Trên đường đến anh ta đã nghe được báo cáo về tình hình, hỏa khí cũng hừng hực. Xưởng may mặc Phân Đạt Kỳ, phía mặt ngoài là hạng mục phụ trách thu hút đầu tư của Nam Hân Vũ, trên thực tế chính là mối quan hệ của bản thân bí thư Hạ. Mã Quân thực sự đã hỏng cái mắt chó của mình, chọc ai không chọc mà lại chọc vào Phó Tiên Tiên, chắc rằng ngày lành của anh ta đến đây là chấm dứt đây. Hạ Tưởng cũng không nói nhiều, liền cùng với Hoàng Đắc Ích tức khắc đi đến hiện trường. Lần xuất hành này trước sau tổng cộng 4-5 chiếc xe cảnh sát mở đường, uy phong vô cùng. Trương Quốc Vĩ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài mới ý thức được là xảy ra chuyện. Dịch Diễn ra ngoài nghe ngóng một vòng, rồi mới quay lại báo cáo. Trương Quốc Vĩ vừa nghe liền choáng váng, ngay lúc đó chén trà cầm trong tay liền rơi xuống vỡ tan tành. Gã chửi ầm lên, cái tên khốn Mã Quân này, chán sống rồi hay sao chứ? Trương Quốc Vĩ bình thường mạnh mẽ, cứng rắn mà ngạo mạn. Nhưng ông ta có một nguyên tắc vĩnh viễn không muốn đo ván trên vấn đề phụ nữ. Do đó đối với việc Ngưu Lâm Quảng thích hoa nhài bạc thì ông ta cũng có thái độ muốn dàn xếp ổn thỏa, không muốn vì phụ nữ mà lại tự dưng gây chuyện. Mã Quân bất ngờ trở về, ông ta đã không hài lòng rồi. Không ngờ lại háo sắc làm liều, lại vì một người phụ nữ mà gây đại loạn. Trương Quốc Vĩ lần đầu tiên có tâm giết chóc. Tuy nhiên ông ta đối với việc Hạ Tưởng căn bản không có nói năng gì với ông ta đã đơn độc hành động. Trong lòng cũng rất là oán hận, ác ý nghĩ rằng, còn chưa lên ủy viên thường vụ mà đã tự cho rằng mình cao hơn người khác một bậc sao. Hừ, cứ chờ xem, cậu mà lên được ủy viên thường vụ tỉnh ủy mới lạ đấy. Tức thì tức thật, nhưng Hạ Tưởng không nhắc đến thì Trương Quốc Vĩ cũng sẽ giả vờ không biết việc này, tùy ý lôi cái đầu chó ra khỏi đầu người của Mã Quân. Dù sao thì ông ta cũng không đếm xỉa đến. Điều Trương Quốc Vĩ tuyệt đối không đoán được chính là, một Mã Quân đó thiếu chút nữa khiến thiên hạ Tần Đường đại loạn. Do đó cũng khiến mâu thuẫn giữa Hạ Tưởng với ông ta và với Ngưu Lâm Quảng được dẫn kíp nổ sớm hơn, bùng phát một vụ án lớn long trời lở đất ở Tần Đường. Ngay khi Hạ Tưởng đi tới xưởng may mặc Phân Đạt Kỳ thì ở huyện cũng xảy ra chuyện lớn. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, chuyện ở tỉnh nói lớn thì lớn thật. Nhưng nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nhưng bởi vì thời cơ xảy ra không đúng lúc, đã trực tiếp dẫn đến một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Không những khiến cho cục diện tỉnh Yến đột nhiên mở ra một lỗ hổng lớn,
mà cũng khiến Hạ Tưởng xuất hiện sự chuyển đổi thời cơ bất ngờ đối với vấn đề khó tiến vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Tần Đường và tỉnh ủy gần như cùng lúc xảy ra hai sự kiện lớn. Nhìn như không có gì liên hệ gì, nhưng trên thực tế, có rất nhiều mối liên hệ mịt mờ ở bên trong, trực tiếp đem đến ảnh hưởng sâu xa chính là khiến toàn bộ thế cục của tỉnh Yến xảy ra nghịch chuyển. Đồng thời cũng khiến Hạ Tưởng bước chân vững vàng ở Tần Đường bị quấy dày, khiến hắn bị ép đến bước phải lựa chọn dao sắc chặt đay rối. Hai chuyện đều có ảnh hưởng lâu dài không thể xem nhẹ đối với sinh mệnh chính trị của hắn. Ngay trước đó một ngày, tỉnh ủy chính thức nhận được cuộc điện thoại từ Ban Tổ chức Trung ương, liên quan đến chuyện Hạ Tưởng muốn lên chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưng cầu ý kiến của Bí thư tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng và ý kiến của Chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân. Cuộc điện thoại là Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tạ Tín Tài đích thân gọi đến. Phạm Duệ Hằng lúc cầm điện thoại lên nghe thì liền biết ngay dụng ý của Tạ Tín Tài. Trong lòng rất nhanh lóe lên một chút do dự, nên đặt cho Hạ Tưởng một định ngữ gì đây? Là ở giữa nghiêng về cánh trái hay là ở giữa nghiêng về cánh phải? Hoặc là đúng trọng tâm mà phát biểu một kết luận nửa vời? Bình tĩnh mà xem xét, đối với việc Hạ Tưởng một bước lên cấp phó tỉnh, Phạm Duệ Hằng cũng không phải là vô cùng tán thành. Ông ta ít nhiều có chút định kiến. Thứ nhất là cảm thấy Hạ Tưởng quả thật quá trẻ. Thứ hai là dù sao quan hệ giữa ông ta với Hạ Tưởng cũng không phải là thân mật khăng khít. Thế nên có một chút lo lắng bên trong. Nhưng tình thế mạnh hơn người, có rất nhiều người ở phía sau giúp đỡ hắn. Ông ta không thể phản đối được, bởi vì sĩ diện của ba người Tống Chiêu Độ, Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc gộp lại thì lớn vô cùng. Câu nói đầu tiên của Tạ Tín Tài là: Bí thư Phạm, tôi xin mấy phút của anh, tìm hiểu một chút tình hình. Tạ Tín Tài xếp hạng trong Ban Tổ chức Trung ương không phải là những vị trí đầu. Tuy cấp bậc không cao bằng Phạm Duệ Hằng nhưng Phạm Duệ Hằng cũng phải khách khí vài phần. Trưởng ban Tạ khách khí rồi, có tinh thần chỉ thị gì, thì tôi sẽ kiên quyết thực hiện. Ha ha! Tạ Tín Tài rất dễ chịu với sự khách khí của Phạm Duệ Hằng, thế nên cũng không khách sáo mà nói. Ban Tổ chức Trung ương khi khảo sát danh sách cán bộ cấp phó tỉnh mới, thì trong danh sách có Bí thư Thành ủy Hạ Tưởng của Tần Đường ở trong đó, tôi được trưởng ban Ngô ủy thác, muốn tìm hiểu một chút tình hình cụ thể của đồng chí Hạ Tưởng thông qua anh. Phạm Duệ Hằng trong lòng nhảy thoát lên, lẽ ra Ban Tổ chức Trung ương nên trưng cầu ý kiến của tỉnh ủy như thường lệ, về cơ bản thì chỉ là qua qua mà thôi. Nhưng nghe khẩu khí của Tạ Tín Tài thì chẳng những là vô cùng nghiêm chỉnh trịnh trọng, mà còn đặc biệt nêu tên của Ngô Tài Dương ra, hiển nhiên là có ý hàm xúc sâu xa. Thật sự là rất có độ mạnh. Phạm Duệ Hằng vốn chỉ định khẳng định trọng tâm biểu dương Hạ Tưởng vài câu, nhưng trong nháy mắt thì liền thay đổi chủ ý, quyết định hết sức cố gắng đề cao Hạ Tưởng, ơn huệ chẳng mất gì, không cho hắn ông ta quá là không biết làm việc rồi. Phạm Duệ Hằng nói, Tạ Tín Tài nghe, thỉnh thoảng mới xen vào một hai câu. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 4-5 phút, cuối cùng Tạ Tín Tài rất hài lòng nói. Cảm ơn Bí thư Phạm đã phối hợp công tác. Đã làm lỡ mất thời gian quý báu của anh rồi. Phạm Duệ Hằng hiển nhiên phải khách sáo vài câu. Sau khi ngắt điện thoại, ông ta liền ngồi xuống nghĩ ngợi một lúc sự việc. Bỗng nhiên cảm thấy cần thiết phải nói với Tiêu Viễn Tâm rồi. Chương 1190, trưng cầu ý kiến, có chuyện xảy ra. Mấy phút sau, điện thoại của Tôn Tập Dân vang lên. Tạ Tín Tài cũng khách sáo với Tôn Tập Dân như vậy. Sau khi nói xong vài câu liền lại nhắc đến vấn đề tương tự. Tôn Tập Dân trả lời, cách nói đầy thâm ý hơn so với Phạm Duệ Hằng. Thời gian tôi đến tỉnh Yến không lâu, không hiểu biết nhiều lắm về đồng chí Hạ Tưởng. Nhưng tôi đã tiếp xúc qua vài lần. Nếu trưởng ban Tạ đã hỏi thì tôi cũng nói ra một chút thiện kiến của mình. Chỗ nào không phải thì mong trưởng ban Tạ bỏ qua. Sự nhiệt tình của Tạ Tín Tài lập tức liền biến mất. Ông ta nghe ra ý tứ hàm xúc trong câu nói của Tôn Tập Dân, liền thản nhiên nói. Không muốn làm lỡ nhiều thời gian của Chủ tịch tỉnh Tôn, anh cứ nói ngắn gọn là được rồi. Tôn Tập Dân dường như không nghe thấy ám thị của Tạ Tín Tài vậy, cứ thao thao bất tuyệt nói liên hồi. Đồng chí Hạ Tưởng từ bản chất mà nói thì là một cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi tài năng lại nhiệt tình và có tinh lực phi phàm. Cậu ta không chỉ trưởng thành về mặt chính trị mà ở mặt kinh tế cũng rất có tầm nhìn. Ở khu Hạ Mã, ở thành phố Lang, ở Thiên Trạch đều có những thành tích đáng chú ý. Mất khoảng chừng 4-5 phút Tôn Tập Dân đã nói ra hết một lượt thành tích của Hạ Tưởng. Đầu dây điện thoại bên kia Tạ Tín Tài hơi nhíu mày, lộ ra vẻ không kiên nhẫn được nữa nhưng lại không tiện nói.
Tôn Tập Dân dù sao thì cũng là chủ tịch tỉnh Yến nên cũng phải xem trọng vài phần. Cảm giác cũng đủ để nâng cao Hạ Tưởng lên, Tôn Tập Dân chuyển đề tài. Đồng chí Hạ Tưởng hầu như phương diện nào cũng rất ưu tú. Nhưng chẳng có ai là hoàn hảo hết cả. Những chỗ khuyết điểm và thiếu sót của cậu ta thì cũng rất rõ ràng. Thứ nhất là không biết cách đoàn kết đại bộ phận các đồng chí. Trong mấy lần nhậm chức thì đều phát sinh xung đột mâu thuẫn với bộ máy. Là một cán bộ cấp cao của đảng, mà không biết đoàn kết các đồng chí thì làm sao có thể dẫn dắt một tập thể lãnh đạo đi lên được. Đương nhiên, cũng không thể quá yêu cầu cao với cậu ta được. Dù sao thì cậu ta cũng vẫn còn trẻ, mà trẻ, là một ưu thế. Nhưng đó cũng là chỗ chưa đầy đủ của cậu ta. Tôi cho rằng đồng chí Hạ Tưởng nên rèn luyện vài năm nữa. Điều mà Tạ Tín Tài muốn nghe không phải là sự đánh giá thấp đi và tiêu cực của Tôn Tập Dân đối với Hạ Tưởng. Ông ta là làm việc người khác ủy thác, nên muốn có sự khẳng định toàn diện về Hạ Tưởng từ chủ tịch tỉnh, Tôn Tập Dân lại có ý muốn ngáng chân Hạ Tưởng. Sắc mặt của ông ta liền nặng trĩu xuống. Dù biết rõ đối phương chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của mình nhưng vẫn ý thức được phải tỏ ra sự uy nghiêm của Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Chủ tịch tỉnh Tôn, cứ như thế đã. Ban Tổ chức Trung ương sẽ tham khảo ý kiến của anh. Tôn Tập Dân cũng nghe ra ý không kiên nhẫn của Tạ Tín Tài. Ông ta không hề sợ Tạ Tín Tài sẽ thế nào với mình. Tạ Tín Tài làm sao có tư cách để ảnh hưởng đến con đường làm quan của ông ta được. Điều ông ta muốn làm chính là báo cáo phản ánh tình hình như sự thực lên Ban Tổ chức Trung ương, không cho Hạ Tưởng thong dong rảo bước tiến lên Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến. Hạ Tưởng tiến vào hội nghị thường vụ thì chắc chắn sẽ trở thành cánh tay phụ tá đắc lực của Phạm Duệ Hằng, và đem đến ảnh hưởng tiêu cự cho ông ta. Ông ta đương nhiên muốn ngăn chặn bước đi về phía trước của Hạ Tưởng. Hơn nữa cho dù ở Trung ương, thì lời phản đối cũng rất nhiều. Tôn Tập Dân liền cho thêm một nhánh củi vào đó. Không tin với tuổi tác của Hạ Tưởng, trẻ như thế lại có thể được nâng bước vào hội nghị thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến. Phản hắn. Hạ Tưởng coi như không thấy hoặc muốn né tránh chuyện mấy lần ông ta muốn tiến gần, thì khiến ông ta hiểu ra một điều, trong suy nghĩ của Hạ Tưởng vẫn là muốn tiến gần mối quan hệ với Phạm Duệ Hằng. Ông ta liền hạ quyết tâm, đã không đến gần được thì sẽ phải chèn ép. Nói chuyện điện thoại với Tạ Tín Tài, Tôn Tập Dân chỉ cảm thấy một đám khí ô nhiễm trong ngực bị xả ra hết. Vô cùng thoải mái. Ông ta hiểu rõ ràng rằng, dù là Tạ Tín Tài dù không tình nguyện, thì ý kiến của ông ta thì vẫn được ghi chép lại sổ sách như thực vậy, không thể giấu giếm không báo cáo được. Bởi vì Ban Tổ chức Trung ương nói chuyện với ông ta thì đều có ghi âm cả. Hơn nữa, ông ta tin tưởng rằng Tạ Tín Tài cũng chẳng dám. Hiện tại cục diện tỉnh Yến mới xác định, ủy viên thường vụ thay đổi nhân sự. Sự so sánh lực lượng đã xảy ra biến đổi. Nhưng không rõ rệt lắm. Nói tóm lại, vẫn là Phạm Duệ Hằng chiếm ưu thế. Dù sao thì Phạm Duệ Hằng cũng ở tỉnh Yến bao năm rồi. Phải nhanh chóng nắm giữ được cục diện mới được. Tôn Tập Dân nghĩ đến sự phó thác nghiêm chỉnh trịnh trọng của người nâng đỡ ông ta ở đằng sau, nói với ông ta rằng nhiều là một năm, ít là nửa năm. Phạm Duệ Hằng sẽ có khả năng chuyển vị trí, đến lúc đó cái ghế vàng bí thư tỉnh ủy chính là vật bên trong bàn tay ông ta. Vì thế nên ông ta phải nhanh chóng trong vòng nửa năm đứng vững ở tỉnh Yến, phải để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với Trung ương. Nhưng hiện tại, mới bước đi bước chân đầu tiên trên ngàn dặm đường, con đường trước mắt chẳng những còn xa mà còn đầy gian nan hiểm trở. Xét đến cùng, Hạ Tưởng, cũng chính là hắn phải dịch chuyển đi chướng ngại vật vướng chân đầu tiên. Đương nhiên ông ta muốn coi Hạ Tưởng là đá kê chân, đáng tiếc Hạ Tưởng không muốn trợ giúp ông ta một tay. Thế nên ông ta đành chỉ có thể một cước đá văng đi chướng ngại vật. Hiện tại ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến lần lượt là bí thư Phạm Duệ Hằng, chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân, phó bí thư Hồ Tăng Chu, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật kiêm chủ tịch công đoàn Lý Ngôn Hoàng, phó chủ tịch thường trực tỉnh Cao Tấn Chu, trưởng ban tổ chức cán bộ Vương Bằng Phi, chủ nhiệm ủy ban chính trị và pháp luật Lý Bình Văn, trưởng ban tuyên giáo Lý Phong, phó chủ tịch tỉnh Đàm Quốc Thụy, chủ tịch mặt trận tổ quốc Trương Sán Dương, trưởng ban thư ký Tiêu Viễn Tâm, trưởng ban tuyên giáo Lý Phong và ủy viên chính trị quân khu tỉnh Trương Kiến Quốc. Trong đó Lý Ngôn Hoàng, Cao Tấn Chu, Lý Bình Văn, Trương Sán Dương thời gian ở tỉnh Yến đều không ngắn. Hay nói cách khác bọn họ bất cứ lúc nào cũng có khả năng điều đi. Đương nhiên thời gian của Phạm Duệ Hằng cũng rất dài. Những ngày ông ta ở tỉnh Yến sẽ không còn quá lâu nữa. Nếu Lý Ngôn Hoàng, Cao Tấn Chu, Lý Bình Văn, Trương Sán Dương bốn người này điều đi,
thì chỉ sợ chỉ điều được hai người. Sau đó nếu như Phạm Duệ Hằng cũng cùng đi thì Tỉnh Yến thật đúng là sẽ trở thành thiên hạ của ông ta. Tuy nhiên giai đoạn hiện tại Phạm Duệ Hằng cùng với bốn người trên đều đi, tạm thời còn chưa có tin đồn gì cả. Hiện tại ủy viên thường vụ đã đầy đủ rồi. Hạ tưởng nếu như muốn đi vào hội nghị thường vụ, nhất định phải chen chân đánh bật một người ra. Đó là ai? Đây lại là một vấn đề khó khăn. Phân tích kỹ một chút dường như vị trí nào cũng không dễ lay động, với lý lịch kinh nghiệm của Hạ Tưởng mà làm ủy viên thường vụ, thì chỉ có thể gắn với chức vụ bí thư thành ủy Tần Đường. Nhưng trên hội nghị thường vụ không có chỗ cho hắn. Ai cũng sẽ không nhường chỗ cho hắn ngồi. Không cân nhắc còn được, cân nhắc rồi thì Tôn Tập Dân liền có chút mơ hồ, chính là không có vị trí trống. Làm sao để tiến vào hội nghị thường vụ đây? Hội nghị thường vụ số người có hạn, không thể một lúc tăng lên hai ủy viên thường vụ. Không phù hợp với quy định thông thường. Càng không thể chỉ nâng Hạ Tưởng lên cấp phó tỉnh, thành phố Tần Đường còn chưa đủ tư cách thăng lên thành thành phố cấp phó tỉnh. Hạ Tưởng nâng lên cấp phó tỉnh, thì chỉ có một con đường tiến vào ủy viên thường vụ có thể đi. Sự đi qua của ban tổ chức trung ương, chẳng lẽ còn có cái mưu mẹo gì? Tạ Tín Tài chỉnh lý xong tập hợp ý kiến của nhân vật số 1 nhân vật số 2 tỉnh Yến, sau đó gõ cửa văn phòng Ngô Tài Dương. Văn phòng của Ngô Tài Dương xa hoa mà thoải mái. Trưởng ban tổ chức Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, quản lý ngũ quan của toàn quốc, tuyệt đối là một vị trí chói lòa. Tuy nhiên cũng may, văn phòng của Ngô Tài Dương tuy rằng trang trí thuộc hạng sang nhưng sắc thái và đồ dùng vẫn khá khiêm tốn, thể hiện ra phong cách thực tế. Chỉ có ở phần góc phòng đặt một gốc cây thu hải đường rất lớn, khiến người ta phải chú ý. Tạ Tín Tài báo cáo ngắn gọn tình hình một chút rồi sau đó mới đặt tài liệu lên bàn của Ngô Tài Dương. Ngô Tài Dương vẻ mặt bình tĩnh nghe xong Tạ Tín Tài nói, rồi ung dung thản nhiên hỏi một câu. Tôn Tập Dân thực sự là nói thế sao? Tạ Tín Tài rất hiểu tính cách của Ngô Tài Dương. Ông ta hỏi thêm một câu như thế, không phải là ông ta không nghe rõ, mà là ông ta tức giận rồi. Dù là trưởng ban Ngô bình thường rất ít tức giận, nhưng Tạ Tín Tài trong lòng biết rõ. Ngô Tài Dương rất có tính cách. Tạ Tín Tài hơi gật đầu, thể hiện sự khẳng định. Trong lòng nghĩ Tôn Tập Dân về sau có chuyện mà bị rơi vào tay trưởng ban Ngô, thì trưởng ban Ngô sẽ nhớ thù. Hơn nữa lại sẽ thù rất dai. Nhưng điều khiến cho ông ta buồn là trưởng ban Ngô sao lại xem trọng Hạ Tưởng đến thế. Sau khi Tạ Tín Tài đi, sắc mặt của Ngô Tài Dương thâm trầm, rồi lại đọc một chút tài liệu. Sau đó mới vứt chúng sang một bên tự nói một mình. Tôn Tập Dân. Đừng có tưởng rằng có Chủ tịch Quốc hội nâng đỡ. Ông dám nói lời khó nghe về Hạ Tưởng, người mà tôi đây muốn cất nhắc. Mình ông mà cũng dám giơ tay ngăn cản sao? Lần đầu tiên, Ngô Tài Dương có thái độ kiên quyết chưa từng có, ra sức ủng hộ và trân trọng Hạ Tưởng. Điều mà không ai ngờ tới chính là, ngay ngày hôm sau khi Ban Tổ chức Trung ương vừa mới trưng cầu ý kiến thái độ của Ủy viên Thường vụ tỉnh Yến, đầu tiên là Tần Đường xảy ra chuyện không ngờ. Nếu như nói sự không ngờ của Tần Đường chỉ là đoạn mở đầu bị chôn vùi, không trực tiếp ảnh hưởng đến thế cục, thì sự kiện xảy ra ở tỉnh Yến đã trực tiếp đem đến sự nghịch chuyển không thể ngăn chặn nổi cho thế cục. Huyện An cách tỉnh không đến 100 km, xuất hiện một sự cố an toàn trọng đại. Sự cố gây ra hậu quả nghiêm trọng, trực tiếp thay đổi vận mệnh chính trị của tỉnh Yến. Chương 1191, lúc này không vật lộn thì còn chờ đến lúc nào nữa? Huyện An là huyện mà Hạ Tưởng từng đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực, cũng là nơi Hạ Tưởng quen Mai Hiểu Lâm lần đầu, cũng là nơi cùng với Khâu Tự Phong hóa thù thành bạn, lại càng là nơi Hạ Tưởng triển khai ý nghĩ kinh tế ban đầu, là nơi đầu tiên hết lòng vì sự phất lên của nền kinh tế địa phương. Hạ Tưởng có tình cảm rất sâu đậm với huyện An này. Huyện An có một con đường núi mà Hạ Tưởng tu sửa, nối với huyện cảnh, đặt tên là đường Sơn Thủy. Năm đó vì xây dựng cải tạo đường Sơn Thủy, Hạ Tưởng suýt nữa bị chôn vùi trong trận lũ, cũng chính vì tinh thần không biết sợ của hắn nên mới có được sự tôn trọng của nhóm anh em công nhân, khiến con đường sau này của hắn cũng có được mấy lần báo đáp của anh em công nhân. Cho đến ngày hôm nay, huyện An còn lưu truyền sự thích về Hạ Tưởng. Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm năm đó về cơ bản đã bị người dân huyện An quên sạch rồi. Chỉ có Hạ Tưởng, cứ nhắc đến tên hắn là ai nấy không ngớt lời khen ngợi. Dù là đột nhiên không nhớ ra Hạ Tưởng là ai thì cứ nói đến nghĩa cử trên đường Sơn Thủy là ai nấy cũng phải giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Tên tuổi rạng rỡ của Hạ Tưởng đến nay còn được khắc trên tấm bia đá trên đường Sơn Thủy. Sau khi Tôn Tập Dân nhậm chức,
cách đó không lâu thì có đến thị sát đường Sơn Thủy, không ngờ nửa đường sạt núi lở đất khiến cho bị tắc đường. Ông ta rất không vui. Người làm quan đều chú ý đường đi thông thuận, bị tắc đường như thế, dường như là một dự báo con đường phía trước không suôn sẻ. Ngay lúc ông ta tại tỉnh Yến từng bước gian nan, thì ông ta lại càng lộ vẻ không vui rõ ràng. Bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện cùng đi thị sát huyện An, đầu tiên là lập tức thừa nhận sai lầm, sau đó đợi Tôn Tập Dân quay về tỉnh thì lập tức báo cáo lên tỉnh yêu cầu xây dựng đường Sơn Thủy. Lý do đương nhiên là rất đầy đủ, để tăng thêm sự giao lưu giữa huyện An và huyện cảnh như là vân vân. Dù sao thì sau khi báo cáo lên tỉnh xong thì Sở Giao thông liền có ý kiến phúc đáp. Ý kiến phúc đáp là một chuyện, có lập tức chi tiền ra hay không lại là một chuyện khác. Sau khi báo cáo được đặt lên bàn của Tôn Tập Dân, bút của Tôn Tập Dân vung lên là đã liền yêu cầu thành phố Yến và Sở Giao thông tỉnh mạnh mẽ ủng hộ chỉ thị. Có chủ tịch tỉnh phê chỉ thị lại có nguồn vốn chuyên biệt, công trình xây dựng đường Thủy Sơn lập tức khởi công. Để đẩy nhanh tốc độ, cố gắng làm xong trước ngày 1 tháng 5, trước mùa kinh doanh du lịch để đem lại sự thuận tiện nhất cho du khách. Thực tế suy nghĩ của huyện An là muốn mời Tôn Tập Dân đến trước ngày mồng 1 tháng 5 để dễ cứu vãn ảnh hưởng xấu, và cũng để lại ấn tượng tốt cho chủ tịch tỉnh Tôn. Kỳ hạn công trình không theo kịp được, cứ cố theo thì rất dễ xảy ra công trình bã đậu. Các nhân vật số 1, số 2 huyện An biết thì biết đấy, nhưng lấy lòng lãnh đạo cấp trên mới là tôn chỉ đầu tiên của người làm quan. Huống hồ đây lại là chủ tịch tỉnh. Vì thế đã ra mệnh lệnh ngặt nghèo, phải hoàn thành trước ngày mồng 1 tháng 5. Hạ tưởng năm đó để bạt thân tín Trung Nghĩa Bình tới huyện An. Sau khi Trung Nghĩa Bình làm đến chức chủ tịch huyện An thì điều đến huyện cảnh đảm nhiệm bí thư huyện ủy. Anh ta cũng là rất may mắn mới tránh được việc khó khăn này. Đội ngũ thi công hiện tại khó mà so sánh được với Hạ tưởng năm xưa. Năm đó Hạ tưởng đều ăn ngủ với công nhân tại hiện trường. Chất lượng công trình rất cao, hoàn toàn vượt qua thiết kế. Kết quả là làm chưa đến nửa tháng là đã có chuyện xảy ra, mà lại là chuyện kép. Thời điểm cho nổ phá núi, do thao tác không chuẩn dẫn đến núi lở, chôn vùi hoàn toàn một nhóm công nhân. Sau khi sự cố xảy ra, khi huyện An báo lên số người, thì chỉ nói là mười mấy người, nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Họ hàng của họ không làm nữa. Cuối cùng chuyện lớn lên, lan đến tỉnh thì là 100 người. Khi thông tin đến tai Tôn Tập Dân thì Tôn Tập Dân đang suy nghĩ xem ban tổ chức trung ương muốn trưng cầu ý kiến là có âm mưu gì khác hay không. Ông ta đang định gọi điện để nói chuyện với phương diện Bắc Kinh, nhưng âm thanh chói tai liền vang đến. Quả thật là rất chói tai, bình thường cũng chẳng thấy tiếng điện thoại khó nghe đến thế. Hôm nay chẳng hiểu sao lại khiến ông ta sợ, ông ta rất không kiên nhẫn nhíu mày, nhấc điện thoại lên. Alo, âm thanh đã lộ ra vẻ không vui. Đầu dây điện thoại bên kia dường như không hề suy nghĩ đến tâm trạng của chủ tịch tỉnh mà vội vàng nói luôn. Chủ tịch tỉnh Tôn. Huyện An xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì bất ngờ, từ từ nói xem nào. Tôn Tập Dân rất không thích kiểu vội vội vàng vàng của cấp dưới nên quát lên một câu. Chuyện gì cũng phải bình tĩnh, không được kích động. Công trình mở rộng đường Sơn Thủy xảy ra sự cố an toàn nghiêm trọng. Tôn Tập Dân trong lòng trầm xuống. Gần đây Trung ương rất nghiêm đối với sự cố an toàn. Những quan viên có liên quan đến thì sẽ không nương tay. Hơn nữa việc mở rộng đường ở huyện An, nói cho cùng là có liên hệ với ông ta. Ông ta đương nhiên hiểu rõ huyện An là vì muốn đẹp ý mình nên vội vội vàng vàng xây dựng công trình, thế nên trong lòng liền có một cảm giác bực bội. Sự cố có nghiêm trọng lắm không? Huyện An che giấu số người chết thực tế, chỉ nói là 15 người. Nhưng người nhà gây rối có đến mấy trăm người. Hồ đồ! Tôn Tập Dân nổi giận. Ủy ban nhân dân tỉnh lập tức lập tổ đến huyện An điều tra. Cử người đến người nhà nạn nhân để trấn an thăm hỏi. Hạn chế ảnh hưởng của sự cố xuống thấp nhất. Còn nữa, người gọi điện thoại đến báo cáo chính là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh Bành Dũng. Bành Dũng từ sau khi Tôn Tập Dân lên nhậm chức liền nhanh chóng dựa dẫm vào Tôn Tập Dân ngay. Ông ta là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân, trước kia mối quan hệ với Tống Chiêu Độ không xa không gần, và cũng không cùng một tuyến với Phạm Duệ Hằng. Từ sau khi phó trưởng ban thư ký đảm nhiệm trưởng ban thư ký, thì vừa lúc Tôn Tập Dân lên nhậm chức, thế nên hợp logic liền một lòng với chủ tịch tỉnh. Việc mở rộng thêm đường Sơn Thủy là dưới sự ám thị của Tôn Tập Dân, Bành Dũng vẫn vô cùng quan tâm, cũng hết lòng phối hợp các mặt quan hệ,
coi như là công trình trọng điểm bậc nhất do Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn dắt. Không ngờ người trong huyện lại không biết làm việc như thế. Không ngờ lại xảy ra sự cố an toàn lớn như thế. Ông ta cũng rất buồn phiền. Sau khi nhận được chỉ thị của Chủ tịch tỉnh Tôn, Bành Dũng lập tức hành động, triệu tập các ban ngành có liên quan lập tức đến huyện An tiến hành một loạt hành động chỉ huy cứu giúp, trấn an người nhà. Chủ tịch tỉnh Tôn câu cuối cùng chỉ nói nửa câu. Bành Dũng coi mà làm. Biết rằng Chủ tịch tỉnh Tôn muốn khống chế sự việc trong phạm vi tỉnh Yến, chứ không được làm lớn lên, không được để lộ ra với giới truyền thông. Đến khi đến hiện trường sự cố, Bành Dũng hoảng hồn. Hiện trường đã không thể khống chế được, chỉ nhìn thấy một hòn đá lớn như khối núi ở trước mắt. Hiện trường có đến hơn nghìn người gào khóc loạn hết lên. Bí thư và chủ tịch huyện mồ hôi đầy đầu, bó tay chẳng có cách nào. Còn có vô số phóng viên chụp ảnh nháy liên hồi, càng có người làm việc ngay tại hiện trường, đưa hình ảnh lên mạng. Sự việc đã quá lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 105.